hào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 821, để ý. Cửa thang máy nhẹ mở. Đường khả hình cất bước đi ra khỏi thang máy, nhìn thấy nhân viên công tác phòng hành chính, cũng đang khẩn trương bận rộn hai mắt của cô lưu chuyển mới trầm mặc đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, đứng trước hai cánh cửa đóng chặt kia, mới nhớ tới hôm nay mình sẽ phải chính thức cáo biệt thân phận thư ký của Trang Hạo Nhiên, cô khẽ cắn môi dưới, nhẹ hít một ngụm khí, mới vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa bên trong không có thanh âm nào truyền đến đường khả hình không chờ đợi liền trực tiếp dùng sức gõ cửa quả nhiên mời vào thanh âm có chút nghiêm túc đường khả hình thức thời cảm thấy nhẹ nhõm vươn hai tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra vô ý thức nhìn về phía bàn làm việc trang hạo nhiên trầm mặc ngồi ở trước bàn làm việc mặc sơ mi màu lam nhạt quần thường màu trắng ống tay áo sắn lên tay cầm bút máy đôi mắt chuyên chú nhìn phần văn kiện nào đấy không chút nào có suy nghĩ sẽ ngẩng mặt lên đường khả hình đầu tiên là lẳng lặng nhìn anh một cái lại nghiêng mặt nhìn thấy giữa ghế sofa để một hộp khoai tây mini không chút sứt mẻ gì liền yên lặng đi đến trước bàn làm việc trong mắt là sự ôn nhu cùng thỏa hiệp nhìn về phía trang hạo nhiên kêu nhỏ trang tổng giám đốc trang trang hạo nhiên lúc này mới phát hiện ra là đường khả hình liền ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía cô hỏi có việc gì vậy cơn nóng giận như muốn xông đến audio điện tử võ tấn bền đường khả hình thế nhưng vẫn là thở gấp vài lần nhìn về phía trang hạo nhiên ẩn nhẫn nói lần này em có thể thăng chức toàn bộ là nhờ vào sự giúp đỡ cùng dạy bảo của anh em thật sự rất cảm ơn trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô một cái mới đưa ra văn kiện trước mặt ném cho cô đường khả hình có hơi giật mình một chút cúi đầu kỳ quái nhìn về phía phần văn kiện kia đây là doanh thu của phòng ăn bách hợp tại Anh Quốc, cùng các chi nhánh. Cô không hiểu lại ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía đường Khả Hinh, ý cười nhàn nhạt, nhạt nói, đây là phòng ăn bách hợp do một tay em cứu sống, gần đây doanh thu của phòng ăn, đã khiến cho tổng bộ bên Anh Quốc phải khiếp sợ, cho nên hảo cảm đối với em tăng vọt, tiền vốn đã được cấp xuống, chuẩn bị ở trấn nhỏ phụ cận Cambridge, mở lại chi nhánh phòng ăn bách hợp, Alan cũng vì chi nhánh này, chủ động xin đến chấn nhỏ, phục vụ cho phòng ăn mới mở. Bruce cùng NIKY cũng biểu đạt, cả đời sẽ vì em mà cống hiến sức lực, hy vọng đời đời con cháu cũng sẽ được giúp đỡ cho sự nghiệp của em. Tiếp tục tiến lên phía trước. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, có chút kích động nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh nói, một công ty thành công, không phải là chỉ xem người nó kiếm được bao nhiêu tiền, mà phải xem có bao nhiêu người nguyện ý đi theo, không rời không bỏ, ở điểm này, em đã làm được, cho nên buổi hôm nay, chẳng qua là giúp em mở ra trước một cánh cửa, chức vị này, sớm đã ở nơi đó, chờ em. Hai chồng mắt đường khả hình cấp thiết nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn lại cô, ngưng trọng nói, em có ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào chính sức lực của em, không có dựa vào bất luận kẻ nào, bởi vì chúng ta là tổng giám đốc, mỗi một ngày đều dẫn dắt những người cấp dưới khác nhau cùng tiến về phía trước, cũng không chỉ quan tâm đến em em nên cảm ơn cuộc đời này mới đúng, nhưng nên nhớ phương hướng đi nhất định phải chính xác. Mặc kệ tương lai em có thất bại, hay là thành công, thừa nhận kết quả này, cũng chỉ có mình em, người khác cũng không thể theo em một đời được. Đường khả hình yên lặng nhìn anh. Chúc mừng em, hoàn cầu bên kia còn có một hoạt động chúc mừng cho em, phòng làm việc mới của em, ngày mai mới hoàn thành được, còn rất nhiều việc chờ em xử lý, mau trở về đi thôi. Trang hạo nhiên bộc lộ mấy phần tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Anh nói xong liền cúi đầu, tiếp tục xem văn kiện. Đường Khả Hinh nhìn anh, hai mắt lưu chuyển, liền trực tiếp ngẩng mặt nói, "Em nghe nói tổng giám đốc Trang làm việc, cũng không sợ thua thiệt. Hôm nay là ngày cuối cùng em làm thư ký cho anh, muốn mở rộng kiến thức về phong thái làm việc của anh." Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, hơi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng liếc mắt nhìn về phía anh, cười rộ lên nói, "Chúng ta cùng chơi một trò chơi, ai thua liền đem hộp khoai tây kia ăn sạch. Trang hạo nhiên hai mắt lưu chuyển, tiếp tục cười như không cười nhìn về phía cô. Có muốn chơi hay không? Đường khả hình nhìn về phía anh, cười hỏi. Được, Trang hạo nhiên nghe câu nói cuối cùng kia giấu bé hôm nay là ngày cuối cùng làm thư ký cho anh giấu lớn liền mỉm cười buông bút máy, tựa ở trên ghế ra, ngẩng mặt nhìn về phía cô cười hỏi em muốn chơi như thế nào? Đường khả hình trong nháy mắt trên tay là một bộ bài poker, có chút thần bí nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, chúng ta chơi rất đơn giản, đoán bài, ai thua, người đó liền đem khoai tây trên ghế ăn sạch. a à, Trang Hạo Nhiên nghe thấy kiểu chơi này, bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình, bất đắc dĩ kiêu ngạo nói, nếu em thực sự muốn ăn khoai tây, thì cứ nói đi. Đừng có đùa, nó cũng không phải 300 ngàn, em không có ham muốn mãnh liệt như vậy. Đường khả hình nhìn về phía anh, cười nói. Trang hạo nhiên nâng mí mắt, nhìn về phía bộ dáng của cô như tất cả đã nắm chắc trong lòng bàn tay, lại khinh bỉ cười nói, được. Chơi một phen, nếu như em thua, ăn ít đi một cái khoai tây nào, anh sẽ xin hoàn cầu, không phát tiền lương tháng này cho em. Được, đường khả hình đột nhiên cười thần bí, lập tức rút ra một lá bài poker, ngay trước mặt anh, nhanh chóng sáu bài, sau đó nâng mí mắt, nóng bỏng nhìn về phía trang hạo nhiên, trong nháy mắt trong tay bắn lên một lá bài poker, hướng về phía nóc nhà nhanh chóng xoay tròn trang hạo nhiên không nghĩ đến đường khả hình lại dùng đến chiêu thức ấy tức khắc ngẩng đầu hít mắt ý thức mãnh liệt muốn nhìn thấu con số trên lá bài poker kia đường khả hình trầm mặc nhìn về phía thái độ khẩn trương kia của trang hạo nhiên đột nhiên tươi cười hơi chuyển động bước lên phía trước nhẹ dẫm dày cao gót lá bài poker sẽ phải xoay tròn đi xuống trang hạo nhiên tức khắc thấy rõ chữ cái kia vừa muốn lên tiếng a à, đường khả hình đột nhiên xoay gót dày cô chắc chắn sẽ phải ngã trên mặt đất. Trang hạo nhiên phát hiện ra, trong nháy mắt vươn tay nắm chặt bên hông của Đường Khả Hinh, ôm chặt cô vào trong ngực. Hai ngón tay tuyết trắng thon dài, nhẹ kẹp lấy lá bài poker kia. Đường Khả Hinh nháy nháy mắt cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, giơ lá bài poker trong tay mình lên trước mặt anh, đắc ý cười nói: "át cơ, em thắng." Em, Trang Hạo Nhiên ôm chặt bên hông Đường Khả Hinh, nhìn cô tức giận nói: "em cố tình." đây không phải là học theo anh sao? Đường Khả Hình tựa ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, đối với con át cơ kia vừa hôn vừa đắc ý cười. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô chỉ đành a à một tiếng cười nói em được lắm. Thời gian rất nhanh liền đến lúc tan việc, ánh mặt trời chiều buông xuống. Đường Khả Hình ôm vai ngồi ở trên ghế sofa nửa cười nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng ngồi ở trên ghế sofa bóc túi khoai tây lại đem một miếng khoai tây nho nhỏ, bỏ vào trong miệng, trầm mặc nhai, lập tức phát hiện, nó đích thực là có hương vị. Đường khả hình nhịn không được cười. Trang hạo nhiên nâng mí mắt, liếc mắt nhìn cô một cái, lại tiếp tục bóc túi khoai tây, có chút ăn như hổ đói cái đống khoai tây trên bàn kia, đúng là đói bụng thật. Thế nào cả ngày nay anh không ăn cơm, này không giống phong cách của anh a. À. Đường khả hình nhìn về phía anh, có chút chế nhạo nói. Quên mất, Trang Hạo Nhiên tiếp tục ăn khoai tây, trầm mặc nói. Đúng vậy, bận đến mức em nhận chức, anh cũng không ở đây. Đường Khả Hinh phảng phất có điểm trách cứ nói. Trang Hạo Nhiên nâng mí mắt nhìn về phía đường Khả Hinh, đột nhiên cười hỏi, em hy vọng anh ở đây sao? Không có, đường Khả Hinh nhanh chóng trả lời. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cúi đầu, cầm túi khoai tây lên, có lẽ là ăn quá nhanh, thiếu chút nữa nghẹn chết, hơi ho khan hai tiếng, cầm cốc nước lên, ngửa đầu uống vài ngụm ăn chậm một chút, đường khả hình nhìn anh, nói tiếp chuyện của tình tình, rất cảm ơn anh. Trang hạo nhiên nhai khoai tây, không lên tiếng, một lúc lâu hai chồng mắt mới lóe ra tia sáng, cười nói, không cần cảm ơn. Đây là việc anh phải làm, hôm qua bọn nhỏ mang đến cho anh nhiều niềm vui như vậy, anh nghe thấy tin tức này, cũng rất đau lòng. Đường khả hình trầm mặc nhìn về phía anh. Anh chưa kịp đến bệnh viện nhìn cô bé, nhưng mà thời gian đứa nhỏ lên phi cơ, anh có để thư ký đi theo, nhất định là sẽ chiếu cố tốt cho đứa nhỏ. Trang hạo nhiên nói xong, lại tiếp tục, bóc khoai tây, bình tĩnh nhai. Đường khả hình nhìn về phía bộ dáng yên lặng như vậy của anh, trong lòng có chút kích động, không hiểu mở miệng giải thích, em không biết tổng giám đốc tưởng xin nghỉ cho em. Trang hạo nhiên dừng lại một chút, cô nhẹ chấp hai mắt, mới có chút khẩn trương cùng lúng túng nói, em chưa từng nghĩ muốn xin nghỉ, bởi vì chuyện này, nên em nghĩ tự mình qua đây cảm ơn anh. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cô, đường khả hình nhìn anh, hai mắt lưu chuyển, mặt có chút ửng đỏ nói ăn a, à. anh thua phạt anh ba tháng tiền lương, chỗ kia thì đáng bao nhiêu tiền a? À. trang hạo nhiên cười tiếp tục bóc khoai tây ăn rất nhanh, nhai vài cái mới phảng phất có chút bình thản nói qua mấy ngày anh phải trở về anh quốc, đường khả hình nghĩ tới liền hơi nghiêng người về phía trước nhìn anh hỏi về anh quốc làm cái gì? có chút việc phải xử lý, trang hạo nhiên nói. Lúc nào thì trở về?" Đường Khả Hinh hai mắt lưu chuyển hỏi. "Mấy ngày nữa." Trang Hạo Nhiên lãnh đạm trả lời. Đường Khả Hinh lại trầm mặc nhìn về phía anh, từ hôm qua đến bây giờ, anh vẫn lạnh nhạt như vậy, làm cho lòng người hoang mang. Cô nhẹ thở dài mấy tiếng, liếc về phía anh, nhanh chóng nói, "Em không biết là em làm sai việc gì. Cứ coi như là một người bình thường, khi nghe thấy một sự cố bi thương nào đó, cũng sẽ không hiểu sao rơi lệ." Thế nhưng anh có chuyện gì, không thể từ từ cùng nhau nói được hay sao? Nhất định phải xé tấm vé số kia, 300 000 A, cứ như vậy biến mất. Nếu như anh đem nó cho viện phúc lợi viện, có thể đổi lấy tiếng cười của biết bao nhiêu bảo bối A. Trang hạo nhiên trầm mặc ngẩng đầu, nhìn cô. Đường khả hình nhìn bộ dáng này của anh, mặt ngay lập tức ửng đỏ, cúi đầu, không lên tiếng. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng này của cô, đột nhiên trầm mặc không nói gì, từ dưới bàn trà, lấy ra một chiếc hộp nhung màu lam đậm, im lặng đẩy về phía Đường Khả Hinh, nói em, đứa ngốc này. Vốn là không có tin anh, đã từ rất lâu rồi, cũng chưa từng có thử qua một lần, đứng ở bên cạnh anh, ngay trước mặt anh ta. Em không biết là anh rất để ý chuyện này sao? Đường Khả Hinh trong lòng khẽ động, nhìn về phía hộp nhung, đúng là chiếc hộp tự tay mình đưa cho anh, đột nhiên cảm thấy mất mát, biết anh trả lại lễ vật cho mình, cô liền có chút khổ sở, mặt ửng đỏ nói anh anh thật nhỏ mọn. Dù cho có tức giận, cũng không thể đem quà em tặng, trả về cho em. Trang hạo nhiên nghe thấy những lời này, đôi con người chợt lóe, cười như không cười nhìn cô nói, không muốn. Không muốn, đường khả hình có chút lạc lõng khổ sở, quay mặt sang, không để ý anh. Em tốt nhất là nhìn lại, nếu không, chờ lát nữa, lại ngất đi thì sẽ không tốt đâu. Trang hạo nhiên lại ngưng mắt nhìn về phía cô, nói. Đường khả hình nghe thấy những lời này, liếc mắt nhìn anh một cái, mới không tình nguyện như người về phía trước, cầm lên hộp nhung màu lam đậm kia, chậm chạp mở ra, một tấm vé số màu hồng phấn, con số chúng giải nhất sáng nay, thình lình xuất hiện ở trong hộp, cô lập tức khiếp sợ mở to mắt, thở dốc vì kinh ngạc, kích động dâng trào, lập tức nói không nên lời. chương 822, em sai rồi. Phòng làm việc, tràn đầy tĩnh lặng, xung quanh là bầu không khí kích động. Đường khả hình ôm hộp nhung màu lam đậm kia, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu, cầm lên một miếng khoai tây, bỏ vào trong miệng, yên lặng nhai. Đường khả hình nhất thời tựa như đứa nhỏ hưng phấn, ôm lấy chiếc hộp, đứng lên, ngồi vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía anh vừa vui mừng, lại vừa kích động dâng chào cười nói, anh, 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 anh không có xé tấm vé số này, vậy, vậy hôm qua, cái anh xé là cái gì a? À? Trang hạo nhiên vừa nhai khoai tây vừa nhìn Đường Khả Hinh, mặt hiện lên một chút ý cười, nói: toàn thế giới cũng không phải chỉ có mình em mua vé số. Trường phòng hành chính mỗi ngày đều mua, khát vọng có một ngày có thể thăng chức rất nhanh, không cần làm việc, không cần dậy sớm, nằm cũng có thể ăn cơm. Đường Khả Hinh trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hiểu rõ hôm qua anh đi lấy vé số của người khác, nghĩ muốn đùa giỡn mình, không ngờ về sau lại có tranh chấp. Hai mắt cô lập tức đỏ bừng vươn tay, đấm mạnh một cái vào bờ vai của anh, nói: "Anh thật xấu xa." Trang Hạo Nhiên chỉ là cười cười, tiếp tục ngồi ở trên sofa, đem vỏ khoai tây bỏ vào hộp, rồi thu thập sạch sẽ mặt bàn. Đường Khả Hinh nhìn về phía người đàn ông đang nghiêng mặt, yên lặng như vậy, cô nhẹ cắn môi dưới, không hiểu cầm vé số, nhưng người về phía trước nhìn về phía anh, mở to mắt, kích động hỏi: "Anh, anh muốn đem này vé số này đưa cho em sao?" nín thở trang hạo nhiên trầm mặc một lúc lâu mới mỉm cười nói ưng cầm lấy đi vốn chính là của em anh không có vận khí tốt như vậy đường khả hình khó có thể kìm nén được ý cười nhìn về phía anh lại một trận cảm xúc dâng trào nói có thật vậy không anh đã nói nha không được lại chơi xấu trang hạo nhiên quay mặt sang hít mắt nhìn cô nói em cho là ai cũng giống như em vậy sao ở trước mặt người khác diễn một vở kịch khiến cho người khác luân hãm vào trong vòng xoáy tình sâu như biển. Sau đó xoay người liền khóc lóc trong lòng người đàn ông khác. Đường Khả Hinh lập tức nhìn anh, lại bởi vì có 300 ngàn, phát hiện ra mình tức giận không được, vẻ mặt kích động tươi cười, cúi đầu nhìn về phía tấm vé số màu hồng phấn, đúng là số vé mình mua ngày hôm trước, cô nặng nề thở một cái, vươn tay chỉ, muốn nhẹ nhàng sờ tờ giấy nhỏ kia, nhưng lại không nỡ, còn chưa kịp nghĩ xài số tiền kia như thế nào liền ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nhiệt tình hỏi, vậy chúng ta lúc nào thì đi đổi vé số? Lập tức đi, lập tức đi ngay nhé. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, quay mặt sang nhìn cô bé ngốc nghếch kia đang rất hưng phấn, liền bật cười nói, gấp như vậy sao? 300 ngàn A, chấm than ngoặc kép, đường khả hình mắt to lập tức sáng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu, anh cho là ba quả trứng bổ câu chắc. 300 ngàn, anh biết em có thể làm được bao nhiêu việc không? cuộc sống của em sẽ có bao nhiêu an toàn a à? em sẽ không sợ chết đói nữa. Em có 300 ngàn, thì nên chú ý an toàn của người thân chính mình đi. Trang hạo nhiên nghe những lời này, không hiểu cười rộ lên nói. Anh không nói, em không nói, thì ai biết. Chấm than ngoặc kép, đường khả hinh hăng hái kích động nói xong, lại nhanh chóng lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía anh hưng phấn cười nói, nhưng mà. Em còn muốn nói cho nhã tuệ biết, chấm than. Đổi lấy tiền xong lại nói cho chị ấy vậy. Nhanh, chúng ta lập tức đi đổi tiền. Em nhớ không nhầm là nhân viên 6 giờ tan tầm. Chấm than, nhanh, em có xe, anh đi cùng em. Nhận thưởng xong em mời anh đi ăn cơm. Anh ăn no rồi, Trang hạo nhiên dường như không có hứng thú cười cự tuyệt. Không được, đây là hai người chúng ta cùng nhau mua. Đương nhiên muốn cùng nhau đi lĩnh thưởng A. Đường khả hình thức khắc ôm lấy chiếc hộp, đứng lên, kéo cánh tay Trang hạo nhiên kích động nói, nhanh. Chúng ta cùng nhau đi đổi tiền. Nhưng trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt tay nhỏ bé đường Khả Hinh, một phen kéo cô ngồi ở trên đùi mình, ôm lấy cô. Đường Khả Hinh nhất thời ngã vào trong ngực của anh, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên ôm lấy cái eo mềm mại của cô, hai chồng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, nói anh giữ lại vé số, thậm chí đem nó tặng cho em, thế nào để cảm ơn anh đây? Đường Khả Hinh khẽ chấp đôi mắt dịu dàng nhìn về phía người đàn ông kiên nghị này đôi con ngươi nồng cháy nhìn anh trong lòng như có cái gì vừa nhảy lên lại có chút xấu hổ cúi đầu mềm giọng hỏi cái kia vậy anh hy vọng em làm gì trang hạo nhiên nghe thấy lời này trên mặt hiện lên mấy phần ái muội đùa giỡn tươi cười nói cho anh một nụ hôn đường khả hinh nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía anh ưng ừ, trang hạo nhiên vươn tay nhẹ nắm lấy cái cằm của cô ánh mắt quyến rũ nhìn về phía cánh môi phấn hồng no đủ kia, cũng không che giấu khát vọng. Đường khả hình nhẹ thở một cái, lại hơi nâng mí mắt, nhìn anh, thậm chí có một loại rung động mãnh liệt, dẫn đến trong lòng một cỗ thủy chiều ngọt ngào, hơi nghiêng mặt, ở trên môi mỏng của người đàn ông, nhẹ nhàng hôn xuống. Trang hạo nhiên khẽ nhúc nhích hai mắt, cảm nhận được cánh môi ẩm ướt, no đủ của cô, rơi vào trên môi mình, truyền tới một trận tê dại, khiến cho trái tim đang ngứa ngáy của anh, như bị mèo cào anh nặng nề nuốt khan một cái nơi cổ họng đường khả hinh nhẹ nhàng lưu chuyển ánh mắt đáy lòng lại ngọt ngào như mật mỉm cười lại nghiêng mặt tiến lên ở trên môi của anh vừa hôn thậm chí còn nhẹ ngậm lấy cánh môi của anh trang hạo nhiên nhanh chóng lưu chuyển ánh mắt liếc mắt nhìn cô bé này một cái kìm lòng không được vươn tay ôm lấy eo thon mềm mại của cô làm cho cô càng tiến sát vào trong lòng mình hai người đồng thời ôm lấy nhau mở cánh môi ra đón lấy nụ hôn của đối phương đầu lưới triền miên cùng một chỗ tạo ra âm thanh xấu hổ, còn có thanh âm hờn dỗi của Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nóng bỏng hôn lấy cô gái còn đang rất xấu hổ, hai đầu lưới quấn lấy nhau, cánh tay rắn chắc đeo chiếc đồng hồ bạch kim tôn quý thong thả lướt qua eo cô, cách cái áo màu xanh tơ lụa của cô nhẹ nhàng vuốt ve, truyền đến thanh âm sột soạt. Đường Khả Hinh biết người đàn ông này còn bận việc, cho nên nụ hôn này lộ ra một chút dịu dàng cùng ẩn nhẫn, cô liền nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi của anh lại ôm lấy cổ của anh, cùng anh mặt đối mặt nhìn nhau, lấy chóp mũi nho nhỏ của mình cọ cọ sống mũi anh Tuấn của anh, sau đó nâng mí mắt, mang theo vài phần ôn nhu cùng ngượng ngùng nhìn anh nói, không nên tức giận. Em sai rồi. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nóng bỏng nhìn về phía cô, có chút không dám tin vào sự dịu dàng trong mắt cô, phòng bị cười nói, vé số em cũng đã lấy được, còn muốn cái gì nữa? Đường Khả Hinh nhất thời sửng sốt nhìn về phía anh, trong nháy mắt cắn môi dưới, xấu hổ đỏ mặt tức giận nói, được lắm. Dám đối với em như vậy, quên đi. Cô nói xong, định đứng dậy. Trang hạo nhiên cũng đã mỉm cười từ phía sau lưng ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, làm cho cô lại ngồi lên đùi mình, khẽ hôn bên tay cô, mới ái muội nói, không nên tức giận, anh cùng em đi còn không được sao. Chỉ là, anh sợ thời gian có chút không kịp rồi, hay để hôm khác đi. Anh nói xong, tay đã muốn lần mò lên trên. Không muốn, chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhất thời xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhiệt tình cười nói, "Em muốn đi đổi tiền." "Đợi không được đến ngày mai." Trang Hạo Nhiên ôn nhu nhìn về phía cô, đột nhiên cười, lại giống như mệnh lệnh yêu cầu, "Vậy hôn lại một cái." Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn anh. "Hử?" Trang Hạo Nhiên vuốt ve cái eo của cô, dịu dàng nói. Đường Khả Hinh không có cách nào, liền có chút xấu hổ nghiêng người, ôm lấy cổ anh, ở trên môi của hắn nhẹ hôn một cái đột nhiên có chút bướng bỉnh muốn nhẹ cắn cánh môi của anh. Bướng bỉnh, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã nhanh chóng đem đường khả hình áp ở trên sofa, kéo lấy chiếc váy dài của cô, khẽ nâng đôi chân trắng nõn thon dài của cô lên, thân thể đè lên người cô, lại nhiệt tình mút lấy hai cánh hoa, trụi đuổi cái lưỡi của cô cùng nhau dây dưa một chỗ, từng trận, từng trận ép xuống, vừa hôn vừa cười, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô. Anh, đáng ghét, đường khả hình tay nhẹ đấm bờ vai anh, mặt lại đỏ bừng. Đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn cô một cái, tiếp tục tươi cười hôn cô, tay đã xoa nắn cái eo của cô. Đường khả Hinh nhịn không được cười, vươn tay quấn quanh cổ anh, đón lấy nụ hôn của anh, giày cao gót màu trắng, nhẹ nhấc lên, đạp ở trên ghế sofa, cảm giác người đàn ông này liên tục ép xuống, cô thở gấp một tiếng. Trang hạo nhiên lại muốn nhiệt tình ôm chặt cô, ai biết xoay người một cái, hai người phịch một tiếng, rơi xuống đất. A, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đầu bị đụng một cái, tức khắc nhăn mặt kêu lên, đau quá. Trang hạo nhiên nhìn, vừa đau lòng vừa ngọt ngào cười rộ lên, tay vỗ về cái ót của cô, nói, bảo bối, xin lỗi em. Ghét, ưng, thanh âm hôn môi nồng nàn, từ bên dưới sofa, chuyển đến. 5 giờ 25 phút, nhân viên phòng hành chính, mọi người đều dục dịch, chuẩn bị tan tầm, đều là do Tổng Giám Đốc lãnh đạo có cách A. Cửa phòng làm việc Tổng Giám Đốc, yên lặng mở ra. Trang hạo nhiên mặc âu phục vàng nhạt, trên mặt hơi bộc lộ mấy phần ý cười ngọt ngào lại giả vờ thâm trầm ho một tiếng, nhìn về phía mấy ngựa ơi trước mặt, tức giận nói còn chưa tới giờ đâu. Liền chờ một lát nữa đi, không biết ai dạy dỗ như vậy nữa. Toàn bộ nhân viên, nghe thấy những lời này, mỗi người lại như con chuột nhanh chóng lủi vào vị trí, ngồi im lúc này đường khả hình cũng có chút xấu hổ mỉm cười đi ra khỏi phòng làm việc nâng mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái thẹn thùng đi tới đi thôi đang vội trang hạo nhiên nghiêng người nhìn cô một cái liền trầm mặc đi về phía trước đường khả hình cũng như vậy trầm mặc đi sau anh cửa thang máy đinh một tiếng mở ra trang hạo nhiên bước vào trước một bước xoay người liền kéo đường khả hình đi tới không thể chờ đợi được thêm nữa đem cô ôm vào trong lòng Tay nâng cái ót của cô, cúi mặt xuống ở trên môi của cô mà hôn. Ưm, ừ, đường khả hình kìm lòng không được nắm lấy tay áo của anh, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đón lấy nụ hôn của anh, thân thể sục sôi. Thang máy nhanh chóng đi xuống, hai thân ảnh cứ như vậy, quấn lấy nhau hôn nồng nhiệt. Vật nhỏ. Cửa thang máy chậm chạp mở. Hai người cùng nhau mỉm cười đi ra khỏi thang máy, dường như đang nói với nhau cái gì đó, rất là vui vẻ đường khả hình càng cười vui vẻ hơn gương mặt thập phần đáng yêu cùng ngọt ngào trang hạo nhiên nhìn cô một cái kìm lòng không được vươn tay nhẹ miết cái cằm của cô ba tiếp tân ngẩng đầu nhìn về phía hai người bọn họ thân mật như vậy cũng nhịn không được cười rộ lên nói có phải hai người ở cùng một chỗ hay không có khả năng nha dù sao tôi cũng nghe nói là thư ký đường theo đuổi tổng giám đốc của chúng ta a à. không phải chứ là tổng giám đốc của chúng ta theo đuổi khả hình có người nói như vậy. Nhưng tổng giám đốc của chúng ta thực sự là hoa đã có chủ sao? Tôi rất thất vọng nha. Một nhân viên tiếp tân lập tức thất vọng nói, tôi thật không bỏ được. Đi thôi, không bỏ được cũng không phải của cô nha. Mọi người cùng nhau cười cô. Đại sảnh Á Châu. Trang Hạo Nhiên cùng đường Khả Hinh vừa nói vừa cười đi về phía trước. Nhân viên trước đại sảnh, lập tức cung kinh cúi người chào hỏi. Cũng vừa khéo vào lúc này tưởng thiên lỗi dẫn thư ký cùng cán bộ cấp cao, đi xuống đại sảnh, nhìn thấy hai người bọn họ thân mật như vậy vừa nói vừa cười, đôi mắt anh nhẹ chấp, nhìn về phía trước. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình cũng dừng lại, nhìn phía trước. Ba người trầm mặc nhìn nhau. Ánh mắt trang hạo nhiên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, không có chút khách khí nào. Đôi mắt thâm thúy của tưởng thiên lỗi, cũng chăm chú nhìn anh. Đường khả hình lại nhẹ chớp mắt, ánh mắt lưu chuyển, Cô đột nhiên làm ra một quyết định, chậm rãi tựa ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, hơi nhấc tay, nhẹ nắm lấy cánh tay của anh, giống như chim nhỏ nép vào bên người. Trang Hạo Nhiên có chút giật mình cúi đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lối cũng lưu chuyển ánh mắt, dừng lại ở cánh tay nhỏ bé trên người Trang Hạo Nhiên. Khuôn mặt Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi dưới, lại nắm chặt cánh tay người đàn ông trước mặt, rúc vào bên cạnh anh chương 823, đêm nay ăn cơm cùng ai? Chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh, dọc theo đường lớn khách sạn xa hoa lái tới, lại dừng ở trước cửa khách sạn. Đường khả hình nhìn về phía chiếc Mercedes này, lại nhìn Trang Hạo Nhiên đứng bên người, chứng kiến thời khắc này, không hiểu sao cô cảm thấy kích động. Trang Hạo Nhiên cũng lấy thân phận tổng giám đốc, hơi ngẩng mặt, nhìn về phía chiếc Mercedes đang chạy nhanh tới, khuôn mặt nở nụ cười kiêu ngạo vì cô. Tài xế nhanh chóng đi xuống xe, tôn kính hướng về phía Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh khom người cúi chào nói: "Tổng giám đốc Trang, Đường tiểu thư, xin mời lên xe." "Ừm." Uhm, Trang Hạo Nhiên mỉm cười lên tiếng trả lời, liền ôm eo Đường Khả Hinh, nói: "Lên xe đi." Đường Khả Hinh trên mặt lại ý cười kích động, tay cầm hộp nhung màu lam đậm, nhẹ vén làn váy thật dài, ngồi vào trong xe. Trang Hạo Nhiên cũng mỉm cười cùng cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, cởi bớt khuy áo vươn tay nhẹ kéo cái hông của cô, làm cho cô dựa vào trong ngực của mình, mới nắm lấy cái cằm của cô, nhớ tới chuyện ở đại sảnh vừa rồi, mang theo vài phần kích động hỏi, vừa rồi em nắm chặt cánh tay anh là có ý gì? Mặt đường khả hình soạt một chút đỏ lên, bởi vì ở bên ngoài, nên có chút ngượng ngùng, nghĩ muốn bảo trì khoảng cách. Trang hạo nhiên lại bá đạo ôm chặt cô, kích động hỏi lại, em có ý gì? Có ý gì a? À? có ý gì a? À? à không có ý gì đường khả hình mặt mắc cỡ đỏ bừng trái tim nhảy thình thịch không có ý muốn nói chuyện trang hạo nhiên lại nắm lấy cầm cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên nghiêm túc nhìn cô đường khả hình cũng có mấy phần ôn nhu nhìn về phía anh có chút hờn dỗi cúi đầu nói anh không phải nói em chưa từng đứng ở bên cạnh anh sao anh nói anh để ý a à. ánh mắt trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn cô trái tim đường khả hình như bị loạn nhịp lại không dám lên tiếng chỉ là thở dốc một cái ngẩng đầu lên, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên ra lệnh. Đường Khả Hinh nghe lời, kìm lòng không được ôn nhu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Vật nhỏ, Trang hạo nhiên nói xong, trong nháy mắt đã cúi xuống, ở trên môi của cô vừa nhiệt tình hôn, vừa quấn lấy đầu lưỡi của cô, rồi mới gõ gõ cửa, phân phó tài xế lái xe. Tài xế nghe thấy, tức khắc ngồi vào vị trí, khởi động xe đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước đại sảnh. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về Trang Hạo Nhiên bá đạo ôm lấy Đường Khả Hinh bên trong chiếc xe chạy nhanh, ở trên môi phấn nộn ngọt ngào của cô nhiệt tình hôn, mà Đường Khả Hinh thì khuôn mặt xấu hổ, đón ý hùa theo nụ hôn của anh toát vẻ đẹp xinh quyến rũ, trong nháy mắt dường như có con dao đang đâm thẳng vào trái tim anh, anh lập tức quay mặt sang, hai mắt toát ra chút ảm đạm, nhìn về phía trước, cái loại đau đớn đó khiến anh như sắp hít thở không thông, cơ hồ như muốn cắn nuốt lý trí cùng linh hồn của chính mình. Hai bàn tay anh nắm chặt liều mạng đè xuống cảm giác đau đớn kia, cất bước đi về phía trước. Đông Anh đau lòng nhìn về phía bóng lưng của anh, hai tròng mắt không khỏi tối sầm lại, trái tim như bị co rút một trận. Xe chạy trên đường cao tốc dọc theo đường bờ biển thật dài đi về phía trước. Ưm, ừ, không muốn. Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên hôn đến mờ mịt, khiến cho thân thể nóng bỏng như muốn nổ tung, xấu hổ đỏ mặt đẩy anh ra, nói anh đang nhìn đi đâu vậy? Thấy có cái gì thì nhìn. Trang Hạo Nhiên lại dơ lên khuôn mặt cười, bởi vì thực sự rất vui, nên nhìn người con gái trước mặt, thế nào cũng thấy tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, lại cúi xuống phía dưới ở trên môi của cô nhẹ hôn. Di động đúng lúc này vang lên. Đường Khả Hinh vừa mới còn chìm đắm trong ngọt ngào, nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, đột nhiên sửng sốt. Trang Hạo Nhiên đã lấy điện thoại từ trong túi Âu phục ra, vừa định tiếp điện thoại. Đường Khả Hinh trong nháy mắt đoạt lấy di động, nhìn về phía anh, hơi thu lại sắc mặt, nhanh chóng nói chúng ta còn phải đi đổi tiền. Trang hạo nhiên trầm mặc nhìn về phía cô, đột nhiên cười, liền đành phải nói, được, được, được. Chúng ta đi đổi tiền, không nghe điện thoại. Đường khả hình hài lòng cười, trong nháy mắt liền lộ ra cái tính trẻ con cúp điện thoại. Đứa ngốc, trang hạo nhiên chậm chạp vươn tay, nhẹ ôm lấy eo của cô, làm cho cô tựa vào trước ngực của mình, ở trên mặt của cô vừa hôn, vừa nhận lại di động liếc mắt nhìn tin nhắn đến, lão đại. Xin nhờ chút, đêm nay giữ khả hình lại giúp tôi, ngàn vạn lần đừng để cho cô ấy về nhà. Thế nào, đường khả hình ý thức được có điều gì đó không ổn, xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn hôn em, Trang Hạo Nhiên lại tươi cười nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn xuống. Không muốn, đường khả hình mặt đỏ tránh anh. Chỉ hôn một chút, đừng lời nói kia ngọt ngào như mật, phiêu lãng trong không trung, dường như một chút ngọt ngào của biển, rực rỡ, tươi mát như vậy. Hoàng hôn, khí trời vẫn nóng bức kéo dài. Khu biệt thự khách sạn Á Châu, nhã tuệ vẫn như cũ mặc đồng phục màu đen của khách sạn, cảm giác được cái nóng nực của thời tiết, sách theo túi nguyên liệu nấu ăn Italia từ siêu thị về, dọc theo con đường nhỏ, nhìn thấy phía trước có một căn biệt thự màu xám hai tầng, bốn phía là cây cối um tùm, cuối cùng cũng đã tới, cô tươi cười, Tiếp tục đi về phía trước. Lâm Sở Nhai nguyên bản muốn cùng cô đến siêu thị, nhưng vì tạm thời có hội nghị, cho nên đành phải để Nhã Tuệ một mình đi trước. Nhã Tuệ xách túi đồ, đi vào trước sân nhà Lâm Sở Nhai, dọc theo con đường đá cội, hai bên là những bụi hoa gấm trúc, đi tới trước cửa biệt thự, nhẹ ấn vào chuông cửa. Không lâu sau, Lâm Sở Nhai mặc thường phục, vừa tắm qua, nhanh chóng đi tới, mở cửa ra, nhìn thấy Nhã Tuệ đang mệt mỏi đứng ở cạnh cửa anh lập tức xin lỗi đi lên phía trước, nhận lấy túi đổ trong tay cô, vừa lau đi mồ hôi trên trán cô, vừa đau lòng nói, xin lỗi, xin lỗi, đột nhiên có một cuộc họp, nên không thể cùng em đến siêu thị được, anh cũng vừa mới trở về. Em biết, nhã tuệ nhìn về phía anh, ôn nhu săn sóc nói, làm việc quan trọng hơn. Em có thể hiểu được. Lâm sở nhai mỉm cười nhìn về phía nhã tuệ liếc mắt một cái, mới khẩn trương nhẹ ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô nói mau vào đi bên ngoài nóng chết được nhã tuệ mỉm cười gật đầu sau đó đi vào trong phòng nhìn toàn bộ phòng khách xa hoa sạch sẽ nhất là phòng bếp bên kia ánh sáng màu lam mát mẻ cô nhẹ cười liền cởi áo khoác đồng phục nói thời gian cũng không còn sớm đoán là anh cũng đã đói bụng em sẽ nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn cho anh lâm sở nhai trầm mặc đứng ở sau lưng cô cầm lấy áo khoác cô cởi ra nhìn cần cổ trắng nõn của cô từng giọt mồ hôi chảy xuống liền cười nói được vất vả cho em nhã tuệ quay mặt sang săn sóc nhìn lâm sở nhai nói anh đi tắm trước đi hôm nay cũng mệt mỏi rồi lâm sở nhai trầm mặc nhìn về phía nhã tuệ bỗng cười mới nói quan tâm anh như thế sao nhã tuệ chỉ là nhàn nhạt cười liền cầm túi đổ hướng phòng bếp đi đến vậy anh đi tắm trước rồi lập tức tới giúp em Lâm Sở Nhai nhìn cô như vậy, nội tâm cũng không khỏi cảm động, tươi cười cất bước đi lên lầu. Nhã tươi quay mặt sang, mỉm cười nhìn Lâm Sở Nhai lên lầu, cô liền chuyên tâm theo mang túi đồ mình mua, lấy túi làm lạnh Italy mở ra, đem cá mực tươi, thịt bò, ớt và tương ngọt từ bên trong, để ở một bên, đầu tiên là nhanh chóng đem ớt ngọt xanh thái sợi, đặt ở trên đĩa màu trắng, lại đem cá mực tươi đặt ở trong mâm, sau đó ngâm vào trong nước, thừa dịp trong khoảng thời gian này, cô cầm thịt bò nhanh chóng thái sợi. Lúc sau, lâm sở nhai tắm qua, mặc ti shirt màu lam nhạt, quần thường màu đen, tóc hơi ẩm đi xuống lầu, nhìn bóng hình xinh đẹp của nhã tuệ, còn đang đi tới đi lui trong phòng bếp, chỉ thấy cô mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen bó sát người, khuôn mặt nhã nhận lịch sự ôn nhu tươi cười, cầm lên một ít tiêu, đặt ở trong miệng nhẹ nếm một chút, xem vị của nó có vừa lòng hay không. Ăn vụng, lâm sở nhai trong nháy mắt từ phía sau ôm lấy cái eo mềm mại của cô, cúi xuống dưới, mỉm cười nói. Nhã tệ nhẹ cười, cầm lấy ít tiêu vừa nếm còn một nửa, xoay người đưa tới bên môi của anh, mềm giọng nói anh nếm thử đi. Mùi vị tiêu này cũng không tệ. Anh nghĩ muốn nếm thử hương vị trong miệng em, lâm sở nhai cảm xúc dâng trào, nghĩ cúi đầu muốn hôn cô. Đừng, nhã tuệ mặt ửng đỏ, nhẹ đẩy anh ra, lại cười đi tới trước một cái chảo nóng khác, cười nói, ba mẹ em gửi từ quê lên ít sâm đỏ cũng không tệ, chia làm hai phần em cắt một phần cho khả hinh bồi bổ sức khỏe lưu lại một phần cho anh dùng để nấu canh vị rất thơm ngon anh nếm thử xem cô mỉm cười nói xong liền cầm cái thìa lên múc một ít canh sâm đưa đến bên môi lâm sở nhai lâm sở nhai lại có chút ôn nhu sủng ái nhìn về phía nhã tuệ cười nói một cây cho anh một cây cho khả hinh vậy còn em em không cần ba mẹ em bình thường khi nhớ em sẽ mang qua đây cho em rất nhiều sơn hào hải vị anh không cần lo lắng. Nhã tuệ mỉm cười cầm cái thìa, ôn nhu nhìn về phía anh. Lâm sở nhai thật sâu nhìn vào đôi mắt nhã tuệ, đành phải cúi mặt xuống nếm thìa canh kia. Nhã tuệ dịu dàng cười, tiếp tục xoay người, cầm dao sát mỹ ý. Bà xã của anh thật tốt, lâm sở nhai ở phía sau ôm lấy nhã tuệ, cúi xuống hôn lên trên mặt của cô. Hừ, ai gả cho anh, nhã tuệ mặt đỏ hồng nói, mạn hồng nói mấy câu vui đùa với anh, anh liền tưởng thật em còn chạy thoát được sao nhà của anh cũng đã tới lâm sở nhai đặt những nụ hôn cháy bỏng lên mặt cô lên tai cô nhẹ thổi hơi nóng nói bà xã của anh anh không rời được nhã tuệ nhịn không được cười đón lấy cái hôn nhiệt tình kia của anh cảm xúc cũng dâng trào lâm sở nhai hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái bộc lộ sự ôn nhu săn sóc hỏi có mệt hay không không mệt nhã tuệ mặt đỏ hồng cầm lên ít tiêu ngọt bỏ vào trong nước anh phục vụ em một chút nhé lâm sở nhai nói xong cũng đã từ phía sau khẽ cắn vành tai của cô hai tay đã bao trùm lấy bộ ngực của cô cảm giác nơi đầy đặn của cô khiến anh khát vọng cùng hưởng thụ xoa nắn tay nhã tuệ dừng ở trong nước một trận cảm xúc dâng trào nhắm mắt lại nhẹ ngẩng cổ nhã tuệ lâm sở nhai nói xong cũng đã nhanh chóng cắn vành tai cô tay không ngừng ở trước mặt của cô vỗ về bộ ngực đầy đặn thậm chí cách áo lót cũng có thể trong nháy mắt xiết lấy điểm phấn hồng nho nhỏ kia. Ưm, ừ, nhã tuệ hơi ngửa mặt, nhắm mắt kêu nhỏ. Lâm sở nhai cúi xuống phía dưới, nhìn cô một cái, không thể chờ đợi được ở trên môi của cô vừa hôn, vừa quấn quyết lấy đầu lưới của cô, đồng thời cũng đã xoay người cô ra phía trước, để cô dựa vào bàn bếp, thân thể nhanh chóng tiến lên, nhẹ sờ đến nút áo của cô. Đừng, nhã tuệ đột nhiên mặt đỏ kêu nhỏ một tiếng, cô biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, Lâm sở nhai thở dốc, cúi đầu, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn về phía cô hỏi, em không thích anh sao? Nhã tệ xấu hổ đỏ mặt, ngẩng đầu, hai mắt mơ màng ôn nhu nhìn anh. Đừng sợ, anh sẽ hảo hảo yêu thương em. Lâm sở nhai nhìn cô ôn nhu e thẹn như thế, cũng đã không thể kiềm chế được nữa, lại nhiệt tình hôn lên môi của cô, tay nhanh chóng cởi từng nút áo trước ngực cô, tiện thể đem áo lót kéo ra, hai khỏa đầy đặn đã hiển ra trước mặt, nụ hoa màu hồng phấn, hấp dẫn ánh mắt anh, anh vừa xoa nắm một bên vừa cúi xuống phía dưới mở miệng nhẹ cắn một nụ hoa tươi đẹp a à, nhã tuệ kìm lòng không được dơ lên chân sau đón nhận cảm giác kích thích phiêu phiêu dục tiên dục tử nhã tuệ vóc người của em thật đẹp lâm sở nhai vừa nhanh chóng phủ đầu ở giữa hai khỏa đồi hôn qua hôn lại tay đã mỏ xuống dưới lưng muốn kéo váy ngắn của cô xuống đừng nhã tuệ có vài phần xấu hổ kêu đây là phòng bếp Lâm Sở Nhai là một trận xúc động nhìn về phía bộ dáng này của cô, dường như được tiếp thêm cổ vũ, trong nháy mắt liền đem cả người cô ôm lấy, chạy lên lầu. Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Ai, em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên thoáng cái nắm chặt di động trong tay đường Khả Hinh, nhìn về phía cô cười hỏi. Gọi điện thoại cho nhã tuệ A, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh nhìn về phía anh, cười nói, đêm nay đổi tiền thưởng, em muốn cùng chị ấy đi ăn cơm. Trang Hạo Nhiên nghe xong, híp mắt để sát vào mặt đường Khả Hinh, chóp mũi gần như động chóp mũi cô, ái muội mà ngọt ngào nhẹ thổi hơi nóng nói, đêm nay. Cùng cô ấy ăn cơm, chương 824, không nên tức giận. Hình như điện thoại di động của em đang reo. Nhã tuệ ôm cổ Lâm Sở Nhai, dừng tại chỗ rẽ cầu thang, mặt đỏ hồng nói. Lâm Sở Nhai nửa người dưới đang điên cuồng kích tình, thiếu chút nữa ngã xuống, ôm cô gái này, vừa hôn môi cô, vừa gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai nói, không có. Làm gì có chuông điện thoại, anh không nghe thấy. Anh nói xong, muốn ôm nhã tuệ nhanh chóng đi lên. Ai, không phải, di động em rõ ràng vang lên, tiếng chuông này là của riêng em, em nghe được, là khả hình gọi cho em. Nhã tuệ nói xong, liền thoát khỏi cái ôm của lâm sở nhai, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Nhã tuệ, lâm sở nhai bất đắc dĩ nhìn về phía bóng lưng khẩn trương xuống lầu của nhã tuệ, anh lại đập mạnh vào đầu, nghiến răng khẽ gọi Trang Hạo Nhiên. Anh đang làm gì vậy hả? Có chút chuyện như vậy, anh cũng làm không xong. Bên trong xe, đưa di động cho em. Trang Hạo Nhiên biết di động đã ấn kết nối, nhanh chóng giơ tay về phía cô, nói. Không muốn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không chịu, vẫn cầm di động, mở to mắt nhìn anh nói, chúng số loại chuyện lớn như vậy, em đương nhiên muốn cùng nhã tuệ chúc mừng. 300 ngàn này của em, vẫn là anh tặng cho em đấy. Bây giờ còn muốn cùng em đi đổi thưởng, em lại lật lọng, liền cầm tiền cùng với người khác ăn cơm sao. Như thế là không đặt em vào mắt rồi, anh sao còn muốn đem vé số tặng cho em đây. Còn không bằng anh tự mình lấy đi ăn hết, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên không nói hai lời, không thèm lấy điện thoại nữa, mà nhào tới cướp hộp vé số. Không, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cả người bị anh dồn ép nằm trên ghế xe, lại gắt gao ôm chặt cái hộp kia, di động rơi xuống. Alo, 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 nhã tuệ sốt ruột ngồi trên sofa, ôm di động, hai mắt to lấp lánh, nghe di động bên kia chỉ truyền đến từng đợt tiếng sóng điện thoại, dường như còn có một vài tiếng thở dốc rất mập mờ, cô khó hiểu đáp nhẹ, khả hinh. Khả hinh, là cô sao? Di động không bao lâu sau, liền cúp. Nhã tuệ cầm di động, đột nhiên sửng sốt, nghĩ có thể cô ấy không cẩn thận ấn nhầm rồi, đành bật cười để điện thoại di động xuống, mới chịu xoay người. Lâm sở nhai đã rất tức giận ngồi trên sofa, ôm vai thất vọng nói, xem ra khả hình thật sự còn quan trọng hơn cả anh. Lúc chúng ta đang cao trào như vậy, em vừa nghe thấy điện thoại của cô ấy, liền đem anh ném lên tận chín tầng mây. Làm cho anh. Anh tức giận, vẻ mặt bất mãn ngồi tại chỗ, mất hết hứng thú. Nhã tuệ sướng sờ kinh ngạc nhìn anh, vội vã giải thích nói, không phải như thế, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là lâm sở nhai không để ý đến cô chỉ thở dốc hơi nghiêng mặt nhã tuệ mở to đôi mắt nhìn về phía dáng vẻ tức giận cùng mất mát của anh như vậy trong lòng lại lướt qua một dòng nước ấm hiểu rằng anh đang không hài lòng liền nhẹ nhàng ngọt ngào cười cười nghiêng mặt về phía trước nhìn anh kêu nhỏ không nên tức giận em sai rồi hả lồng ngực lâm sở nhai lại mãnh liệt phập phồng trầm mặt không lên tiếng nhã tuệ nhìn dáng vẻ này của anh hai tròng mắt nhẹ lưu chuyển nghĩ nghĩ liền đưa tay trống trên sofa mềm mại nghiêng người về phía trước ghé sát vào người lâm sở nhai hôn nhẹ lên mặt anh hai mắt lâm sở nhai nhanh chóng chấp chấp mặc dù có chút chấn động nhưng vẫn không động đậy nhã tuệ nhìn bộ dáng này lại cúi đầu mỉm cười mới nghiêng người qua lại hôn nhẹ lên mặt anh hai tay vô thức trống trên sofa ghé sát vào người anh ngồi trên đùi anh tay vây quanh cổ anh ở trên môi anh nhẹ hôn Lâm Sở Nhai lúc này mới ngước mắt, bộc lộ một chút ý cười nhìn về phía cô gái trước mặt. Ánh mắt nhã tuệ nhẹ lóe lên đầy mê hoặc, dịu dàng như nước nhìn người đàn ông trước mặt, vừa hôn trên môi anh, lại vừa mềm mại nhỏ giọng nói, "Em yêu anh." Lâm Sở Nhai trên mặt không khỏi dương lên ý cười, kích tình lại bị trêu chọc xông đến, vươn tay ôm lấy cô gái trong lòng, cùng cô ngọt ngào cuồng nhiệt hôn, đầu lưỡi dây dưa, tay lại lướt qua bầu ngực non mềm đầy đặn của cô, xoa nhẹ. Ưm um, sắc mặt nhã tuệ lại ửng hồng không hề xấu hổ vây quanh cổ anh triền miên quấn quyết cùng đầu lưỡi anh chúng ta trở về phòng lâm sở nhai nhẹ tránh thoát nụ hôn của cô cúi xuống thâm tình dịu dàng nói khuôn mặt nhã tuệ lại đỏ bừng vì mắc cỡ ngọt ngào cười lâm sở nhai không nói nữa trong nháy mắt liền ôm lấy nhã tuệ đứng lên cười nói ôm bà xã về phòng thôi cô mỉm cười kìm lòng không được ngã vào trong ngực anh tùy ý cảm xúc dâng trào lại chờ mong khoảnh khắc ôm nhau. Xe đang nhanh chóng chuyển động về phía trước. Cửa sổ lướt qua từng trận phong cảnh. Đường khả hình tiếp tục duy trì một tư thế, nằm trên ghế xe, trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt đầy mị lực của Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra, đè lên người đường khả hình, thần bí mà mập mờ nhìn cô. Làm gì vậy? Sao lại nhìn em như vậy? Đường khả hình có chút xấu hổ, đỏ mặt quay đi. Trang Hạo Nhiên lại vươn tay, nhẹ giữ lấy cầm cô, làm cho cô quay mặt về phía mình, mới nghiêm túc chuyên chú nói, em có biết một không gian riêng tư, đối với một người đàn ông và phụ nữ mà nói, có bao nhiêu quan trọng không? Đường Khả Hinh lập tức mơ màng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn cô, bộc lộ chân tình, khát vọng nói, anh mỗi giờ mỗi phút, đều muốn hôn em. Loại cảm giác này, càng lúc càng mãnh liệt hơn, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Bởi vì môi em, rất ngọt. Trong lòng đường khả hình bỗng dừng ấm áp, khẽ cắn môi dưới, nhẹ rũ mắt xuống, không dám nói chuyện. Trang hạo nhiên lại nhấc cầm cô lên, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, chân thành nói, khả hinh. Hôm nay em ở phòng làm việc hôn anh, có biết anh hạnh phúc nhường nào không? Bởi vì em rất ít chủ động nghênh đón anh như vậy. Đường khả hinh nhẹ thở dốc, mặt có chút đỏ bừng, nghĩ đến không gian ấm áp mà mập mờ của hai người, khẽ động đậy người, lại phát hiện nút áo trước cổ bị bung ra, lộ ra nửa ngực mê người, còn có bả vai trơn mịn thơm mát. Hai mắt Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nóng cháy, thật sâu nhìn cô gái trước mặt, lồng ngực lại phập phồng, khát vọng nói, anh muốn lại một lần nữa nếm trải loại cảm xúc này. Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim bỗng loạn nhịp. "Hả?" Trang Hạo Nhiên lại cúi mặt, nóng cháy nhìn cô. Đường Khả Hinh vì tiện di chuyển mí mắt, nhìn người đàn ông đẹp trai hấp dẫn trước mặt, lúc nhìn mình, nóng bỏng và khát vọng như vậy, nhớ tới buổi sáng sớm ở Pháp kia, còn có thật nhiều đóa hoa hồng cùng những lời nói u buồn tình cờ anh hay nói, cô liền kìm lòng không được chậm rãi vươn tay, nhẹ vòng quanh cổ anh, nghiêng người, có chút xấu hổ, có chút ôn nhu hôn nhẹ lên hai mắt anh. Trang hạo nhiên nhắm mắt lại, hưởng thụ chút dịu dàng và ẩm ướt của nụ hôn kia, rơi vào khóe mắt mình, không nhịn được liền cười. Đường khả hình cũng ngọt ngào hạnh phúc cười, mơ màng say lòng người nhìn anh một cái, lại khẽ nhắm mắt, trên chóp mũi anh Tuấn của anh, hôn nhẹ, Trang Hạo Nhiên cảm xúc dâng trào cười. Đường Khả Hinh nhẹ thả lỏng cánh tay tuyết trắng của mình, tay chống trước ngực anh, vươn người về trước hôn lên môi anh, nhẹ mút cánh môi, khéo léo ngọt ngào thoát ra đầu lưỡi nóng. Một trận tiếng hơi thở nóng cháy truyền đến. Trang Hạo Nhiên đã mạnh mẽ ôm chặt cô gái vào lòng, điên cuồng hôn cô, thậm chí còn mút đầu lưỡi cô, hơi thở dần gấp gáp, dường như muốn đem cô vùi lấp trong màn kích tình này. Ưm, uhm, Đường Khả Hinh mặt đỏ tới mang tai đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng cuồn nhiệt mút triền miên quấn quýt lúc mới bắt đầu có chút không chống đỡ nổi nhưng đến cuối cùng cảm giác thân thể mình bùng nổ ra từng trận hơi nóng mãnh liệt sắp sửa muốn nổ tung cơ thể mình cô không nhịn được thở dốc vươn hai tay vây quanh cổ anh chủ động kích tình phối hợp với nụ hôn của anh thậm chí còn nóng bỏng hôn đáp lại anh từng trận âm thanh hôn môi ẩm ướt mà lãng mạn từ trong xe tản ra tài xế chuyên nghiệp lái xe tiếp tục hướng về phía con đường cao tốc lớn chạy đến, bóng cây trải dài, lướt qua hai mắt có phần ngượng ngùng của cậu ta. Trang hạo nhiên vẫn kịch liệt ôm hôn đường khả hình, càng mút đầu lưới cô, càng cảm giác ngọt ngào khuếch tán ra, phát hiện chờ đợi lâu như vậy là đáng giá. Lúc anh cuồng nhiệt hôn môi cô, tay đã không nhịn được đưa đến trước ngực cô, muốn xoa nắn. Một bàn tay nhỏ bé khác nhẹ nắm tay anh. Đường khả hình nhẹ chớp đôi mắt dịu dàng, có chút xấu hổ nhìn anh. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, hai mắt nóng cháy nhìn về phía cô, hiểu ý của cô, tức khắc bảo, dừng xe. Chiếc xe đen đang phóng nhanh, lập tức đổi hướng, chạy về phía một khu rừng vắng lặng nào đó, cuối cùng dừng dưới bóng cây xanh mát. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe, cũng không dám nhìn vào bên trong, liền cất bước đi về phía trước, bước đến một bóng cây tương tư nào đó, dựa vào gốc cây, lập tức rút thuốc lá ra, nhanh chóng đốt, hít một hơi, cuối cùng mới thở hổn hển, phun thẳng ra thùng xe có chút dịch chuyển. Ưm, đường khả hình vừa cùng trang hạo nhiên tại không gian tĩnh mịch này hôn nồng nhiệt, vừa đỏ mặt tía tai khẽ nâng chân, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng tuyết. Khả hình, trang hạo nhiên vừa kêu xong, cũng đã hôn lên mặt cô, chóp mũi cô, cầm cô, rồi xuống đến cổ cô, mạnh tay giữ lấy bầu ngực đầy đặn của cô, xoa nắn, hưởng thụ sự co giãn này, mang đến cho đầu ngón tay mình thật nhiều khoái cảm. À, Đường Khả Hinh ngửa đầu thở dốc rên nhẹ, đừng sợ kêu lên đi. Trang hạo nhiên vừa nói xong, cũng đã mút mạnh cổ cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, tay đã cởi bỏ nút áo trước ngực cô, cách chiếc áo lót kia, xoa mạnh lên ngực cô, khiến cho bộ ngực sữa, mang theo tia sáng mê người, nở rộ. A, à, đường khả hình lại khó khăn chịu đựng kích tình nhấc chân, kêu nhỏ lên tiếng. Trang hạo nhiên hôn đôi môi ngọt ngào của cô, tay đã dọc theo chân trắng tuyết, thò vào bên trong chiếc váy dài xẻ tà, vuốt ve giữa hai chân cô, phát hiện chỗ kia có chút ẩm ướt, anh lại ái muội bộc lộ ý cười, ngẩng đầu, ôn nhu nhìn cô. Đường khả hình nhìn dáng vẻ này của anh, liền vươn tay, e thẹn vỗ nhẹ bờ vai anh. Một trận tiếng thở dốc hòa cùng tiếng cười đầy cưng chiều. Trang hạo nhiên lại sủng ái cúi xuống, mút nhẹ đôi môi cô, ngón tay lại tại nơi sâu thẳm giữa hai chân, nhẹ trượt vào. Đừng như vậy, đường khả hình nói xong, cơ thể đã bị chút kích tình kia thay thế, ngửa đầu thở dốc. Ưm, ừ, Trang Hạo Nhiên cũng cao trào cực điểm, lúc hôn lên cánh môi cô, ngón tay lại ra vào, hưởng thụ chút ấm áp kia, mang cho mình khoái cảm. ưng, ừ, Trang Hạo Nhiên, đường khả hình vừa vòng tay ôm cổ anh, vừa bị động tác ra vào này, làm cho say mê kích thích, thùng xe bắt đầu dập dờn. Gọi tên anh, người đàn ông này vừa hôn, vừa khẩn cầu. Đường khả hình cảm giác giữa hai chân bỗng nhiên va chạm mạch, ngón tay cũng có lực hơn, mặt cô xôn sao đỏ, kêu nhỏ, hạo nhiên. Bảo bối của anh, thật nghe lời." Trang Hạo Nhiên nói xong, vui vẻ vì cô mang theo từng trận ra vào. A a a. Thùng xe lại theo cơn gió nhẹ ngọt ngào kia kịch liệt lay động. Chương 825, đã trở về. Thời gian từng chút một trôi qua. Tài xế rốt cuộc nghe thấy chỉ thị của tổng giám đốc, xoay người, yên lặng trở lại trong xe, nhanh chóng điều khiển xe chạy ra khỏi Lâm Viên U Tính, hướng đường lớn chạy tới. Trang hạo nhiên một tay ôm chặt đường khả hinh vào trong ngực, một tay nhẹ vuốt tóc cô, cúi người xuống vừa yêu thương vừa hôn cô. Đường khả hinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, tựa ở trong lòng trang hạo nhiên, nghe nhịp tim vừa kiên cường vừa có lực của anh, nhớ tới hai người vừa ở trong buồng xe kích tình, cô có chút kích động, xuẩn tâm giạt rào, kìm lòng không được vươn tay, quấn quanh cái hông của anh, mặt dán vào trước lồng ngực của anh, hưởng thụ tình cảm mãnh liệt ấy, tồn tại cảm giác ôn nhu cùng an toàn, trang hạo nhiên cúi xuống phía dưới nhìn về phía đường khả hình như chim nhỏ nép vào bên người trong lòng có thứ tình cảm kiên định lại nhẹ bắt lấy cái cằm của cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thâm tình nhìn cô đường khả hình cũng không chút nào che giấu ôn nhu động lòng người nhìn về phía anh dường như nhìn ra người đàn ông này đã vì mình tịch mịch cô đơn lâu ngày kìm lòng không được lại vươn hai tay kéo cổ của anh xuống tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy trang hạo nhiên cảm xúc dâng trào tươi cười vươn tay ôm eo của cô, thâm tình hôn cô. Lúc này, chân trời là một giải lụa màu hồng, chẳng biết từ lúc nào, trời cũng đã tối, một làn gió mang theo sự tươi mát ngọt ngào thổi đến, mưa nhỏ lất phất, toàn cảnh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lãng mạn. 5 giờ 45 phút, xe thắng gấp ở trung tâm đổi tiền thưởng lớn nhất thành phố. Đường khả hình cũng không kịp mở dù, liền đẩy cửa xe ra, đón làn mưa phùn nhỏ phiêu lãng, nhấc lên làn váy thật dài, ôm cái hộp nhỏ, hưng phấn chạy lên bậc thang. Ai, đi chậm một chút, đừng để ngã. Trang Hạo Nhiên vừa mới đi ra khỏi xe, đã nhìn thấy Đường Khả Hinh tiến vào đại sảnh, anh nhịn không được cười rộ lên. Tài xế tức khắc từ sau cốp xe, cầm lên một gậy cây dù trong suốt, mở ra, nói với Trang Hạo Nhiên, "Tổng giám đốc, dù của ngài." Trang Hạo Nhiên nhìn tài xế đẹp trai liếc mắt một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi ở trong xe, liền cười cười vỗ bờ vai của cậu ta nói, "Làm tốt lắm." Phốc, gương mặt Hà Đào lập tức có chút lúng túng cười gật gật đầu. Tay Trang Hạo Nhiên cầm cây dù, vừa muốn đi lên cầu thang, lại nhìn thấy đường khả hình tay cầm hộp nhung thẫn thờ ngây ngốc đi ra, mưa phùn nhẹ rơi trên tóc cô, không hề hay biết. Anh sửng sốt che dù, đi lên phía trước, nhìn về phía biểu tình ngốc nghếch của cô, hỏi thế nào rồi. Trung tâm đổi thưởng tan tầm rồi, thật đáng ghét, chấm than ngoặc kép, đường khả hình mơ màng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mang theo vài phần tức giận nói. Trang hạo nhiên tức khắc cười rộ lên, Trần An cô nói, được rồi, hôm nay đổi không được, ngày mai vẫn có thể đổi mà. Không cần, loại này cảm giác hạnh phúc này, tại sao có thể để đến ngày mai? Em đã nghĩ kỹ, nếu như em cầm 300 ngàn, thì phải xài như thế nào rồi? Chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh càng nói lại càng tức giận. Đứa ngốc, dù cho em có 300 ngàn, cũng không có khả năng xài hết trong một ngày a. À. Trang hạo nhiên tươi cười nói, nếu như em thật muốn như vậy, anh đưa cho em là được. Ai muốn của anh, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh còn rất thất vọng. Trang hạo nhiên nghe thấy những lời này, nhíu mày cúi đầu nhìn về phía cô, nửa cười nửa không, nói anh thì không phải là của em sao. Đường khả Hinh chừng mắt nhìn anh. Hử, trang hạo nhiên tới gần cô, một tay ôm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, cúi đầu, sủng nịch điểm cái chán của cô, hỏi lại anh không phải của em sao. Hay em không phải là của anh lời này nói ra cũng thật thâm sâu. Cô bé này nghe còn có vẻ không hiểu lắm đâu, nhưng vẫn nghe ra nửa câu đầu, cảm xúc có chút kích động ngẩng đầu, cười ngọt ngào nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền không kìm nén được tình cảm ôm chặt cô, ở trên môi của cô, triền miên, vừa hôn, vừa vươn đầu lưỡi ra, quấn lấy đầu lưỡi của cô, đùa giỡn kích tình. Ưm, ừ, đường khả hình đón lấy cái hôn nồng cháy của anh, hiểu rõ anh muốn dùng tình cảm nồng ấm ấy để sưởi ấm cùng Trần An cô, cho nên trái tim cô loạn nhịp thật rồi, thực sự rất rất thích anh. Đừng tức giận, ưm, Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, hôn lên cái chán của cô, mềm giọng an ủi. Trên môi đường khả hinh, còn lưu lại cảm giác tê dại mà Trang Hạo Nhiên mang lại, dường như những nụ hôn của anh đều luôn kéo dài, cô cúi đầu cười một tiếng, nói, đồ ngốc, là em gạt anh đấy. Trình tự thứ nhất để đổi tiền cũng đã làm xong, vừa vặn xác nhận xong thân phận. Ngày mai mới là ngày chính thức đổi tiền. Trang hạo nhiên ngẩn ra. Ha ha ha, đường khả hình không nói hai lời, cũng đã đứng ở trong làn mưa phùn, vung lên tà váy thật dài, tươi cười ngọt ngào giống như hoa hồ điệp, đi xuống cầu thang. Trang hạo nhiên nhất thời bất đắc dĩ đứng ở trên bậc thang, nhìn về phía thân ảnh đáng yêu động lòng người của cô, cười kêu lên tại sao lại muốn gạt anh. Đường khả hình chỉ là trầm mặc chớp chớp mắt cười xoay người, nhìn về phía anh, tịnh không nói lời nào. Anh bắt được em sẽ trực tiếp ăn sạch, dù sao hiện tại anh đang rất đói bụng, Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, liền tức khắc cởi áo khoác, dường như muốn tức giận đuổi theo. Đường khả hình khí thế hừng hực đi xuống, cô lập tức cười to, tránh anh đuổi kịp, ở trong làn mưa kêu lên cứu mạng A. Cô đang muốn vòng bên này xe đi. Trang hạo nhiên đã hướng bên kia chạy tới, trong lúc nhất thời liền ôm lấy đường khả hình, trực tiếp nhét cô vào trong xe, lại trực tiếp phân phó tài xế lái xe, liền đè lên người cô, mạnh mẽ hôn cô. Ưm. Ừ, thanh âm e thẹn từ trong xe truyền đến. Mưa phùn bay tán loạn. Giữa lúc đó, trời cũng đã tối rồi. Nhà hàng Hoa Hồng tọa lạc ở ngoại thành gần tòa nhà chính phủ, phía trước là một mảnh rừng trúc, sau đó là công viên chính, bầu không khí vô cùng tốt. Sảnh phòng VIP, ánh nến giữa phòng lung linh nhẹ nhàng lay động. Phủ lên chiếc bàn hoa sen thủy tinh, thật nên thơ hữu tình. Trang Hạo Nhiên ôm lấy Đường Khả Hinh, trong lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, hôn nhẹ lên môi cô, trong lúc mút lấy đầu lưới của cô, có để ý đến nhân viên phục vụ rời đi, tay đã khẽ xoa nắn, vỗ về nơi đầy đặn của cô. Ưng, ừ, vẻ mặt Đường Khả Hinh đỏ bừng, vì sợ người khác nhìn thấy, nên nhẹ đẩy anh ra, nói, "Được rồi, em đói bụng." Trang Hạo Nhiên chỉ phải đè xuống kích tình, hôn nhẹ mặt cô, tay cách hy phục mỏng manh nhẹ vỗ về cặp đùi tuyết trắng nói ăn xong cơm về nhà anh ăn điểm tâm ngọt anh đã chuẩn bị rượu lạnh tốt nhất nếu như em đoán được nơi sản xuất ra nó anh sẽ thưởng cho em Đường khả hinh nghe xong trong lòng ngọt như nếm mật ánh mắt lóe sáng nhìn về phía anh ôn nhu hỏi thưởng cái gì trang hạo nhiên khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên đôi con người nóng bỏng nói trở lại em sẽ biết em mới không cần đến nhà anh nhã tuệ sẽ lo lắng Đường Khả Hinh đáy lòng ngọt ngào trả lời. Quên đi, chính cô ấy sẽ tự chiếu cố tốt chính mình. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, "A, à, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh, có ý gì chứ?" "Ách, à, không có việc gì." Trang Hạo Nhiên thúc giục Đường Khả Hinh, cười nói, "Mau ăn đi. Em nhất định là đói bụng." Đường Khả Hinh nói xong, liền thực sự cảm thấy đói bụng, lập tức cầm dao dĩa, cắt một miếng thịt bò, nhai sau đó nâng lên một ly Pinot 1996, nếm thử một ngụm, lập tức cảm nhận được hương vị hoa hồng, hạnh nhân, lần lượt đi tới, cô hết sức kinh ngạc nâng ly rượu đỏ, cảm thán khẽ mím môi nhìn chất lỏng trong ly, dường như say cười nói Pinot tạo cho em cảm giác vị rượu vẫn chưa ổn định, đây là một khảo nghiệm rất lớn đối với công lực của người ơi ủ rượu, bởi vì nó quá tự phụ, quá lơ lửng. Thế nhưng người có thể bắt được hương vị của nó, tựa như tìm được người yêu, có một loại cảm giác chìm đắm trong vui sướng, tràn đầy biến hóa, cuối cùng bị cảm giác hạnh phúc, toàn bộ dung nhập. Trong bóng tối, có một đôi mắt, mỹ nhãn như tơ, chăm chú nhìn cô. Dưới ánh nến, Trang Hạo Nhiên tràn đầy thâm tình cùng cưng chiều nhìn về phía cô, cười nói, anh rất vui, vì mặc dù em mất trí nhớ, thế nhưng nhận thức đối với rượu đỏ, một chút cũng không có sai. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, ôn nhu nhìn về phía anh. Thanh âm mơ hồ truyền đến, Pinot 1996, nghe nói năm ấy, khí trời nhiệt độ ngày đêm chênh lệch đến cực đại, khảo nghiệm vô số vườn nho ở Pháp, nhưng không ngờ, nguyên nhân chính là do sự khắc nhiệt của thời tiết, lại sản sinh không ít mật rượu chân quý truyền lại đời sau. Pinot ở năm đó, lại càng được thiên nhiên yêu ái, nó có thể làm cho người tự phụ nhớ tới tình yêu mất đi, còn có thể khơi gợi lại ký ức đã biến mất. Một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, tóc quăn, mặc mặc áo tơ tầm màu lam đậm, váy ngắn bó sát người, tay nâng một ly xích Hà Châu 1980, đến gần bàn ăn, khuôn mặt như đã trải qua vô hạn tang thương, đằng sau lớp son phấn kia, là cặp mắt như nhìn thấu trần đời. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ, ngạc nhiên hỏi, phu nhân. Xin hỏi người là, chủ nhân nhà hàng hoa hồng này, ánh mắt người phụ nữ mị nhãn như tơ, đối với đường khả hình rất có hứng thú. Đường khả hình cũng bị ánh mắt của bà hấp dẫn, Kim Long không được nhìn về phía bà. Đưa cho cô gái này một ly rượu lạnh, người phụ nữ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. "Ách, Đường Khả Hinh sừng sốt nhìn về phía bà, tâm tình không hiểu có chút khẩn trương. Trang Hạo Nhiên cũng cảm giác được chuyện này có chút đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía vị phu nhân này. Nhân viên phục vụ nhanh chóng từ phía trước, nâng ly rượu bày trước mặt Đường Khả Hinh. Đường khả hình thất thần nhìn về phía chất lỏng màu vàng óng trong ly rượu này, dưới ánh nến lộ ra tình ý giạt rào, nhất là từ xa đã có thể ngửi thấy một trận hương thơm nồng đậm của hoa bách hợp, hoa hồng, cùng vị quyết, làm người ta không khỏi tìm ra nới phát ra hương thơm mê hoặc này. Cô có chút không thể chờ đợi được, nhẹ lắc lắc ly rượu, liền ngẩng đầu nếm thử một ngụm, tức khắc một trận hương vị hấp dẫn lan tỏa, còn có vô số hương thơm hoa quả trong veo, mát lành, quanh quẩn trong không gian, hương thơm như được dẫn đến từ thiên đường cô có thể rõ ràng phát hiện ra, hương thơm của nó đang cẩn thận ôn nhu đặc biệt thâm tình vây quanh cô. Đôi mắt của cô không khỏi ẩm ướt. Người phụ nữ thật sâu nhìn về phía đường khả hình, dùng một loại ngữ khí như đã trải qua vô hạn tang thương, thong thả nói, xích Hà Châu là được cất giấu trong núi lửa, nó phải đã trải qua mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, mới có thể phun trào nhiệt tình, làm cho người ta không chịu nổi, làm cho người ta không thể nắm bắt được. Pino được cất giấu ở sâu trong khe núi, khi cô bắt được nó, tựa như cô có thể bắt được cái tâm của người đàn ông, tựa như cùng nó hôn môi, đầu tiên là một trận cảm thán. Sau lại bị hương thơm ấy mê hoặc, khiến cho ý loạn tình mê, lúc này, cô sẽ không muốn nói chuyện nữa, trở lên mê muội nhìn về phía trước. Bất kể là người đàn ông thâm tình, hay là người đàn ông đã vứt bỏ cô, cô cũng sẽ không hiểu sao nhớ tới họ, cũng không hiểu sao sẽ tha thứ cho những đau khổ mà người đàn ông đó mang lại cho cô, lúc này đều chỉ một mình cô cảm thụ được đường khả hình im lặng không lên tiếng, yếu ớt lắng nghe. Trang hạo nhiên lại nghi hoặc thật sâu nhìn cô. Ánh mắt người phụ nữ lại lóe ra tia sáng nhìn về phía đường khả hình, yếu ớt cười nói, nhưng rượu lạnh này lại bất đồng, nó sinh ra tựa như đã mang theo sự nhiệt tình ấp ủ, tựa như trên cái thế giới này, sở hữu hàng ngàn đóa hoa mỹ lệ, hồng, vàng, lam, trắng, tím. Tạo thành một loại mộng ảo, mang theo gió mát từ thiên đường, ánh sáng từ thiên đường, tình yêu từ thiên đường, phiêu lãng cô không cần phải đi tìm nó nó sẽ tự giác đến gần cô bộc lộ sự nhiệt tình đối với cô phô diễn hương thơm đặc trưng đối với cô nó sẽ tự động bắt lấy linh hồn của cô giúp cô tìm thấy nguồn suối của sự vui vẻ kích thích thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô nở rộ có đôi khi cô cảm thấy được sứ mệnh của nó đã hoàn thành thế nhưng nó vẫn sẽ ở đó ở một góc nào đó mà cô không hề hay biết sắc mặt đường khả hinh trong nháy mắt tái nhợt ngẩng đầu nhìn về phía bà Trang Hạo Nhiên cũng tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía người phụ nữ này. Người phụ nữ này ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía đường khả hình, dường như xuyên thấu linh hồn của cô, yếu ớt nói, có lẽ, hương thơm kia bất trì bất giác, đã giúp cô trở về. Trái tim đường khả hình chấn động, hai mắt lóe ra một loại kinh hoàng, trong nháy mắt đứng lên, nói, xin lỗi, em đã ăn no, em đi trước. Cô nói xong, cả người liền thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Khả hình Trang hạo nhiên nhất thời đứng lên, giật mình đuổi theo. Người phụ nữ nói xong, cũng đã ngẩng mặt, nhìn về phía trước, nhàn nhạt cười. Mưa to tầm tã, cuồng phong loạn vũ. Đường khả hình cả người ướt đám, điên cuồng đi trong mưa gió, nhớ lại những lời nói kiểu người phụ nữ kia, cô lại một trận thở dốc đi về phía trước. Khả hình, trang hạo nhiên mau chóng đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của cô, đón gió to mưa lớn, khẩn trương hỏi em bị làm sao vậy cả khuôn mặt đường khả hình tràn đầy nước mưa, vô số những giọt nước, tràn qua đôi mắt nóng bỏng mà kích động nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang hạo nhiên kinh ngạc nhìn về phía cô, cũng tùy ý để làn mưa quất vào khuôn mặt từng giọt chảy xuống, khẩn trương hỏi, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia nói cái gì khiến em thương tâm sao? Đường khả hình không muốn nói chuyện, chỉ là thần sắc kích động bước lên phía trước, ôm lấy cổ trang hạo nhiên, đón mưa lớn, tựa ở trước ngực anh, nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào, kiềm chế tâm tình mình thở dốc nói, không có việc gì, em chỉ là người thấy hương hoa hồng kia, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Có một loại đau đớn, không thể diễn tả, đau quá. Audio điện tử võ tấn bền chương 826, một đoạn ký ức cách trở Đêm tối, mưa lớn Một chiếc xe con màu đen, dưới làn mưa chạy ra khỏi thành thị đầy huyễn hoặc, đến với cánh rừng trúc, xa xa là những căn biệt thự bên ngoài cửa sổ xe mưa vẫn rơi tâm tình đường khả hình đột nhiên không tốt dựa vào bên cạnh cửa xe nhìn những giọt mưa vẫn không ngừng rơi trang hạo nhiên trầm mặc nhìn cô vô cùng nghi hoặc ôm lấy cô quần áo còn đang ẩm ướt mềm giọng hỏi em làm sao vậy tài xế nắm chặt tay lái cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía khả hình trong kính xe ban ngày còn là cô gái hoạt bát thế nào đến tối liền thay đổi xe dừng ở trước cửa một căn biệt thự. Biệt thự kiến trúc màu trắng, dường như được lắp thiết bị cảm ứng, trong nháy mắt sáng lên ánh đèn, từ cửa sổ lầu 2, tỏa ra ánh đèn ấm áp, chiếu lên lá trúc tạo lên một mảnh xanh mát. Tài xế đội mưa to, đi xuống xe, nhanh chóng mở cửa xe. Trang hạo nhiên nhanh chóng ôm đường khả hinh khẩn trương đi xuống xe, đón mưa to, đi vài bước, liền vọt vào trong nhà, cúi đầu, nhìn về phía thần sắc của cô còn rất tiểu tụy, liền đau lòng hỏi, khả hình. Đường khả hình tựa ở trên vai trang hạo nhiên, nghe giọng nói này, mới hơi chuyển động ánh mắt, thất thần nhìn hoàn cảnh chung quanh, mới buông lỏng thân thể chính mình, ướt nhẹp dừng lại ở trong phòng khách, lặng lẽ vô hồn đứng đó. Em rốt cuộc là bị làm sao? Trang hạo nhiên lại khẩn trương nhìn về phía cô. Đường khả hình nhẹ chấp đôi mắt, lập tức phát hiện ra thân thể mình mềm yếu vô lực, như muốn ngã xuống. Khả hình, trang hạo nhiên thoáng cái đã ôm lấy thân thể của cô, lo lắng nói, được rồi, mặc kệ em có xảy ra chuyện gì, thế nhưng bây giờ toàn thân em ướt át như vậy, trước cứ đi tắm nước nóng đi, đổi lại quần áo sạch sẽ. Nếu không, em sẽ bị cảm. Không, đường khả hình yếu ớt trả lời, em muốn về nhà. Trái tim trang hạo nhiên, dường như bị chấn động thật mạnh, đôi con người ảm đạm nhìn về phía người con gái trước mặt, mang theo vài phần kích động nói, em lại muốn lấy một lý do mà anh không biết, để rời khỏi anh sao. Đường khả hình nhẹ chấp đôi mắt, nóng bỏng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trang hạo nhiên ôm chặt lấy cô, thân sắc khẩn trương kích động nói, anh chịu không nổi loại đả kích này. Chấm than, anh cảm nhận được dường như đêm nay em bước ra khỏi nơi này, liền vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Giống như lại cách nhau cả một thế hệ vậy, thật xa, thật xa. Anh không ngừng đuổi, em không ngừng chạy, đây có phải là duyên số đã định trước hay không? Một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, nhẹ che lấy môi anh anh không lên tiếng đôi mắt nóng bỏng khóa chặt cô đường khả hình có chút bất đắc dĩ nhìn về phía anh yếu ớt nói em chỉ là cảm thấy thân thể ẩm ướt không có quần áo để đổi ở đây rất xấu hổ trang hạo nhiên nghe thấy những lời này tức khắc nhìn về phía cô hơi lộ mấy phần thả lỏng nhưng vẫn rất khẩn trương nói nơi này có một đống quần áo cả đời em đều mặc không hết đường khả hình nghe xong hơi lộ ý cười dịu dàng nhìn về phía anh Trang hạo nhiên nóng bỏng nhìn cô, lại mang theo vài phần ôn nhu nói, ở lại đây. Có thể chứ. Đường khả hình nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng khẩn trương này, đột nhiên cười. Trang hạo nhiên như được thả lỏng hồn hền thở một hơi, lập tức có chút vui mừng ôm đường khả hình chạy lên lầu. Sau đêm mưa tình, cửa phòng mở ra. Toàn bộ phòng khách, bày không ít những đồ dùng gia đình xa hoa, phòng ngủ bên kia, đặt một chiếc giường ngủ vô cùng thoải mái, bàn học màu trắng mê hoặc, để vô số văn kiện, bên cạnh là ghế tựa cùng màu, một tác phẩm nổi tiếng nước ngoài còn lật dở, đón làn gió phiêu lãng, hẳn lên bóng trúc mơ hồ. Trang hạo nhiên ôm đường khả hình đi vào căn phòng, trầm mặc đi về phía phòng tắm. Đường khả hình ôm lấy cổ của anh, đôi mắt nồng cháy, quyến rũ nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng nhẹ nhàng nhìn cô một cái, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí đặt cô ở cạnh cửa, mềm giọng hỏi tự em tắm rửa. Hay là để anh giúp em? đáng ghét, đường khả hình nhẹ vỗ vai anh một cái. Trang hạo nhiên khẽ nhách khuôn mặt tươi cười, ái muội nhìn cô. Trái tim đường khả hình đập thình thịch, cảm giác có vài phần khẩn trương cùng xấu hổ nói, vậy em đi tắm, đặt. Đặt y phục cạnh cửa tốt rồi. Hửm, trang hạo nhiên đôi mắt vẫn như cũ nóng bỏng nhìn cô. Đường khả hình khẽ nuốt nước bọt, không dám lên tiếng, từ từ lui về phía sau hai bước, tiến vào trong phòng tắm, mới khẽ cắn môi dưới nhẹ đóng cửa lại. Cách một tiếng, cánh cửa triệt để đóng lại. Trang Hạo Nhiên lúc này rốt cuộc mới có chút khẩn trương xoay người, đây là lần đầu tiên anh và Đường Khả Hinh ở trong trạng thái thanh tỉnh mà ở cùng một chỗ, đại biểu cho việc cô ấy nguyện ý ở lại đây cùng anh cả buổi tối, anh nhất thời có chút hưng phấn nói không lên lời, nghĩ muốn lập tức gọi điện thoại cho Tô Lạc Hoành, lại cảm thấy như vậy thật mất thể diện, liền ném điện thoại lên giường, Khẩn Trương xoay người, đi sang bên trái giường, tủ lớn đủ các loại t-shirt, âu phục, trang phục ở nhà được sắp xếp gọn gàng, anh nhanh chóng chọn một chiếc t-shirt, còn có quần thường, không biết chọn cái nào cho tốt, thế nhưng nghĩ nghĩ, lại lập tức cảm thấy chẳng có chút ý tứ gì khi đứng ở đây, lại ngọt ngào cười. Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Gần 9 giờ, khoảng thời gian làm cho con người ta mơ màng. Đường khả hình rốt cuộc tắm xong, mặc áo ngủ mỏng, bên ngoài khoác áo ngủ tơ tầm, tóc dài còn ướt, chân trần cất bước đi ra phòng tắm, nhìn thấy phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn thấy bóng dáng Trang Hạo Nhiên, chỉ còn lại trong không gian là tiếng đàn du dương Clementine, tiếng đàn dương cầm cất lên, cô khẽ chớp mắt, vừa muốn đi phía trước, lại bị tấm vải trắng trước mắt hấp dẫn, ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu. Vải trắng kia nhẹ đón gió phiêu lãng, như rơi xuống, nhưng lại nhẹ nhàng che phủ xuống, lần trước thấy nó, chính nó được bao bọc thật chặt, bây giờ xem ra, đã sắp hoàn thành rồi. Đường Khả Hinh mang theo vài phần hiếu kỳ, Đôi mắt ôn nhu mà nồng cháy muốn cất bước đi đến phía trước. Một trận sấm sét đánh xuống, toàn bộ bầu trời sáng như ban ngày, cuồng phong ầm ầm mà đến, nhẹ vuốt tóc dài Đường Khả Hinh, cô đang muốn gỡ mái tóc dài, lại nghe đến phía trước một trận tiếng vang, trong nháy mắt ngẩng đầu, tấm vải trắng theo gió phiêu lãng phất phơ, rời khỏi bức họa, rơi trên mặt đất. Một bức họa thật lớn, dán chặt vào mặt tường, ở giữa là hình ảnh một nam một nữ mặc cùng mặc áo sơ mi trắng, tựa sát vào nhau. Ngồi ở trên nền cỏ xanh trong vườn trường Cambridge, người đàn ông hơi nghiêng khuôn mặt đẹp trai mà quyến rũ, thâm tình hôn lên khuôn mặt người con gái, trên mặt là tươi cười ngọt ngào, nhìn về phía trước ống kính, khung cảnh yên bình hạnh phúc. Bên dưới bức tranh còn có dòng chữ lớn, tặng người con gái anh yêu nhất, Khả Hinh. Đường Khả Hinh khiếp sợ trừng lớn hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía bức tranh thật lớn này, nhìn về phía một nam một nữ hạnh phúc trong tranh, nước mắt từng giọt, từng giọt cảm động rơi xuống nhớ tới thời gian hai người hạnh phúc ở Cambridge kia, còn có ở cửa hàng bánh ngọt, chính mình ôm lấy phần bánh mì kia, ngồi xổm khóc trong mưa, khóc muốn níu giữ lại người đàn ông. Còn có chiếc xe đạp băng qua mọi phố lớn ngõ nhỏ, hai người ở trên thuyền nhỏ bên sông thâm tình ôm nhau, bên cạnh bể bơi trong biệt thự, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói về mùi hương đó. Một trận thanh âm nức nở thống khổ, nhẹ nhàng truyền đến. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên, em đã trở về. Đường khả hình thống khổ co quắp che lại đôi môi, tùy ý để nước mắt rơi xuống, nhớ tới mình ở bệnh viện ngày đó, người con gái nằm trên giường bệnh thật rõ ràng, té xỉu trong nháy mắt, quá khứ tất cả hồi ức, ùa về, chỉ là... Chỉ là không bỏ được hình ảnh chính mình hoạt bát đáng yêu, không bỏ được người đàn ông thâm tình vì tính mệnh của mình mà trở lên tiểu tụy, cô thống khổ ngẩng đầu, nhìn về phía đôi nam nữ ở giữa bức họa, sinh mệnh như tơ hồng gắn chặt với nhau, còn có chính mình ánh mắt kia ngọt ngào hạnh phúc, tựa hồ lại có thể nhìn thấy người đàn ông ấy, lúc nhìn đến bức họa này sẽ có bao nhiêu yêu thương cùng tưởng niệm chính mình. Trang hạo nhiên, người con gái trước mặt, khát khao được đến gần, thật sâu nhìn về phía từng đường nét, giấu đi tất cả đều là nồng đậm thâm tình, cô khó nén nổi bi thương ngồi xổm xuống đất, nhớ tới cha phản đối, thân thể cô co quắp, nước mắt trào dâng, nghẹn ngào kêu nhỏ, cha. Con xin lỗi, xin lỗi, nếu như có thể làm lại cuộc đời, con tình nguyện vứt bỏ đoạn ký ức kia, cùng anh ấy một lần nữa bắt đầu. Thế nhưng con có thể vứt bỏ, anh ấy có thể vứt bỏ sao? Con yêu anh ấy như vậy, con thực sự thực sự rất thương anh ấy. Đường khả hình quỳ ngồi ở trước bức tranh, nhớ tới câu nói kia của người phụ nữ. Cô không cần phải đi tìm nó, nó sẽ tự giác đến gần cô, bộc lộ sự nhiệt tình đối với cô, phô diễn hương thơm đặc trưng đối với cô, nó sẽ tự động bắt lấy linh hồn của cô, giúp cô tìm thấy nguồn suối của sự vui vẻ, kích thích thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô nở rộ. Có đôi khi, cô cảm thấy được sứ mệnh của nó đã hoàn thành, thế nhưng nó vẫn sẽ ở đó. Ở một góc nào đó mà cô không hề hay biết, có lẽ trong hương thơm đó cô bất chi bất giác đã trở về. Cô khóc nấc lên, đấm vào lồng ngực mình nói, con nghĩ muốn mang đến cho anh ấy sự vui vẻ, con nghĩ muốn mang đến cho anh ấy hạnh phúc. Dùng hết tất cả nỗ lực của chúng ta, mang hạnh phúc đến cho anh ấy. Con van xin người, tác thành cho chúng con, bởi vì nếu người vì hạnh phúc của con, mà ngăn cản chúng con ở cùng một chỗ. Cả đời này con cũng không thể có được hạnh phúc, xin người tha thứ cho con gái, đã vì người đàn ông này mà dâng hiến chính mình, mặc kệ trải qua bao nhiêu khó khăn cùng đau khổ, con đều hy vọng có thể ở cùng một chỗ với anh ấy. Người thành toàn cho con gái, con van cầu người, người thành toàn cho con gái. Con không bao giờ nữa muốn như vậy nữa, bỏ qua một đoạn ký ức, cùng sống chết để yêu, mặc kệ có phát sinh bất cứ chuyện gì, con cũng quyết định đón nhận tất cả đau khổ bước qua trông gai, để được ở bên cạnh anh ấy. Tiếng khóc thê lương mà thống khổ, vang lên, ngoài trời, phòng ba bão táp nổi lên, chương 827, trở về phòng. Lầu hai đại sảnh khách sạn xa hoa thời thượng. Trung tâm đại sảnh đặt một chiếc ghế sofa hình vòng tròn màu trắng, bên trái là một chiếc bình phong có hình thác nước, chiếu xuống ánh sáng bảy màu sắc, làm cho cả không gian phòng khách là một mảnh ấm áp. Một chiếc dương cầm ba chân màu trắng, mở nắp, đặt ở trước cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là thác nước chảy, âm thanh róc rách rơi xuống, làm cho một số phím đen trắng trên mặt đàn tăng thêm vài phần khó có thể nắm giữ. Một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng, quần thường đen, ống tay áo được sắn lên, lộ ra cánh tay to lớn, chuyên chú mà tự nhiên ngồi ở trước đàn dương cầm, đôi tay đánh đàn thuần thục quen thuộc nhiều năm, trên mặt là nụ cười vui sướng. Đường khả hình đón từng trận gió mát trong lành, đi vào đại sảnh khách sạn, tay vịn vào mặt tường, sâu xa nhìn người đàn ông trước mặt, bóng dáng đang hơi lay động, chuyên chú dùng đôi tay quen thuộc của mình đánh đàn, chớp mắt từng giọt nước mắt rơi xuống, lúc đang mất trí nhớ bị vạch trần, giống như khó giữ được niềm vui vẻ cùng hoạt bát, u buồn trùng điệp mà đến, cô nhanh chóng lau đi nước mắt, sụt xịt cái mũi, cất bước đi về phía trước. Trang hạo nhiên nghe được tiếng bước chân dịu dàng, tự nhiên xoay người, nhìn về phía người con gái trước mặt. Đường khả hình cũng có mấy phần thẹn thùng đi tới, mới vừa tắm rửa xong, thuần khiết không tì vết có vài phần giống như con thỏ nhỏ, nhẹ đem những cái lông thật dài, giấu ở đằng sau tai, lộ ra khuôn mặt hồng hồng đáng yêu. Ánh mắt trang hạo nhiên lóe ra dịu dàng cùng thâm tình, mỉm cười nhìn về phía cô gái trước mặt. Đường khả hình trầm mặc đi đến trước đàn dương cầm, vươn ra ngón tay, nhẹ nhấn một loạt nút màu trắng nào đó trên cây đàn, truyền đến một loạt tiếng đàn êm tai, cô cười khẽ âm thanh thật dễ nghe. Trang hạo nhiên hơi ngửa đầu, nhìn về phía đường khả hinh cười nói trước kia em rất thích anh đàn bài hát này thật sao đường khả hinh hai mắt lưu chuyển nhìn về phía anh mỉm cười ơ ờ, huyền em mờ trang hạo nhiên vươn tay nhẹ nắm tay cô ngồi ở cạnh mình tay kéo qua ôm lấy thân thể mềm mại lại hơi lạnh nhìn xuống phía dưới ôn nhu tỉ mỉ hỏi lạnh không đường khả hinh tựa vào trong lòng anh hơi hơi lắc đầu ánh mắt trang hạo nhiên lóe ra nhìn về phía cô vừa rồi đã khóc đến hai mắt đều sưng, liền vươn tay lau nhẹ nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, xúc động khàn khàn hỏi, rốt cục. Đêm nay đã xảy ra chuyện gì, làm cho em không vui như thế? Hửm, đường khả hình nghe những lời này, hai mắt lóe ra, vẻ mặt có phần thẹn thùng nói, đêm nay. Em cực kỳ vui vẻ, làm gì có chuyện không vui? Trang hạo nhiên nheo mắt, cười như không cười nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng ôn nhu ngẩng đầu, học theo, nheo mắt nhìn về phía anh. Phốc, hai người đều hiểu ý nhau cùng cúi đầu ngọt ngào cười rộ lên. Trang hạo nhiên vẫn có chút lo lắng ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Đường khả hình hiểu ánh mắt này của anh, liền mỉm cười dịu dàng nói, thật sự không có việc gì, chỉ là có phần xúc động, nghe được có người nói, bình luận về rượu như vậy, thật sự rất hay, em muốn biết cô ấy là ai, cư nhiên nói mấy câu, khiến cho em yêu thương như thế, giống như cảm thấy được chính mình không hiểu gì về rượu để cho em nhớ tới trận thi đấu rượu lớn sắp sửa bắt đầu trang hạo nhiên nghe lời này có phần tò mò vươn tay khẽ vuốt mặt cô nói không cần yêu thương như thế không có việc gì đường khả hình cũng ngẩng đầu ánh mắt sáng lên ôn nhu nhẹ nhàng lưu chuyển nhìn về phía anh trang hạo nhiên thâm tình nhìn về phía cô gần mình như vậy tại không gian riêng tư đầy u buồn mà tĩnh lặng này biết tối nay sắp sửa có được cô hoàn toàn liền nhẹ nuốt nuốt cái cổ khát khô lúc đó khẽ vuốt mặt cô nhẹ cúi mặt xuống đường khả hình cũng thở hổn hển đôi mắt mở to nhìn anh một cái trái tim như nhảy nhót trong lồng ngực chậm rãi nhắm mắt lại trang hạo nhiên vừa định hôn lên đôi môi mềm mại của cô lại đột nhiên có chút khẩn trương nuốt hít hầu không có hạ xuống có phần xấu hổ nói à có muốn uống ly rượu lạnh không sâm banh tuyết phong canada đường khả hình mở to mắt Ái muội mà hơi biểu lộ vài phần mất mát cười nói, "Được." Trang Hạo Nhiên đành phải đứng lên, nắm nhẹ bờ vai cô, nói "Chờ anh." Anh lập tức quay lại. "Được," Đường Khả Hinh đáp lại. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vòng qua đại sảnh khách sạn, chính mình đi vào hầm rượu, lúc đẩy cửa đi vào, nhìn đến đủ các loại rượu muôn màu rực rỡ cùng rượu trắng, lóe ra ánh sáng màu lam trong suốt, anh nặng nề thở hổn hển một hơi, tựa vào trên tường, thực sự rất khẩn trương. Khát vọng cô đã lâu cô rốt cuộc tại lúc thanh tỉnh đón nhận mình cư nhiên không thể tin được anh xoay người đôi tay đánh mạnh lên mặt tường thực sự khẩn trương hưng phấn kích động anh không hiểu sao cười cười nhịn không được xoay người nhanh chóng đi qua ánh sáng màu lam đi tới khu rượu lạnh chọn tới chọn lui lại vẫn là ở trong tủ chọn rượu lạnh của bác dịch vốn là nhớ lại đêm nay muốn mở anh đem chai rượu có dấu hiệu thanh hồ điệp dấu bé bươm bướm màu xanh dấu lớn cầm ở trong tay xoay tròn vui vẻ cười lập tức tiện tay cầm lấy dụng cụ mở chai, để mở ra, mới nhanh chóng đi ra ngoài, kêu lên, rượu đến đây. Trước vị trí đàn dương cầm, chống không. Trang hạo nhiên nghe thấy trái tim mình tan vỡ, lập tức khẩn trương đem bình rượu đặt ở trên mặt đàn, nhanh chóng đi về phía trước, hướng vào phòng, kêu to, khả hinh. Không ai trả lời. Sắc mặt anh lại khẩn trương tái nhật xoay người, chạy nhanh qua từng căn phòng trên lầu 2, nhìn một lần, vẫn không có ai, anh lại nhanh chóng đi xuống dưới lầu bình bịch hai ba bước nhảy xuống lầu dưới nhìn chỗ cửa phòng khách đi ra cho rằng cô đã đi rồi lại trong phút chốc dừng bước lại thở hổn hển gấp gáp quay đầu nhìn về phía phòng bếp đường khả hinh người vẫn mặc váy ngủ màu trắng tuyết đang đứng ở trước cửa tủ lạnh đôi tay ôm một quả táo thật to ăn như hổ đói thật sự là quá đói trang hạo nhiên một trận kích động bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía người này thở hổn hển một hơi tay lau mồ hôi trên trán thật là bị cô hù chết rồi. Đường Khả Hinh vừa nuốt quả táo, vừa sừng sốt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, sao anh về nhanh vậy? Không phải anh đi chọn rượu sao? Chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mệt đến mức không nói nên lời, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, nói, em sao lại? Sao lại? Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, liền hiểu, cười khổ dơ quả táo nói, em đói bụng. Trang Hạo Nhiên nghe thấy những lời này, lại một trận đau lòng nhìn về phía cô, liền cười. Trang Hạo Nhiên lặng im không tiếng động đứng ở trước đàn dương cầm, nhìn Đường Khả Hinh đang bưng một cái bánh ngọt, ăn như hổ đói, vừa nuốt vừa ho khan vài tiếng, anh liền vội vàng đưa cho cô một ly rượu lạnh. "Cảm ơn." Đường Khả Hinh nhanh tay tiếp nhận ly rượu lạnh này, uống một ngụm to, nhất thời dịch rượu như mật đường, mang theo nồng đậm mùi hương hoa cùng quả, đua nhau mà đến, cuối cùng lại có chút ngọt ngấy chua sót động trên môi hoàn toàn đánh trúng cảm xúc thân thiết cùng khát vọng của chính mình, cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nói, đó chết em rồi. Chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lấy mở u bàn tay lau nhẹ dịch rượu trên khóe miệng, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai này, lại nghĩ chính mình, vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười, mặt cô liền có chút hồng nói, có phải hay không? Rất khó nhìn. Trang Hạo Nhiên chỉ ôn nhu cười. Đường Khả Hinh lại biểu lộ vài phần thẹn thùng cúi đầu, sâu xa nói: Hôn em cực kỳ khẩn trương sao? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên hơi híp, nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh dũng cảm ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông này, ôn nhu mà thẹn thùng nói: Có phải hay không? Không thích em như vậy. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên xoay người, nâng lên ly rượu lạnh kia, đưa đến trước mặt uống một ngụm, tùy ý để ngọt ngào say mê kích thích chính mình mất hết lý trí. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng này của anh, thái độ cực kỳ kháng cự, liền lập tức có phần nổi giận đứng dậy nói: "Em mệt rồi, anh cứ từ từ uống đi. Ngủ ngon." Cô nói xong, liền vòng qua đàn dương cầm đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên lại lập tức nắm chặt tay cô, hỏi: "Em muốn đi đâu?" "Trở về phòng ngủ a." À. Đường Khả Hinh nhìn người này, tức giận trả lời. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, giống như mới uống một ly rượu đã say, hỏi: "Trở về phòng nào?" Phòng ngủ của anh sao? Cái giường kia vẫn rất thoải mái. Vẻ mặt đường khả hình đỏ bừng, xoay người chừng anh nói, ai muốn đi phòng của anh? Chán ghét. Cô nói xong, lập tức muốn xoay người. Trang hạo nhiên đã mạnh tay kéo cô gái trước mặt vào trong ngực, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, ôm chặt đầu của cô, ngón tay đan vào tóc của cô, mạnh mẽ hôn đôi môi mang chút mùi hương ngọt ngao của dịch rượu. Đây là cách tốt nhất để nuốt lấy những hương thơm trên đầu lưỡi của cô. Ưm. Ừ đường khả hình mặt phồng lên ngồi ở trên bắp đùi anh đón nhận nụ hôn của anh lại bị đầu lưỡi của anh dây dưa một trận ý loạn tình mê cuốn lấy mình cái gì đó trang hạo nhiên nghiêng người ôm chặt cơ thể mềm mại của đường khả hình xoay mặt hôn đôi môi ngọt ngào của cô mút lấy tay cũng đã nhẹ kéo dây áo ngủ của cô xuống tay đặt trên bờ vai cô cởi áo ngủ tơ tằm hiện ra dây váy ngủ khiêu gợi còn có bộ ngực đầy đặn mê người kia đường khả hình cảm giác toàn bộ thân thể của mình như bay lên, nhịn không được vươn tay, ôm cổ của anh, hơi quay mặt chủ động mà nhiệt tình hôn đôi môi mỏng của người đàn ông này, thậm chí đưa ra đầu lưỡi, cùng anh quấn quyết. Trang hạo nhiên khó có thể tự kiềm chế được, liền ôm chặt cô, vừa nóng bỏng nhìn về phía cô, vừa đi về phía phòng ngủ. Đường khả hình cũng ôm cổ của anh, ánh mắt nóng bỏng lóe ra những tia sáng nhìn về phía anh chương 828 thích. Sáng sớm, những tia nắng ban mai tỏa ra hào quang vạn trược, bao trùm toàn bộ tòa kiến trúc màu trắng, rừng trúc đón gió sớm, âm thanh rì rào cùng tiếng nước chảy róc rách. Vài chiếc lông chim nhỏ vàng óng, theo gió từ rừng trúc phiêu lãng, rơi trên ban công, xào sạc rung động. Bên trong phòng ngủ xa hoa, cô gái khỏa thân, chiếc chăn màu lam đậm che khuất đi thân thể khiêu gợi quyến rũ, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn như hoa đào, dán vào trên gối, đôi mắt khép lại, lộ ra tươi cười ngọt ngào, phảng phất như vẫn ở trong mộng đẹp tóc dài đen nhánh xóa ở một bên, tỏa ra từng đợt hương thơm thanh nhã. Ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng dừng lại ở trên khuôn mặt cô. Đánh thức bầu không khí tràn đầy ái muội. Cô hơi nhíu nhíu mày, lông mi khẽ rung động, dường như cũng cảm nhận được bầu không khí không bình thường này, chỉ là đêm qua bị cái người đàn ông kia không ngừng đòi lấy, khắp nơi trên thân thể còn lưu lại ấn ký nóng bỏng của anh, khiến cô có cảm giác mềm nhũn, thật muốn đời đời kiếp kiếp ngủ ở trên giường, không bao giờ nữa muốn đứng lên nữa nhưng bởi vì có loại cảm giác khác thường này cùng tiếng lá rơi xào xạc ở bên ngoài cửa sổ mà cô cuối cùng cũng từ trong giấc ngủ say chớp chớp đôi mắt đầy sương mù tỉnh dậy khuôn mặt anh kiên nghị đẹp trai hơi lộ mấy phần mệt mỏi cùng tiêu tụy chỉ là đôi con ngươi đen như mực vẫn tràn đầy nóng bỏng nhìn cô gái nhỏ trước mặt cô mơ màng mệt mỏi nhìn về phía anh vẫn như cũ không có chút thanh tịnh chỉ là hô hấp nặng nề thanh âm khàn khàn mơ hồ hỏi sao vậy vẫn còn chưa ngủ Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, yếu ớt nói, anh sợ ngủ rồi, khi tỉnh lại, em sẽ không còn ở đây nữa. Cô khẽ cười, mặt tiến sát vào lồng ngực của anh, hít hít hương thơm phái nam chỉ thuộc về mình anh, lòng cô lại mềm nhũn giống như người mẹ, ôn nhu mà trấn an mỉm cười, nhẹ nói, đồ ngốc, ngủ đi. Ánh sáng rực rỡ, len lén ùa vào căn phòng. Trong bầu không khí mập mờ, hai người ôm nhau, ngọt ngào ngủ thiếp đi. 8 giờ 30 phút. Phòng ngủ vẫn như có một mảnh tĩnh lặng, chỉ là ánh sáng ban mai rơi vào trên cửa sổ, bị ngăn cách với bên ngoài bởi tấm rèm, khiến cho trong phòng chỉ là những bóng trắng mờ nhạt. Trên giường chỉ còn một người đang cuộn tròn nằm. Trang hạo nhiên nằm bò ở trên giường, lộ ra bờ vai trần, kéo theo cánh tay chắc nịch, cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt kiên nghị dán tại trên gối màu lam đập, sống mũi anh Tuấn, ngạo nghế, môi mỏng khiêu gợi, thật mê người. Có lẽ bởi vì đêm qua thực sự quá mệt mỏi anh ngủ thật ngon, thật yên ổn. Cho đến khi gió mát mang theo hương thơm tươi mới của rừng trúc từng trận theo cửa sổ, xông vào gian phòng, lướt qua mặt anh. Cảm giác có chút không bình thường, giống như một loại cảm giác từ trước tới nay anh vẫn luôn rất mẫn cảm. Trang Hạo Nhiên mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn về phía người bên gối đã không còn đó, chân đệm loạn thành một đoàn, áo ngủ đêm qua bị chính mình xé rách, cũng không biết đã đi nơi nào không khí chung quanh cũng không còn cảm giác của người này. Bá, Trang Hạo Nhiên thoáng cái thở dốc ngồi dậy ở trên giường, chừng mắt nhìn tất cả xung quanh, lúc này, anh mới phát hiện vải trắng trên vách tường, đã rơi xuống, đôi nam nữ hạnh phúc ở Cambridge, ngọt ngào hôn nhau. Anh nhìn bức họa này, ánh mắt sáng ngời, dường như nghĩ tới điều gì, lập tức lấy quần thường bên cạnh mặc vào, lại cầm lấy ti shirt nhấc cánh tay to lớn mặc lấy, cũng không kịp rửa mặt trải đầu, liền đi chân trần khẩn trương ra ngoài. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, anh trầm giọng gọi cô, cửa phòng lầu 2 bị đẩy ra, không có bóng dáng của cô, câu nói sáng sớm của cô vẫn còn ở bên tai, tin tưởng em, em sẽ không rời đi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng dọc theo cầu thang, thở dốc đang muốn lao ra phòng khách, lại người thấy trong bếp truyền đến từng trận hương thơm, anh lập tức dừng bước lại, đi vào phòng bếp, trong nháy mắt nhìn thấy bên trong phòng ăn, bày một nồi cháo gà thơm ngon, thịt băm trộn tương, hành lá cùng mấy lát dưa chuột còn có một đĩa sao trộn mộc nhĩ, dùng đồ chua Hàn Quốc trưng thành sủi cảo, vàng óng bảy phóng đặt cùng một chỗ. Đường khả hinh, chấm than ngoặc kép, anh nóng mắt nhìn về phía một bàn ăn phong phú này, trong lòng tê dần, xoay người lần nữa sỏ dép, đi ra phòng khách, vọt vào trong bãi cỏ mướt, vừa muốn bước lên xe đua đuổi theo. Ha ha ha, một trận tiếng cười ngọt ngào, giống như chuông bạc, từ bên kia truyền đến. Trang hạo nhiên nhất thời sướng sở đứng ở bên cạnh xe đua, xoay người nhìn về phía rừng vải bên cạnh, lại vô ý nghe được, thực sự là tiếng cười của Khả Hinh. Anh tức khắc khẩn trương nắm chặt chìa khóa trong tay, hướng rừng vải nhỏ bên cạnh chạy tới. bóng cây lay động, quả lớn liền nhau, vô số cây vải cùng nhãn song song ở trong rừng. Đường Khả Hinh mặc váy dài ren trắng, bím tóc thả sau, đôi mắt đẹp thần thái sáng lạn, ý cười ngọt ngào, đã hưng phấn kích thích ngồi trên, truy phong, tay nắm chắc yên ngựa tùy ý để mã sư sao trẻ tuổi mỉm cười kéo ngựa đưa cô đi về phía trước sao sao mã sư người huấn luyện ngựa bên kia bên kia chấm than ngoặc kép đường khả hình chỉ vào cây vải bên kia quả vải to tròn đỏ hồng nhất định tươi mới mọng nước mã sư nghe lập tức kéo cương ngựa đi qua ai biết con ngựa vừa mới đi được mấy bước trong nháy mắt một con ong độc theo gió lao thẳng đến khiến cho con ngựa đau đến tê dại hí lên một tiếng giật dây xông thẳng về phía trước. Mã sư phịch một tiếng, khó lòng phòng bị, bị quăng xuống đất, dây cương trong tay buông lỏng. A, à, Đường Khả Hinh mắt thấy tay sắp hái được quả vải kia, ai biết bị tập kích bất ngờ như vậy, cô cả người khiếp sợ quát to một tiếng, thân thể xông thẳng về phía trước, hoảng sợ gọi cứu mạng a. À. Mã sư tức khắc nhanh chóng sốt ruột chạy theo. Truy phong giống như nổi cơn điên, hí vang trời, xông thẳng vào trong rừng cây mắt thấy sẽ phải đâm thẳng vào chân núi phía trước, đường khả hình trừng mắt, cả người khiếp sợ thất hồn lạc phách, khủng hoảng khóc lóc hô to cứu mạng A à, tia nắng ban mai như xé toang không gian yên bình. Truy phong cuối cùng cũng chi một tiếng, đá cao hai chân trước, đứng thẳng lên. Một thân ảnh màu trắng, trong nháy mắt mạnh mẽ hữu lực bay vọt lên, hai tay ôm chặt cô gái sắp rơi xuống đất, cùng nhau điên cuồng lăn trên mặt cỏ, thiếu chút nữa thì lăn luôn vào trong hồ. Truy phong cũng đã bình tĩnh trở lại, chân trái chảy máu run rẩy, nhẹ cất bước, có chút bất ổn. Mã sư lúc này mới đi tới giữ chặt con ngựa, khiếp sợ đến đổ mồ hôi hột, trừng mắt nhìn về phía hai người bên hồ. Đường khả hình nằm ngã vào trên lá trúc xốp, mở to mắt, vẫn như cú kinh hồn chưa định hình được nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng khẩn trương thở dốc cưỡng chế ở trên người đường khả hình, cúi đầu xuống phía dưới, tùy ý mồ hôi lạnh rơi xuống, đôi mắt vẫn như cũ nóng bỏng dán chặt vào cô thiếu gia chấm than ngoặc kép, mã sư một trận khẩn trương sợ bị mắng nhìn về phía trang hạo nhiên, vừa muốn giải thích. Xem trước một chút truy phong có sao không, trang hạo nhiên lại thở dốc nhìn về phía đường khả hình khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi đến đỏ bừng, hai mắt hoảng loạn, cũng hồng hồng. Vâng, chấm than ngoặc kép, mã sư tức khắc xoay người, quan sát truy phong bên người, phát hiện ra chân trái của nó, xương đỏ một mảnh, lập tức có kinh nghiệm nói, hình như là chúng nọc ong rồi trang hạo nhiên hơi nghiêng mặt đôi mắt lóe sáng hơi thở trầm trọng nói lập tức mang nó đi xem nếu như bác sĩ thú y không chữa được lập tức gọi điện thoại cho bác dịch tiên sinh vâng chấm than ngoặc kép mã sư đầu tiên là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền nhanh chóng kéo dây cương kéo con ngựa đi về phía trước dừng chúc một mảnh u tĩnh ánh nắng len lỏi qua tán lá anh không phải đã bảo em là đừng rời khỏi anh hay sao Mỗi lần tỉnh lại đều không nhìn thấy người, vừa nãy nếu không phải anh chạy nhanh qua đây, em còn không phải đã xảy ra chuyện hay sao." Trang Hạo Nhiên khẩn trương cúi đầu nhìn Đường Khả Hinh, tức giận nói. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, trong lòng chấn động, hai mắt ánh lệ, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại phủ đầu nhìn về phía dung nhan Đường Khả Hinh như vậy, khẩn trương lộ ra đau lòng cùng trách cứ. "Xin lỗi, em chỉ là," Đường Khả Hinh vừa muốn mở miệng nói chuyện, trang hạo nhiên không nói hai lời liền trong nháy mắt nhanh chóng đứng dậy ôm lấy đường khả hinh chạy nhanh vào trong rừng trúc hai mắt khiếp sợ vô cùng khẩn trương đường khả hinh ôm cổ của anh vẫn như cũ mở to hai mắt chăm chú nhìn anh em còn nhìn anh như vậy anh sẽ ăn sạch em ngay trong rừng trúc này chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lại một trận tức giận quay mặt sang nhìn cô đường khả hinh hạ thấp mi mắt ôn nhu cười trang hạo nhiên thở dốc nhưng mặt nhìn cô e thẹn như vậy, kìm lòng không được, buông cô xuống, đè lên trên thân trúc, cúi xuống, nhiệt tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Ưm, ừ, đường khả hình hơi ngửa đầu, đón nhận cái hôn của anh, trong nháy mắt nhớ tới cảnh người đàn ông này đêm qua, mạnh mẽ như vậy, mãnh liệt như vậy tiến vào, cảm xúc trong khoảnh khắc trào dâng. Trang hạo nhiên rất sợ cô gặp phải chuyện không may, sợ đến mức trái tim lúc này còn đang đập thình thịch, kìm lòng không được vươn tay kéo khóa váy đằng sau lưng cô, kéo xuống qua vai. Anh để lại trên làn da tuyết trắng từng nụ hôn, cái tay còn lại cũng không nhàn nhã đã nhanh chóng vén làn váy dài, lần mò tới đôi chân của cô, đi lên. a à, đường khả hình đứng ở trong rừng trúc, âm thanh mê người. Trang hạo nhiên vừa cháy bỏng hôn lên cánh môi ướt át của cô, tay đã mò vào trong quần lót của cô, đi vào nơi ấm áp căng chặt kia, cưng chiều hỏi cô, nói sau này còn dám tự ý một mình bỏ đi nữa hay không? Đường khả hình bị kích thích, vọt thẳng lên đại não, nhìn về phía người đàn ông kiên nghị tràn đầy mị lực này, nháy mắt mơ màng, nhìn anh nói, không dám. Trang hạo nhiên lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía cô như vậy, lại kìm lòng không được hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, tay đã tháo thắt lưng của cô ra, nhanh chóng kéo quần trong màu trắng của cô xuống, nhấc đôi chân thon dài lên, trong lúc vừa hôn cô nồng nhiệt, vừa đưa vật nam tính nóng bỏng vào giữa hai chân cô, nắm chặt bờ mông căng tròn của cô, mạnh mẽ đi tới kia. sáng sớm trong rừng trúc, từng đợt thanh âm rung động. a a a. đường khả hình ngẩng đầu lên, đón lấy kích thích, phấn khởi mà anh mang đến, từng trận lại từng trận thở dốc. sau này nếu không có mệnh lệnh của anh, không được tự ý rời khỏi anh. chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nói xong, lại cấp tốc, dũng mãnh tiến vào nơi tư mật ấm áp khít chặt của cô một trận co rút đánh thẳng vào đại não cô. a à, đường khả hình kìm lòng không được ôm chặt lấy cổ của anh, nhẹ cong ngón chân làm cho mình càng tiến sát vào người anh hơn, thở gấp liên tục gọi trang hạo nhiên. ưng ừ, anh thở dốc liên tục tiến vào, lại một trận dũng mãnh gọi thế nào? không thích thích đường khả hình trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời lấp lánh, cái loại cảm giác say mê chết người đó làm cho cô hơi lộ ra ý cười không được lâu sau lại rơi vào thở dốc thật sâu. chương 829, màu sắc phấp phới. Nắng sớm vẫn như cũ sáng lạn, lại không dám đi vào khu rừng trúc kia. Qua một thời gian, rừng trúc lay động, rốt cuộc truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trang hạo nhiên ôm chặt đường khả hình, vẫn như cũ khẩn trương cùng thở dốc đi ra khỏi rừng trúc, cước bộ trầm ổn mà có lực, sợ lại làm ngã cô gái đang ôm trong lòng. Sắc mặt đường khả hình ửng đỏ, ánh mắt nồng cháy mà mê ly nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nhớ tới vừa rồi anh ở trong rừng trúc khẩn trương căng thẳng ôm mình, lúc tiến vào, bộ dáng bá đạo biểu lộ ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, không kìm hãm được ái muội cười, đôi tay không tự chủ ôm cổ của anh, cúi đầu xuống, mặt thiếp đi trên bờ vai anh, ôn nhu giống như con thỏ. Trang hạo nhiên hai tròng mắt lóe ra hào quang mãnh liệt, hạ thấp tầm mắt về phía vẻ mặt đang đỏ bừng của cô, còn có ái muội tươi cười, cũng không nhịn được cười một tiếng. Hai người trăm ngàn lời đều không nói ra được, tất cả đều bay trong không khí ái muội này. Lúc này quản gia cùng người hầu mới đi ra phòng khách, tối hôm qua thiếu gia đã phân phó, không thể tùy tiện đến gần biệt thự. "Không cần hầu hạ." Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ một cái, phân phó một câu, liền ôm Đường Khả Hinh vừa tiến vào phòng khách, vừa phân phó. "Vâng." Quản gia cùng người hầu lập tức xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh bước nhanh đi vào phòng bếp, ngồi ở trước bàn ăn vẫn như cũ không buông cô ra, trực tiếp để cho cô ngồi ở trên đùi của mình, tiếp tục khẩn trương mà tức giận nhìn cô. Đôi tay đường khả hình vẫn như cú ôm chặt cổ của anh, hơi biểu lộ vài phần hờn dỗi tươi cười, thu lại nét mềm mại nhìn anh. Chấm 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 ngoặc kép, Trang hạo nhiên muốn lại nghiêm nghị cứng rắn nhìn cô, lại bởi vì cô có chút hờn dỗi cùng ôn nhu, ánh mắt anh không nhịn được lóe ra ý cười. Đường khả hình nở nụ cười, lập tức ôm cổ của anh, mặt giấu vào bờ vai anh sau này, nếu thật là có chuyện gì, nói cho anh biết một tiếng, em hãy đi không được sao. Lúc anh tỉnh lại, đều có một loại cảm giác sợ hãi. Trang hạo nhiên ôm cô, nói lời trong lòng. Đường khả hình khẽ chấp ánh mắt ôn nhu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh vẫn như cú tức giận khẩn trương, nói thực xin lỗi. Em chỉ là nhìn anh ngủ quá ngon, biết anh mệt, nên không muốn gọi anh dậy, cũng không rời khỏi anh. Trang hạo nhiên cố ý nheo mắt nhìn cô, Đường Khả hình cũng ngẩng đầu, cũng cố ý nheo mắt lại nhìn anh. Tối hôm qua, ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhanh chóng chấp nháy, mới hơi chút bộc lô vài phần ái muội tươi cười, cúi xuống dưới nhìn cô, nhỏ giọng hỏi thích không. Đường Khả hình trái tim nhảy nhót loạn nhịp. Hùm, Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô, bá đạo cưng chiều hỏi. Chấm 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 ngoặc kép, Đường Khả hình không nhịn được ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía anh, dịu dàng mà thẹn thùng nói thích. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe, lại ôm chặt thân thể của cô, giống như phát ra từ nội tâm kêu gọi, hỏi lại, rất thích sao? Đường Khả Hinh không nhịn được cười, rốt cục có phần thẹn thùng nói, rất thích. Trang Hạo Nhiên thân thể lại mạnh mẽ dâng lên một trận khoái cảm, giống như người đàn ông mạnh mẽ, cái đó lại muốn đứng lên rồi, nhưng lại bởi vì cô gái trước mặt, đêm vừa rồi đã bị mình muốn đã vô số lần, vô cùng mệt mỏi, nháy mắt anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Mút lấy đầu lưới thơm mát của cô, muốn đè xuống dục hỏa, nhưng nụ hôn ngày càng kịch liệt, thậm chí phát sinh một trận khát vọng xúc động. Ưm, ừ, Đường Khả hình cũng nhịn không được ôm chặt cổ của anh, nhẹ ngửa đầu, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của anh, cảm giác sự bá đạo từ đầu lưỡi của anh mãnh liệt. giữa hai chân đã có chút ẩm ướt, vẻ mặt thông suốt rời khỏi nụ hôn của anh, nhẹ nhàng ngăn cản anh, đừng. đến giờ đi làm rồi. ánh mắt trang hạo nhiên nóng cháy nhìn về phía cô thật sự khó kìm nén lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút đầu lưỡi thẹn thùng, đôi tay mãnh liệt xoa xoa sau eo gợi cảm của cô, mân mê lên bộ ngực đầy đặn của cô, mình kề sát vào ngực cô, hưởng thụ sự co giãn đầy đặn mang cho mình kích thích cùng xúc động. Đường khả hình xấu hổ đến tận mang tai, thân thể lại lần nữa bị anh trêu chọc mà mềm nhũn, không nhịn được ánh mắt lưu chuyển dịu dàng mà ái muội, nhìn về phía anh, thẹn thùng nói, thật hư hỏng. Trang hạo nhiên lại muốn kéo xuống váy cùng vòng trang sức của cô, hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, tay muốn luồn vào trong. Được rồi, đừng như vậy, đường khả Hinh vẫn giữ được mấy phần lý trí, nhẹ đẩy anh ra. Trang hạo nhiên thật sự nhịn không được, ôm lấy thân thể của cô, nhẹ cúi đầu tựa trên cái cổ của cô, khẽ hôn lên cổ cô, hít hương thơm mát trong cơ thể cô, mới sâu xa nói, vậy giữa chưa em. Đến phòng làm việc của anh, hửm, đường khả Hinh nghe lời này, nhịn không được cười rộ lên, mềm giọng nói, em hiện tại đã không phải là thư ký của anh, em còn có lý do gì, đến phòng làm việc của anh. Trang hạo nhiên nghe lời này, khuôn mặt đẹp trai, cười rộ lên, ngón tay nắm nhẹ cằm của cô, cưng chiều nói em là phu nhân tổng giám đốc. Sao lại không thể đến phòng làm việc của anh? Đường khả hình trong lòng giống như được rót mật ngọt, bộc lộ ra ngoài, nhìn về phía anh, hờn dỗi nói, phu nhân tổng giám đốc. Ai muốn gả cho anh? Trang Hạo Nhiên nghe xong, liền nắm lấy cái cằm của cô, mạnh mẽ hôn cánh môi của cô, mới xúc động nói, em không gả cho anh, gả cho ai? Em là của anh, thân thể đều đã là của anh. Bởi vậy đến cuối cùng, toàn bộ đều đã là của anh. Đường Khả Hinh khẽ nâng mí mắt, ôn nhu nhìn về phía anh. Em còn nhìn anh, em hãy thức thời một chút. Trang Hạo Nhiên nháy mắt không nói tiếp, liền ôm Đường Khả Hinh đặt nằm ở trên bàn cơm, cúi người xuống nhiệt tình hôn lên đôi môi của cô vô cùng khát vọng mút đầu lưới của cô. Ưm, ừ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình tránh đi nụ hôn của anh, nhẹ cười một tiếng, lấy tay cầm lấy tô bánh trên mặt bàn, đút vào trong miệng Trang Hảo Nhiên. Bướng bỉnh, chấm than ngoặc kép, Trang Hảo Nhiên lại cúi xuống dưới, cái cổ trắng nõn của cô như chuồn chuồn lướt nước khiến cô ngứa ngáy không thôi. Đường khả hình không nhịn được nhấc đôi chân sau gợi cảm, biểu lộ tiếng cười ngọt ngào như chuông đồng, hưởng thụ khoái cảm mà người đàn ông này mang đến cho mình. Qua một chút thời gian, tiên nắng ban mai chiếu xuống mạnh mẽ. Một chiếc xe con Rolls Royce màu bạc hướng tới tập đoàn Hoàn Cầu chạy tới. Cái gì? Trang hạo nhiên mặc bộ Âu phục màu trắng, áo sơ mi màu lục, để hở cổ áo, lộ ra cơ ngực, mùi nước hoa bên trong cơ thể người đàn ông mạnh mẽ toát ra, không nhịn được nhìn về phía đường khả hinh, nheo mắt nói, giấu giếm quan hệ của chúng ta. Tại sao? Anh hận không thể lập tức liền hướng khắp thiên hạ công bố em là người phụ nữ của anh em muốn giấu giếm, anh là bạn trai của em, cái này không tốt sao? Anh trong nháy mắt liền hoảng sợ. Đường khả hinh mặc áo gen màu trắng, bên trong mặc chiếc váy ngắn thấm màu, đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc búi cao, tựa vào trong lòng trang hạo nhiên, có phần khó xử cười nói, anh thông cảm cho em một chút, em vừa mới thăng chức, mà còn trận thi đấu rượu lớn sắp bắt đầu, nếu lúc này, em và anh công khai quan hệ, mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? đàn ông trên toàn thế giới đều hâm mộ anh, phụ nữ trên toàn thế giới đều hâm mộ em. chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên khẳng định những lời này. đường khả hình nghiêng người mỉm cười nhìn người này. đường khả hình trang hạo nhiên lại nặng nề kêu tên cô vừa muốn nói. đàn ông trên toàn thế giới có hâm mộ anh hay không em không biết nhưng mà đúng là phụ nữ trên toàn thế giới đều hấn chết em. toàn bộ thư ký chúng em trừ bỏ mấy người tiêu đồng cùng an an là không thích anh mỗi ngày đối với ảnh chụp của anh, trái lo phải nghĩ. Lại càng không muốn nữ nhân viên bộ phận rượu vụ chúng em, mỗi lần thấy anh, đều đã giống con chuột thấy bóng đèn. Đường khả Hinh nhịn không được cười. Sao em lại đi so sánh? Trang hạo nhiên nhất thời không hờn giận nhìn về phía cô, dù sao anh vẫn không đồng ý hai người giấu giếm quan hệ. Đường khả Hinh lại nhìn hướng anh, có phần sốt ruột nói, tổng giám đốc Trang, anh thông cảm cho em một lần, hừng. Cô nhìn thấy đã gần đến tập đoàn Hoàn Cầu, cô lập tức bảo tài xế dừng xe ở bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên ôm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, đè cô ở trên ghế xe, cúi người nhìn về phía cô, ánh mắt nóng cháy nói: "Trang phu nhân, em cũng thông cảm cho anh một lần. Trải qua tối hôm qua, trải qua hôm nay, anh không có khả năng cùng em tách ra. Anh hận không thể mỗi ngày ôm em ngủ." Đường Khả Hinh nhất thời, nghiêng mặt nhìn hướng xe chạy phía trước. Lái xe dường như không có chuyện gì xảy ra, anh bình tĩnh lái xe chạy băng băng trên đường. Cô lập tức có phần sốt ruột lại cười ngọt ngào nói, "Tổng giám đốc Trang, em đáp ứng anh." "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên hỏi. "Gả cho anh a." À. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nhìn về phía anh. "Đừng đùa, đó là trò con nít khi anh 3 tuổi, có bản lĩnh hiện tại đi cử hành hôn lễ." Trang Hạo Nhiên liền muốn phân phó lái xe xuống xe, muốn hung hăng hôn cô gái này, lập tức liền muốn cô được rồi, đường khả hình hơi chút nặng nề đẩy anh ra, nhìn đến tài xế đã lái xe gần đến nơi, cô lập tức tại trên môi anh, mạnh mẽ vừa hôn, thậm chí vươn ra đầu lưỡi, cùng anh mê người quấn quýt một phen, trực tiếp làm thân thể anh khô nóng, mới mỉm cười nói, em đi đây. Chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên sửng sốt nhìn cô. Đường khả hình nhanh chóng nhấc cặp công văn của mình lên, vừa xuống xe vừa nói cảm ơn mẹ Trang khoảng thời gian trước đã đưa cho em rất nhiều quần áo. Tạm biệt này chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhất thời khẩn trương kêu cô đường khả hình đã hơi chỉnh lại gọn gàng lại bím tóc bị rối bước tiếp đôi giày cao gót âm thanh khanh khách gợi cảm tiêu hồn đi về phía trước nhìn về phía thầy đi ra khỏi chiếc xe đen có rẻm tre hưng phấn cùng kinh nghỉ cười nói thầy thầy đã về rồi vitus lạnh lùng quay đầu nhìn về phía học trò thần thái tung bay như vậy ánh mắt trong suốt sáng lên mỉm cười nhìn về phía chính mình ông lặng im không tiếng động tiếp tục hướng bậc thang đi tới thầy thầy sao vậy a à? con được thăng chức a à? ngày hôm qua liền rất nhớ thầy chấm than ngoặc kép đường khả hình vừa đi về phía trước vừa mạnh mẽ kéo cánh tay của thầy vừa rồi muốn vui vẻ kể chuyện ngày hôm qua chỉ là thăng chức lên tổng quản lý bộ dựa vụ có gì mà phải vui vẻ vitas tiếp tục mặt lạnh đi về phía trước chấm 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 ngoặc kép đường khả hình nhất thời ôn nhu trầm mặc nhìn về phía thầy lại không hiểu nở nụ cười, cố ý quay mặt nói, thầy kỳ thật cực kỳ vui vẻ đúng hay không? Da mặt của con thực không phải là mỏng, Vitus quay sang, nhìn nhìn học trò của mình. Đường khả hình lại một trận hoạt bát động lòng người cười rộ lên. Chức vị quản lý bộ phận rượu vụ thực không tốt, bởi vì không có quá nhiều quyền hành, nhưng mà chuyện phụ trách tiến hành xuất khẩu rượu được ưu tiên, cái đó và công việc lúc trước ta giao cho con cũng không sai biệt lắm, chủ yếu là sau một năm chức vị tổng quản lý rượu vụ lại tăng cấp, đó là chức vị trưởng quản bộ phận mua sắm của tất cả tập đoàn cực kỳ có quyền lực, nhưng còn có hơn 3.000 người tham gia tranh đấu lấy chức vị này, còn nếu muốn giành lấy chức vị này, thì hãy chứng minh mình quả thật có được năng lực này. Vitus nhàn nhạt nói, đường khả hình trầm mặc nhìn về phía thầy, ý của thầy là, đó là trận đấu trong giới rượu. Vitus quay sang, nhìn về phía đường khả hình, có áp lực là tốt, nhưng áp lực này đến cùng có phải là một loại động lực hay không, thì phải tùy thuộc vào con. Đường khả hình nhìn về phía thầy, khẽ gật đầu, cười nói con đã biết. Con sẽ cố gắng, tạm thời vứt bỏ hết thầy. Vitus liếc mắt nhìn học trò một cái, liền trầm mặc đi về phía trước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tối hôm qua đi vào trong đó rồi hả? Lúc ta trở về, không thấy con. Ách, đường khả hình hai mắt lóe sáng, bật cười nói con về nhà rồi. Tại sao con cùng quản lý lưu đồng thời tắt điện thoại? Vitus nhìn về phía học trò, hỏi lại nhã tuệ tắt máy, đường khả hình lập tức có chút kinh ngạc, hai mắt lưu chuyển nghĩ nghĩ, nhanh tay cầm lấy điện thoại, trước để cho thầy đi vào đại sảnh, chính mình đi bên cạnh bấm số di động của nhã tuệ, kỳ quái chờ đợi. Ánh mặt trời kéo dài phủ kín con đường. Một bóng dáng ôn nhu, một mình đi về phía trước. Nhã tuệ mặc đồng phục của ngày hôm qua, dùng lược tao nhã búi tóc, gương mặt không chút phấn trang điểm, lộ rõ vẻ mặt đỏ hông của cô, hai mắt lưu chuyển dịu dàng mang theo vài phần say lòng người thể hiện chút mệt mỏi cất bước đi về phía trước, nhưng thấy phía trước là vườn hoa, hoa đoàn cẩm trúc, hoa hồng, hoa bách hợp đua nhau nở, bươm bớm phất phới. Trong lòng lại không nhịn được nhộn nhạo vài phần ngọt ngào. Mặt cô có phần xấu hổ, xoay người, cất bước trước đi tới vườn hoa hồng bên cạnh ghế đá, ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía trước vườn hoa có các đóa hoa tươi đẹp, không nhịn được tựa vào cột đá bên cạnh, bộc lộ nét tươi cười ái muội nhớ tới chuyện đêm hôm qua. Đêm qua, mưa phùn róc rách, trong phòng khách to lớn bài trí xa hoa mà tao nhã lâm sở nhai ôm ngang nhã tuệ trầm mặc mà ái muội đi vào gian phòng anh cúi xuống dưới mang theo vài phần săn sóc cùng ôn nhu hỏi có muốn đi tắm rửa một cái không ánh mắt nhã tuệ hơi lưu chuyển ôm chặt cổ của anh có phần thẹn thùng nhìn anh lâm sở nhai cũng thâm sâu nhìn cô cô gái này cũng xấu hổ gật gật đầu lâm sở nhai trầm mặc mà hưng phấn cười lập tức ôm lấy cô đi hướng phòng tắm mới đặt cô xuống, đôi tay có chút khẩn trương mạnh mẽ nắm lấy bả vai của cô, cúi xuống phía dưới, nuốt nuốt cái cổ khát khô, mới nặng nề thở một cái, nói cảm ơn em. Nhã tuệ mỉm cười, chỉ là trầm mặc lắc đầu, rồi sau mới ôn nhu nói em đi vào. Ơ ờ, huyền em mờ, lâm sở nhai ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Nhã tuệ không nói gì, trái tim bang bang nhảy nhót, ngón tay thon thon trắng như tuyết vẫn nhẹ nắm cánh cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, che đi bóng dáng ôn nhu cuối cùng của cô lâm sở nhai nhìn cửa nhanh chóng đóng lại cứ nhìn đôi mắt mở to khẩn trương không nói nên lời lập tức kích thích hưng phấn mà xoay người gọi điện thoại cho tô lạc hoành sợ dọa người không dám đánh cả khuôn mặt biểu lộ vô cùng hưng phấn tựa vào ở trên cửa nhớ tới vừa rồi ở dưới lầu tiếp xúc với thân thể gợi cảm của cô quả thực là làm cho người ta huyết mạch sôi trào tiếng nước truyền đến mang đến một trận âm thanh róc rách ái muội bên trong phòng tắm hơi nóng lan tỏa. Nhã tuệ có vẻ có vài phần kích động cùng khẩn trương cả người đứng trước gương, từng nút lại từng nút thắt cởi bỏ, nhìn về phía áo con khiêu gợi của mình, lộ ra nửa bầu ngực, cái bụng khít khao mà bằng phẳng, nhớ tới vừa rồi hơi chút muốn làm chuyện ấy, cô vẫn là cực kỳ thẹn thùng, mặt đều đã đỏ ửng, nhưng trong lòng sao lại không khát vọng người đàn ông này âu yếm chứ. Cô so với khả hình nhiều hơn vài tuổi, có một số việc, luôn luôn rõ ràng, phải được trải qua. Nghĩ tới đây, cô liền trầm mặc mà khẩn trương cởi áo sơ mi trắng của mình ra, lộ ra bả vai gợi cảm mà tiêu hồn, cùng cơ thể hoàn mỹ, cô lại có phần thẹn thùng đưa bàn tay ra phía sau, lặng lẽ cởi bỏ nút thắt áo con. Nhã tuệ ngồi xuống ở tròi nghỉ mát, nhẹ mở to đôi mắt mê ly, nhìn về phía trước bụi hoa, nhớ tới tối hôm qua lâm sở nhai mạnh mẽ ôm mình, còn có hắn ở lúc cao trào cuối cùng khi đó, lúc bá đạo ôm hôn mình, thâm tình nói ra câu kia, anh yêu em. Cô mỉm cười ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳng, cảm xúc kích động vẫn chưa vơi bớt. chương 830, Tứ Đức Tổng bộ rượu vụ tầng 18 Đường Khả Hinh vừa kéo cánh tay sư phụ, vừa mỉm cười đi ra khỏi thang máy, lại đột nhiên nhìn thấy tiểu thanh dẫn ba nữ trợ lý cùng hai nam trợ lý đẹp trai, mặc đồng phục màu đen, hướng về phía mình khom lưng, mỉm cười nói, Vitus tiên sinh, đường tiểu thư. Vitus vẫn luôn không thích trong lúc còn làm việc ở Hoàn Cầu, người khác lấy chức vị để xưng hô với ông, cho nên đường khả hình cũng theo thói quen của thầy mình, vì vậy cũng ra lệnh cho cấp dưới gọi mình là đường tiểu thư. Đường khả hình xứng sờ tại chỗ, ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn về phía bốn người luôn đi theo mình làm việc, còn hai nam trợ lý mới, đáy lòng như có một dòng nước ấm áp làm cô cảm động. Vitus trái lại, lại dùng vẻ mặt yên lặng nhìn bọn họ lướt mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt buông lỏng tay khả hình, một mình đi về phòng làm việc đường khả hình nhìn bóng lưng thầy mình cũng bởi vì cá tính của ông nên cũng không bắt buộc chỉ là nhẹ cười đường tiểu thư tiểu thanh tươi cười tiến lên nhìn đường khả hình nói phòng làm việc của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong xin mời đi bên này đường khả hình nghe thấy liền có chút cảm động liếc mắt nhìn tiểu thanh một cái sau đó nhấc túi sách cất bước đi về phía trước năm nhân viên làm việc chủ yếu trong phòng tổng giám đốc liền tức khắc mỉm cười đi theo sau đó phòng làm việc của Tổng Giám đốc Bộ phận Rượu Vụ, nằm ở phía bên trái Bộ phận Quản lý Rượu, mặt hướng về phía cảnh đẹp trốn thành thị phồn hoa, phía trước được bao bọc bởi con sông trắng, xung quanh là phong cảnh công viên thương lục. Tiểu Thanh thật hài lòng đi cùng đường Khả Hinh, băng qua một con đường thật dài, sau đó đi vào một cái cửa kính, bên trong là một, hai, ba chiếc ghế dài làm việc màu lam thanh nhã, mặt trên để máy vi tính cao cấp nhất thế giới màu trắng, còn có các loại văn kiện. Bọn họ một đám trực tiếp đi về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy hai cánh cửa trắng. Mọi người đi bộ đến, chậm rãi mở cửa, trong nháy mắt truyền đến những tia sáng thuần khiết. Đường Khả Hinh lập tức cảm giác được nội tâm cực kỳ kích động, cô nhẹ thở một hơi, cầm túi sách, cất bước đi vào trong phòng làm việc, lập tức nhìn thấy phía trước cửa sổ sát đất là một vòng ánh sáng rực rỡ, Xem cửa sổ màu trắng, đón gió phiêu lãng lay động, bên trái là bàn làm việc nửa hình tròn lớn màu trắng, cùng màu với ghế da thời thượng bên cạnh, một bàn dài nối liền với máy vi tính, đồng hồ điện tử để bàn, mô hình địa cầu, ống đựng bút điện tử màu trắng, bên trong để bốn cây bút máy quý báu mà tưởng vĩ quốc, trang tĩnh vũ. Còn có Lauren cùng Vitus đưa cho cô, bốn giỏ hoa bách hợp màu trắng, yêu nhã mà tôn quý tỏa ra mùi hương thơm ngát, bên phải là sofa vòng tròn màu trắng, ngay chính giữa để một bộ dụng cụ ấm trà bạch ngọc, cùng túi trà đài sen. Tiểu thanh mỉm cười đi về phía đối diện cửa sổ sát đất, nhẹ đẩy ra một cánh cửa kim loại màu trắng, bên trong là tầng tầng lớp lớp những chiếc giá để văn kiện nhiều văn kiện có giải thích cùng phê bình cô mềm giọng nói đừng tiểu thư ở đây để rất nhiều văn kiện tổng giám đốc đã xem qua có kèm theo chú giải cùng phê bình sau này nếu như sau này ngài cùng đối tượng hợp tác có gì không hiểu đều có thể tìm tư liệu ngài muốn ở bên trong này đường khả hình đầu tiên là kích động nhìn về phía toàn bộ tư liệu trong phòng lại kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn thấy cầu thang màu trắng dựa vào tường đi lên phía trên một quầy ba ưu nhã màu trắng trên đỉnh treo các loại chén rượu trong suốt sáng bóng, còn có phòng tia tử ngoại để rượu đỏ, bên trái có rất nhiều các loại dụng cụ mở chai cùng các khí cụ thức tỉnh hương rượu, thậm chí còn có bản đồ các trang trại rượu. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn tất cả. Tiểu Thanh mỉm cười đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, nói: "Đường tiểu thư, ngài đối với phòng làm việc này có hài lòng không ạ?" À? Đường Khả Hinh chỉ là cảm thán cười, cô đối với vật chất kỳ thực không yêu cầu gì, có được như thế này cũng đã rất hạnh phúc. Còn có thể đưa ra yêu cầu gì chứ? Tiểu Thanh có thể từ trong mắt cô nhìn ra được sự hài lòng, liền mỉm cười nói, "Đường tiểu thư, nếu như ngài đối với phòng làm việc hài lòng, thì như vậy hiện tại sẽ phải đến phòng làm việc của hai vị chủ tịch, lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ báo cáo công tác." Kỳ thực chính là gửi lời hỏi thăm một chút mà thôi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tiểu Thanh, liền nhẹ gật đầu. Hai nữ trợ lý đồng thời nâng chế phục của bộ phận quản lý rượu, cùng biển tên Bạch Kim mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói gì, liền cầm lên chế phục, đi vào phòng nghỉ ngơi, vì mùa hè thời tiết nóng bức, cô sẽ ở lại phòng nghỉ ngơi tắm rửa một chút, đổi lại bộ chế phục màu đen này, bên trong cổ áo viền bạc, áo trong làm bằng tơ tầm ôm sát người, cả người thoạt nhìn, thần thái sáng lạn, khí chất cao quý. Người con gái này vẫn như cũ, tóc buộc đuôi ngựa, đi giày cao gót màu đen 10 phân, mỉm cười đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Xôn xao Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn về phía đường Khả Hinh, cười rộ lên nói, đẹp quá a. Đường Khả Hinh chỉ là có chút xấu hổ cười. Tiểu Thanh lập tức tiếp nhận biển tên Bạch Kim, cài ở trước ngực đường Khả Hinh, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía cô cười nói, chúc mừng ngài, đường Tiểu Thư. Chúng ta có thể xuất phát rồi. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô ấy, cũng mỉm cười gật đầu. Tầng 38 Phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Sảnh lớn vòng tròn yêu nhã, toát ra khí phách hiên ngang của hoàn cầu, phòng làm việc của hai vị chủ tịch đặt ở hai bên, bên trái là của tưởng vĩ quốc, phía bên phải là của trang tĩnh vũ, hai vị thư ký trưởng dẫn đường khả hinh đi về phía bên trái, bởi vì hai vị chủ tịch vừa mới chủ trì hội nghị xong, nên đang ở trong phòng làm việc của chủ tịch tưởng nghỉ ngơi. Đường Khả Hinh hơi lộ mấy phần khẩn trương dẫn tiểu thanh đi về phía trước. Phòng hành chính rộng lớn, ước chừng 186 chỗ ngồi, toàn bộ nhân viên nghiêm chỉnh làm việc âm thanh gõ bàn phím lạch cạch. Khách sạn Hoàn Cầu được coi là nhất trên thế giới, nhưng vẫn không dừng lại ở đó, mấy năm nay còn tiếp tục mở rộng sang bất động sản, ẩm thực, nối liền với các siêu thị, ngân hàng, thậm chí còn cả rừng cây ăn quả, cùng với tương lai sẽ mở rộng gieo trồng trong nước, nhất là ông bà ngoại Trang Hạo Nhiên trên danh nghĩa còn có công ty dầu mỏ, hiện nay đang cùng Hoàn Cầu hợp tác, giải rác làm việc trên thế giới có khoảng 300 vạn công nhân, cho nên tin tức của hoàn cầu được công bố ra sẽ là cho 300 vạn công nhân biết. Để bọn họ làm việc, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Đường Khả Hinh liếc nhìn những nhân viên đang làm việc, liền nuốt khan một cái, đi về phía trước. Phòng làm việc chủ tịch, cửa gỗ tử đàn được điêu khắc khí thế bằng bạc, chạm khắc hoa văn mang đậm khí thế vương giả. Thư ký trưởng mỉm cười đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mềm giọng nói, hai vị chủ tịch, Đường tiểu thư tới. Vào đi giọng nói trầm ấm truyền đến. Hai vị thư ký trưởng nghe thấy, liền mỉm cười đẩy ra cánh cửa, lộ ra không gian xa hoa nhưng không kém phần yêu nhã. Cô ấy nhìn đường khả hình nói, đường tiểu thư, mời vào. Đường khả hình hướng cô ấy gật gật đầu, liền hít sâu một hơi, mỉm cười đi vào phòng làm việc chủ tịch, tức khắc nhìn thấy không gian xa hoa bên trong, tưởng vĩ quốc cùng trang tính vu âu phục màu đen, nhàn hạ ngồi ở trên ghế sofa màu tràm, chính là đang trò chuyện về một ít những sự kiện lớn quốc tế, chính giữa là một lò hôn hương, quanh quẩn là mùi đàn hương dịu nhẹ, hai vị thư ký bên người, đang yên tĩnh vì hai vị chủ tịch châm trà. Hai vị chủ tịch, đường khả hình tôn kính đứng ở trước mặt hai người tưởng vĩ quốc, khẩn trương cúi đầu kêu nhỏ. Tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình sau khi mặc chế phục màu đen, con người phảng phất như liền thay đổi, thần thái tươi sáng, khí chất cao quý, duyên dáng yêu kiều, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Trong không gian yên tĩnh, đường khả hình có chút khẩn trương, hai mắt nhanh chóng nhẹ chớp che đi bối rối, không dám nói chuyện. Ánh mắt trang tính vũ đảo một vòng quan sát con dâu, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình. Tưởng vĩ quốc lại nặng nề nhìn về phía cô, đôi con người thâm thúy quan sát cô gái mới không quá 20 tuổi này, giữ nguyên tư thế ngồi, chỉ là chậm rãi hỏi, biết vì sao ta cùng với chủ tịch trang, còn có Lauren cùng Vitus tiên sinh, đưa cho cô bốn cây bút không. Đường khả hình hơi giật mình, không phải là thật hiểu, liền lập tức tôn kính nói cháu. Không phải rất rõ ràng, xin chủ tịch tưởng chỉ bảo. Tưởng vĩ quốc lạnh lùng nói, bút có tứ đức tiêm, đủ, viên, kiện. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng vĩ quốc. Trang tính vũ lại mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, nói không hiểu sao. Đường khả hình lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía trang tính vũ, lộ ra ánh mắt cầu cứu trang tính vũ mỉm cười nhìn đường khả hinh nói chúng ta thời cổ chọn bút lông bình thường chọn theo tiêu chuẩn tiêm đủ viên kiện phải biết rằng một cây bút tốt có thể trong nháy mắt công kích núi đá bốn phía tràn đầy sợ hãi rất ít có những cây bút có thể vẽ phác thảo ra cảnh trời cao biển rộng phàm là bút lông đều phải có đủ tứ đức tiêm đủ viên kiện gửi gắm hy vọng của con người ta cùng với chủ tịch tưởng đưa cho cháu bốn cây bút là hy vọng cháu có thể nhớ kỹ bút tại lòng ngươi, cháu muốn dùng quyền lực của mình tạo lên một cây bút tốt, hay là muốn thâu tóm chính quyền lực ấy, chỉ mới miêu tả ba phần thôi thì cái mà cháu phải nhận lấy đau đớn vô lực. Chúng ta đương nhiên là hy vọng cháu có thể nắm giữ quyền lực, phát huy trí tuệ thông minh sáng suốt của mình, dẫn dắt bộ phận rượu vụ thay cũ đổi mới, dũng cảm tiến tới tương lai. Nhưng trước có hiểm trở, sau lại có truy binh, cháu có thể hay không để cuộc sống của cháu vẽ lên một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ, có thể nhìn về tương lai phía trước, Nơi đó là trời cao biển rộng, tất cả đều phải dựa vào cố gắng nỗ lực của cháu. Nếu như cháu đã chọn con đường gian nan vất vả này thì phải chấp nhận đi tới cùng. Trong lòng Đường Khả Hinh lập tức tràn ngập ấm áp nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Trang Tĩnh Vũ cũng mỉm cười nhìn về phía cô gái này, nói, Phạm là một người thành công, bên cạnh đều không thể nào là không có sự trợ giúp của người khác, cho nên cháu cũng không cô độc. Tương lai mặc kệ có phát sinh bất cứ chuyện gì, trước sẽ có chúng ta chỉ bảo." sau sẽ có người giúp cháu một tay, cùng cháu đi về phía trước, chỉ cần trong lòng cháu dũng cảm không sợ hãi, giữ vững tinh thần nghề nghiệp, tiền đồ của cháu nhất định sẽ rộng mở. Cháu tuổi còn nhỏ, sau này còn cần học tập rất nhiều, đừng bao giờ dừng lại, cũng không cần sợ không biết, bởi vì khi cháu ý thức được cháu không biết, liền đại biểu cho việc cháu đã có tiến bộ. Tưởng Vĩ Quốc cũng nhàn nhạt nhìn về phía đường Khả Hinh, nói cô còn trẻ như vậy, đã nhậm chức trước Tổng Giám Đốc, người xung quanh để cô dạy bảo, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao, có thể xua đi mây mù hay không, toàn bộ đều dựa vào bản lĩnh của cô. Đường khả Hinh nghe xong những lời này, trong lòng liền hiểu rõ, mềm giọng gật đầu nói, cháu sẽ, chủ tịch. Xin ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ vì hoàn cầu. Cúc cung tận tụy, tưởng vĩ quốc giúp cô nói tiếp những lời này. Đường khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía tưởng vĩ quốc. Ha ha ha, trang tính vũ ngửa mặt hào sảng cười thật to, nhìn tưởng vĩ quốc nước mắt một cái, mới lại nhìn về phía đường khả hình, hai tay bất đắc dĩ nâng người nói, chúng ta là người lãnh đạo, đã đi qua hơn phân nửa những năm tháng của cuộc đời, tự nhiên hiểu rõ, cấp dưới nhiệt tình cùng tôn kính, cũng sẽ theo vật chất cùng thời thế mà thay đổi, cho nên cháu cũng sẽ không lãng phí khi hướng hoàn cầu bộc lộ sự cố gắng cùng nỗ lực của mình, chúng ta sẽ hỗ trợ phối hợp cùng với cháu, có vài người có thể lưu lại đây được hay không? Đều phải dựa vào duyên phận cùng may mắn của họ Đường khả hình ngẩng đầu kích động nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, mỉm cười nói, cháu biết, Chủ tịch Trang, cháu hiểu ý của ngài. Thật sự hiểu rõ mới tốt, tưởng vĩ quốc nhàn nhạt nghiêng người về phía trước, tay cầm một chén thiết quan âm thượng đẳng, nếm một ngụm trà, mới nói, ngồi qua đây uống ngụm trà đi. Ách, đường khả hình nghe xong những lời này, vẫn có chút khẩn trương. Ngồi đi, Trang Tĩnh Vũ mỉm cười kêu cô. Vâng. Đường khả hình chỉ đành trầm mặc mà khẩn trương đi qua, ngồi ở trên ghế sofa đối diện tưởng vĩ quốc, thập phần ôn nhu cùng tôn kính tiếp nhận chén thiết quan âm mà thư ký đưa qua, cũng bởi vì đứng lâu hơi khát nên uống một ngụm lớn thiết quan âm. Trang tính vỗ tràn đầy yêu thương nhìn về phía đường khả hình, cười rộ lên nói, cháu không cần khẩn trương, cũng không cần sợ chủ tịch tưởng, ông ấy kỳ thực thập phần thích cháu, thậm chí hy vọng cháu có thể làm con dâu. Phốc, đường khả hình nghe đến đây liền sặc một cái, trà quan âm trong miệng trực tiếp phun ra ngoài. Tưởng vĩ quốc nháy mắt một cái, cảm giác trên mặt là một mảnh ẩm ướt, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình. Audio điện tử võ tấn bền chương 831, nỗ lực Toàn bộ phòng làm việc đều yên tĩnh. Đường khả hình sợ đến mức thở dốc vì kinh ngạc, còn người căng ra nhìn tưởng vĩ quốc, mặt đỏ hoảng loạn gọi giám đốc, chủ tịch. Trang tính vũ cũng nhịn không được nữa kinh ngạc nhìn về phía tưởng vĩ quốc. Tưởng vĩ quốc nghiến răng, hai tròng mắt thâm thúy nhìn về phía đường khả hình, tức giận nói, thảo nào sư phụ của cô nói cô chỉ làm được vài chuyện nghiêm chỉnh còn đâu toàn là gặp chuyện rắc rối. Làm việc bồng bột, nếu cô muốn làm con dâu nhà họ tưởng ta, còn sớm lắm. Trước tiên cô nên xem xét lại tính cách và hành vi của cô sửa lại đi. Mặt của đường khả hình lại đỏ bừng lên, không dám lên tiếng. Trang tính vỗ trầm mặc nhìn về phía đường khả hình giống như là đang xấu hổ nhưng rất khả ái, nhưng người cười rộ lên, nói, được rồi, mau đi ra ngoài đi, sau này làm việc cẩn thận một chút. Mặc kệ cô ta là con dâu nhà họ tưởng hay là nhà họ trang, nói điều đó còn quá sớm. Tưởng Vĩ Quốc tức giận, vẫn muốn tiếp tục giáo huấn, cô ta đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối ngay trước mặt tôi rồi. Còn không biết tự kiểm điểm, tôi nói thiên lỗi và hạo nhiên, thật là chưa từng thấy qua phụ nữ, chỉ có đối với người có chiều cao chưa đủ 1m61 này, lại nhất kiến trung tình. Mạn nghi ở nhà, vẫn còn cảm thán chuyện này. Tiêu chí chọn con dâu của chúng tôi, phải là gia thế, diện mạo, thông tuệ hạng nhất. Trong lời nói thập phần tiếc nuối, cảm thấy hai đứa nhỏ này không có mắt nhìn người. Đường khả hình có chút không phục ngẩng đầu lên, vừa nhìn tưởng vĩ quốc vừa dùng khăn trắng lau mặt, nhịn không được, xấu hổ nói, tưởng. Tưởng chủ tịch, cháu cao 1m61. Phốc, mấy thư ký đứng bên cạnh, không nhịn được cười. Trang tính vỗ nghe thấy những lời này, cũng thực sự buồn cười, cười thầm trong lòng. Tưởng Vĩ Quốc nghe thấy lời này, tức khắc cắn răng, hơi nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía cô, vẻ mặt ghét bỏ nói, thì ra cô cảm thấy, cô cao 161cm là chuyện rất tự hào sao. Đường Khả Hinh lập tức không dám lên tiếng, mặt đỏ hồng cúi đầu. Ha ha ha, Trang Tính Vũ nghe lời này, cười to không giữ hình tượng, nhìn đường Khả Hinh nói, được rồi, đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, sẽ phải chính thức làm việc đấy, ta cùng với tổng giám đốc tưởng đợi cháu ở trận chung kết của cuộc thi đấu rượi đỏ. Cố lên. Vâng, đường khả hình lời nói hồn hền, có chút xấu hổ khẩn trương đứng lên, nhìn về phía hai vị chủ tịch hơi gật đầu, tôn kính nói, hai vị chủ tịch, vậy cháu đi ra ngoài trước. Cảm ơn hai vị đã chỉ bảo cho cháu, cháu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô nói xong, liền lập tức xoay người, mặt đỏ cắn môi đi ra ngoài. Cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Tưởng Vĩ Quốc vẫn bộ dáng giận như cũ, con người tối sầm, nhìn về phía trước. Trang Tĩnh Vũ nhìn hết sức sảng khoái, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cười nói, "Được rồi, ông cũng không cần nổi giận đâu. Đứa bé này thật không sai, tính cách kiên cường, tôi không thích cô bé quá hoàn mỹ, không có đột phá, có tinh thần tiến bộ, giữ được tâm hồn hồn nhiên cũng tốt." Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ, nói, "Ông đương nhiên là thấy tốt. Mấy chục năm cũng như một ngày." Có một người vợ xinh đẹp lúc nào cũng nhiều lời nhí nhảnh, còn nhìn thấy cái khó khăn của ai chứ? Trang Tính Vũ nghe Tưởng Vĩ Quốc nói những lời này, cũng trầm mặc cười cười, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mặt đỏ hồng đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, muốn phun một ngụm trà lên mặt Tưởng Vĩ Quốc, đành phải nhăn mặt lại đau khổ thở dài một hơi. Một vài thư ký đứng ở ngoài cửa, kìm lòng không được che miệng cười. Đường Khả Hinh xoay người lại liếc mắt nhìn các cô ấy một cái đành phải tự diếu cười cười, mới chịu xoay người, không hiểu sao lại nhớ tới trang tính vũ đã từng nói đến tứ đức của một cây bút, cô sướng sờ ở tại chỗ, dường như nghĩ tới điều gì. Tiểu thanh để cô đi phía trước, lại nhìn thấy cô đứng lại, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía cô hỏi đường tiểu thư. Cô còn có chuyện gì sao? Chúng ta phải đi về, chuẩn bị phê duyện văn kiện cho tuần sau. Đường khả hinh lại dừng tại chỗ, hai tròng mắt lóe lên một cái, nhìn về hướng xa xôi yếu ớt nói tôi nghĩ muốn đi một chỗ trước phía chân trời ánh sáng rực rỡ trời đất di chuyển bầu trời ở cái thành phố này trao đổi cắt hình một chiếc xe nhỏ chạy nhanh hết mức đón ánh nắng mãnh liệt chậm rãi chạy về hướng nhà tù phía trước tạm dừng lại tài xế nhanh chóng đi xuống xe vòng qua cửa sổ xe mở cửa xe cho đường khả hình kỳ quái nghĩ sao cô có thể tới chỗ như thế này đường khả hình mặc đồng phục pha chế rượu vẻ mặt kích động run rẩy hai tròng mắt hồng hào ra khỏi xe ngẩng đầu nhìn về phía tường đồng vách sắt của nhà tù mỗi lần tới cảm giác mạng sống cực khổ không có điểm dừng cô nhàn nhạt, nhạt nói anh ở nơi này chờ tôi vâng tài xế lập tức gật đầu đường khả hình trầm mặc cất bước nhấc giày cao gót đi về phía hàng cây ngô đồng phía trước cảnh sát gác cửa giống như là có chút hiểu biết về đường khả hình trầm mặc nhìn về phía cô đường khả hình không lên tiếng hơi thở trở nên nặng nề, đi tới chỗ đăng ký, cầm cây bút lên, viết tên của mình và tên của cha, nắm chặt cây bút, sinh mệnh dường như rất mỏng. Cửa sắt ầm ầm mở ra. Bóng hình của đường khả hình, chìm vào trong nơi sâu thẳm rồi quay về phía trước, chỉ có phòng thăm tù nhân kia, cô trầm mặc đi về phía phòng thăm tù đó như thói quen. Nhìn về phía cái bàn loang lổ quen thuộc kia, hai mắt của cô rưng rưng, rất hiên tĩnh mà có chút thành thục đi về hướng cái bàn, hai tay trống vào mặt bàn, chậm chậm ngồi xuống. Cảnh sát nhìn đường khả hình ngồi xuống, lập tức xoay người, mở một cánh cửa khác ra. Âm thanh của cái xích sắt phát ra. Đường khả hình nghe thanh âm này, hai mắt nhanh chóng rơi lệ, không có ngẩng đầu lên. Suốt cuộc, một bóng dáng mờ nhạt, âm u đến gần. Đường trí long mặc tù phục mùa hè màu lam, đầu tóc rối bù, có vài nếp nhăn trên mặt, có chút ở trên khóe mắt, dường sinh mệnh đang từ từ rời khỏi ông chỉ thấy hai cánh tay của ông sưng đỏ lên vì gọng xích, mờ u bàn tay khô ráp như vỏ cây, lòng bàn tay thậm chí có mấy miệng vết thương. Người đàn ông này vừa mới khỏi bệnh xong, nghe nói có người một người con gái tới thăm, cố chống thân thể, gương mặt tiểu tụy cất bước ra thăm, khi ông đứng ở cửa phòng thăm tù bên này, ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Đường khả hình hai mắt đã rưng rưng, run rẩy kích động nhìn về phía cha. Đường trí long thần sắc kinh ngạc lệ nhòa hai mắt, nhìn về phía con gái đang mặc đồng phục pha chế rượi đeo bảng tên của tập đoàn hoàn cầu mặc dù hai mắt rưng rưng nhưng tinh thần phấn khởi như cũ duyên dáng yêu kiều xinh đẹp nhìn về phía chính mình ông nhất thời không nói nên lời cha đường khả hinh nhìn về phía cha nước mắt lập tức chảy xuống đau lòng buồn bã gọi đường trí long vẫn kinh ngạc như cũng nhìn về phía con gái có lẽ cảm nhận được cái gì nước mắt lập tức chảy xuống đi đến chỗ con gái vươn tay ra muốn nắm tay của con gái, run rẩy gọi, khả hình. Cha, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái nắm tay cha, cả hai cha và con gái đều nhìn đối phương, kích động ngồi xuống. Khả hình, con, đường Chí long kích động nhìn về phía khuôn mặt trang điểm của con gái, muốn nói nhưng lại nói không nên lời. Cha, đường khả hình có lẽ hiểu được cha đang nghĩ gì, yếu ớt rơi lệ nói, con gái cảm ơn cha, cha đã ở trong nhà tù qua nhiều năm như vậy còn là nhà tù ngoài thành nữa nhưng cha vẫn dốc lòng giáo dục nhưng nhịn con gái so với những người cùng tuổi thì con sáng suốt hơn họ một chút dũng cảm hơn họ một chút thời gian trước con cũng từng oán giận cuộc sống của mình sao mà khổ cô đơn như thế thế nhưng cho tới hôm nay con mới hiểu được nỗi đau trong quá khứ mà cha phải chịu thực ra đó cũng là một loại hạnh phúc chỉ cần cha quý trọng mỗi cơ hội từ nỗi đau khổ và khó khăn cha càng tiến gần hơn với giấc mơ của cha cũng là cha chỉ bảo cho con, không nên oán hận, không nên căm hận, phải hiểu được sự bao dung và thương cảm, thế cho nên những gì con làm được trên đường đi về phía trước đều được bạn bè trợ giúp. Hôm qua, con vừa được nhận chức tổng quản lý rượu nho, hiện tại giống như trong mơ, nhưng nhớ lại những điều cha từng nói với con, con biết là giấc mộng nhưng nhất định phải có dũng khí và trí tuệ để đi về phía trước. Đường trí long run rẩy rơi lệ, nhìn về phía con gái khổ sở, mặc dù rơi lệ, nhưng vẫn giữ bộ dáng khôn ngoan hiểu chuyện như cũ, nhất thời kích động vui sướng thiên ngôn vạn ngữ nghĩ ra cũng không nói hết được, mà bây giờ cái gì cũng không nói lên lời, chỉ là nắm chặt tay của con gái, rốt cuộc điều mà bản thân luôn đau lòng đến hôm nay đã có thể mỉm cười gật đầu rồi. "Cha, có phải con rất ích kỷ hay không?" Đường Khả Hinh nắm chặt tay loang lổ của cha, xoa từng ngón tay của cha, khóc nói: "Con không muốn cha chết. Con biết cha bây giờ rất đau khổ, thế nhưng con không muốn cha gặp chuyện không may." Bởi vì cha ở trong lòng con, vẫn là cả bầu trời quý giá, bởi vì có cha, đã trải qua bao nhiêu khổ và đau, đều cảm thấy rất ấm áp, tinh thần của cha, tất cả tất cả, tựa như mưa xuân, nắng sớm, cho con dưỡng khí sống. Cha, cảm ơn cha. Đường Chí Long nghe lời này, cố nén thân thể không thoải mái, hơi thở gấp gáp lên mấy phần, mới rơi lệ nắm chặt tay của con gái nói, cha sẽ không có việc gì, không cần lo lắng. Con có thể đi cho tới ngày hôm nay tất cả đều dựa vào chính bản thân con, bởi vì con từ nhỏ chính là một người khôn ngoan hiểu chuyện, có tính kết giao với bạn bè, đối lại một loài hoa một loại cỏ, đều duy trì một phần tâm trí linh lung như vậy, cho nên mới có thể có kết quả như ngày hôm nay. Rất tốt. Cha, đường khả hình lại nắm chặt tay cha, che mặt đau lòng nói không nên lời. Đường trí long chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía con gái, mang theo vài phần khẩn trương hỏi, con hôm nay mới nhậm chức tổng quản lý, hai vị chủ tịch có nói cho con cái gì hay không? Đường khả hình rơi lệ nói, họ và sư phụ dạy cho con bốn đức tính của cái bút. Đường trí long nghe lời này, nội tâm ấm áp, nhẹ giọng nói, tứ đức, tiêm, đủ, viên, kiện. Đường khả hình thức khác nhìn về phía cha, gật đầu. Đường trí long nghe lời này, an ủi gật đầu, cúi đầu nói, tiêm chỉ nhạy bén, làm người nhất định phải có nhụy khí cùng phong thái, nhất là người trẻ tuổi, không thể chỉ độn không cầu tiến tới đủ chỉ công bằng, tính tình phải công bằng liêm chính chi tâm, muốn dùng ánh mắt bình đẳng, đối đãi chuyện thế gian, thuộc hạ mới dám thể hiện tài hoa trước mặt của con. Viên chỉ xử sự êm dịu dàn xếp, không cố chấp, không lợi dụng, vì viên chi cảnh giới cao nhất, của Tổng Giám Đốc Trang, cái chữ viên được viết kỳ xinh đẹp. Tiện, chỉ co giãn và thích nghi, không ngừng vươn lên và tiếp nhận các khó khăn. Con phải nhớ kỹ, triết lý nhân, huyết mạch tương liên, sinh mệnh nơi trốn, cũng đều có thể mang cho con sinh mệnh cảm ngộ triết lý. Hôm nay hai vị chủ tịch có thể tặng cho con tứ đức của bút, có vẻ họ đối với con có sự chờ mong cực cao, con nhất định không được phụ sự kỳ vọng của họ đối với con. Chỉ là ở chuyện này, cha còn có một câu muốn nói với con. Cái gì à, đường khả hình phấn khởi nhìn về phía cha. Đường trí long nhìn sâu về phía con gái nói, sự trải nghiệm của con còn hạn hẹp, hai vị chủ tịch cho con vị trí cao như vậy, một là vì muốn bồi dưỡng, hai là muốn con trải nghiệm lúc này con sẽ phát hiện người trung thực bên cạnh càng ngày càng ít người tiếp cận con đều có mục đích càng ngày càng nhiều con nhất định phải nhớ kỹ nhân sinh ngắn ngủi có mấy chục năm có uy phong cùng quyền lực đây là do con cố gắng ông trời ban tặng người mà trầm mê trong quyền lực cuối cùng sẽ bị quyền lực hại khổ chính mình cuộc đời trói buộc rất đáng thương người đời trói buộc không thể yêu cho nên con phải tìm được người có cùng lý tưởng tin tưởng vào họ nghe theo tiếng lòng của trái tim, tinh thần lạc quan, cất bước đi về phía trước. Đường khả hình kích động nhìn về phía cha, rơi lệ gật gật đầu, lại vì nghe thấy những lời nói này, mang theo vài phần nghi ngờ nói cha, con gái có câu này, không biết có nên hỏi cha hay không. Con nói đi, đường trí long nhìn về phía con gái, mỉm cười nói. Đường khả hình hai tròng mắt lóe ra tia sáng nhìn về phía cha, kìm lòng không được nói, con nghe nói lúc cha bỏ việc ở ở hoàn cầu, là bởi vì có nguyên nhân bất đắc dĩ, cha có ủy khuất gì sao? Mà nếu quả thật cha có ủy khuất, vì sao còn ở lại cái chỗ này, có nhiều người trợ giúp cha mà. Đường Chí Long trầm mặc nhìn về phía con gái. Đường Khả Hinh cũng nóng lòng nhìn về phía cha. "Khả Hinh," Đường Chí Long đau lòng nhìn về phía con gái, yếu ớt nói, "Cha ở cái chỗ này cũng không có hồi ức không tốt, càng không có ủy khuất." Nhưng, Đường Khả Hinh kìm nén lời nói ở trong lòng, vừa mới muốn thốt ra lại nhìn thấy cha tuổi đã già gương mặt nhiều nếp nhăn còn có đôi mắt già nua sinh mệnh yếu ớt dường như muốn tùy lúc mà biến mất cô có lời muốn nói nhưng lại không nói chỉ là rơi lệ kiềm chế một lúc mới nhìn cha nói tiếp sáng nay con gái nói chuyện với chủ tịch trang ông ấy nói với con đã là người thành công đều không nên bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh ta ông ấy nói con sẽ không cô độc mặc kệ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì luôn có những người lãnh đạo đằng sau trợ giúp cho con chỉ cần con dũng cảm không sợ, có tinh thần nghề nghiệp cao, con trong tương lai nhất định sẽ phát triển hơn. Hoàn cầu là nơi như thế, mê người ở chỗ, có tinh thần hợp tác hoàn hảo, luôn tìm kiếm, trao cơ hội cho mọi người có giấc mơ, quyết tâm. Có phải cha bị các thế lực trong tập đoàn đâu đá nhau mà hại đến cha không? Đường Chí Long trầm mặc nhìn về phía con gái, hai chồng mắt già nua lại tràn đầy lệ. Cha, đường khả hình đau lòng nhìn về phía cha, Sơ lệ nói, con không biết trong quá khứ rốt cuộc cha gặp phải chuyện gì, thế nhưng con gái gần đây thực sự xảy ra rất nhiều chuyện, có một số việc, xin cha tha thứ cho con không có cách nào nói cho cha được, thế nhưng những lời nói hôm nay cha nói, con gái nhất định sẽ ghi nhớ, vì hoàn cầu nỗ lực làm việc. Vì cái tập đoàn vĩ đại này, cũng vì chính con, nỗ lực hết sức. Bởi vì ở đó có tinh thần và tín ngưỡng của cha. Đường Chí Long nghe lời của con gái, Kim Long không được lại tràn đầy lệ nặng nề vỗ vỗ tay con gái, gật gật đầu. Cha, đường khả hình lại rơi lệ nhìn về phía cha, thật tình nói có đôi khi, sinh mệnh có một chút duyên phận đáng quý, thực sự rất kỳ diệu, giả dụ như con và tập đoàn hoàn cầu, mỗi người đều có duyên phận riêng, dường như tất cả đều là đã được định trước. Thế nhưng con lại hiểu rõ, để thực hiện được mục tiêu đã định trước, nhất định có rất nhiều lo lắng, đấu trang nhiều mới được như hôm nay. Con gái từ hôm nay trở đi, muốn sống cuộc sống của mình, mang theo tình cảm của cha, theo đuổi ước mơ của mình. Xin hãy tha thứ cho con muốn tìm ra chân tướng. Con vì hạnh phúc chung, vì hạnh phúc của mình, nhất định sẽ nỗ lực. Trong quá trình này, mong cha hãy chăm sóc tốt chính mình. Đường Chí Long hơi có vẻ nghi hoặc khiếp sợ nhìn về phía con gái, trong lòng chấn động mạnh một cái, tức khắc hỏi, "Khả Hinh, trí nhớ của con, con vẫn chưa nhớ được chuyện quá khứ, cũng không biết quá khứ xảy ra chuyện gì?" Đường khả hình rơi lệ nhìn về phía cha, nghẹn ngào nói, trong mắt của con, chỉ có tương lai. Cha, cho con một cơ hội, cho con một chút thời gian, vì con hãy nỗ lực chăm sóc tốt cho bản thân mình. Mong cha chờ con, cho con một chút thời gian, được không? Cô bé này, cầu xin cha, đau lòng mà buồn bã rơi lệ. Đường trí long kinh ngạc mà đau lòng nhìn về phía bộ dạng này của con gái, kìm lòng không được vươn tay, run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường khả hình không nói nữa, chỉ là nắm nhẹ tay chai sạn của cha, nước mắt chảy xuống, lại mang theo nội tâm khát vọng, nói không lên lời chương 832, tôi sẽ để cho anh không nói được gì. Bên ngoài ngục giam, đôi mắt của đường khả hình tràn đầy nước mắt, vẻ mặt kích động đi ra, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm tự do, hiểu được sinh mệnh bị trói buộc, cũng không phải bức tường vây kia, mà là tâm linh trói buộc, cho dù như thế nào, cô không bao giờ muốn vì một người không quen biết, mà tâm linh và hạnh phúc bị ràng buộc. Bản thân như thế, cha cũng như vậy. Cô nghĩ tới đây, trong nháy mắt liền cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại nhà gọi cho mẹ, giống như có chút vội vàng nói, mẹ. Giữa trưa mẹ có thời gian rãnh không? Con có việc muốn gặp mẹ. Được, ông ta không có ở nhà, mẹ ở nhà chuẩn bị cho con chút gì để ăn. Không cần, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, thời gian của con không có nhiều. Đường khả hình nói xong, liền nắm chặt điện thoại, Dựa vào chỗ ngồi sau xe, ngẩng mặt nhìn phía trước, đôi mắt kiên định cùng quyết tâm. Trang Hạo Nhiên mặc cái áo sơ mi màu lam, quần tây màu trắng, xoắn hai tay áo lên, cầm di động, lại nghe được số điện thoại bạn gọi, hiện tại đường dây đang bận, anh liền buồn bực một trận rồi ném điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về mấy cầm thú ở phía trước mặt, bất đắc dĩ nói các cậu nói xem cô ấy đang bận cái gì đây. Một buổi sáng không nghe điện thoại, bây giờ cũng gần trưa rồi vẫn không nghe điện thoại. Điện thoại là chị của cô ấy, hay là anh cô ấy, nghe lời như vậy à. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt ngồi ở phía trước, nhìn về phía anh cười rộ lên nói Ôi, cô ấy có ngày hôm nay, còn không phải cậu nâng đỡ lên sao. Bây giờ người ta là tổng giám đốc, bận rộn là đúng rồi. Lúc đó ông đây mà biết cô ấy là vợ của ông, tôi đã sớm nhốt lại để nuôi rồi. Vẻ mặt trang hạo nhiên rất mất hứng, không thoải mái, không vui dựa vào ghế ra, nghĩ đến sáng nay đường khả Hinh nói càng nghĩ càng giận, lập tức xoay người, ấm ức nhìn về phía bọn họ, nói, tôi hỏi các cậu. Tôi không cao sao, tôi không đẹp trai hả, tôi không có tiền sao, nhà của tôi rộng rãi không tốt sao, tôi hoàn mỹ như vậy, có người muốn giấu tôi để nuôi nữa kia. Lý do là sợ phụ nữ trên thế giới này hận chết cô ấy đó. Lãnh mặc hàn đang chơi cái bật lửa, nghĩ đến công việc, nghe lời này, ngẩng đầu khó hiểu, nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi, người nào có tiền như vậy, muốn giấu cậu để nuôi. Ôi, cậu không có nghe hả? Tô Lạc Hoành chế Diêu Anh nói, chính là tiểu đường đó. Trang Hạo Nhiên vội vàng tiếp lời, nhìn về phía mấy người lãnh Mặc Hàn lại tức giận bất bình nói, thời điểm cô ấy và Tưởng Thiên Lỗi yêu nhau, hận không thể cho tất cả người trên thế giới biết. Tại sao lúc ở cùng với tôi, muốn chơi trò tình yêu bí mật hả? Tôi cũng đâu phải là minh tinh điện ảnh, mặc dù tôi biết tôi đẹp trai hơn bọn họ nhiều. Tôi còn đẹp trai hơn Dennis Ngô phốc. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt nhịn không được bật cười. Tôi không phục, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên dựa lên ghế ra, chân dài như người mẫu phịch một tiếng, rũi thẳng gác lên bàn làm việc, học ngồi giống Obama. Cậu thông cảm cho cô ấy đi, cô ấy vừa mới thăng chức, đương nhiên không muốn đồng nghiệp nói này nọ. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói. Tôi còn không thông cảm cho cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn về phía lãnh mặc hàn, nói, nếu như tôi không thông cảm cho cô ấy, hiện tại tôi đã sớm đăng lên toàn bộ bản quảng cáo cầu hôn với cô ấy rồi bây giờ mới hạnh phúc như vậy mà mặc sức tưởng tượng tương lai tay cô ấy vừa bấm liền dập tắt ngọn lửa nhỏ mới cháy trong lòng tôi rồi tôi dễ dàng lắm chắc tôi kém thiên lỗi hay sao năm đó anh ta làm chú dễ lúc tôi làm cô dâu có bao nhiêu uất ức các cậu có biết không bây giờ không có chuyện gì cha tôi liền nói chuyện của anh ta thật giống như tôi không phải do ông ấy sinh vậy Đúng rồi, cậu đâu phải do ông ấy sinh, cậu là do gì Trang sinh mà. Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, cười rộ lên nói. Hừ, hôm nay Trang hạo nhiên giận thật, nghĩ lại anh là con cưng của trời, có nhiều phụ nữ vây quanh anh như vậy, có khi nào phải chịu uất ức như vậy đâu. Được rồi, xin bất giận, tục ngữ có nói, lòng của phụ nữ là kim dưới đáy biển mà. Cậu dụ dỗ cô ấy như vậy, một ngày nào đó sẽ đáp ứng kết hôn với cậu, cử hành hôn lễ thật long trọng. Tô Lạc Hành cười nói, khó á, Tào Anh Kiệt vô cùng khách quan mà chơi bài poker, cười nói, bây giờ cô ấy là tổng giám đốc, qua một thời gian sẽ là người quản lý rượu vang, có cơ hội đi lên càng ngày càng bận rộn, còn thời gian đâu mà kết hôn sinh con? Này, không lẽ cậu vẫn dùng biện pháp an toàn sao? Tô Lạc Hành nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trang Hạo Nhiên không có để ý đến bọn họ tức giận nói tôi là người đàn ông trưởng thành được không hả? Tôi biết cô ấy muốn so tài. Vậy không phải cậu đáng đời sao? Là chính cậu không có nắm chắc cơ hội. Chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành cười nhạo anh. Trang hạo nhiên dơ văn bản tài liệu lên ném anh ta. Tiểu đường bây giờ không thích hợp mang thai. Thời điểm tranh tài, cô ấy phải uống nhiều rượu đỏ, mang thai bảo bảo, đối với cơ thể cũng không tốt. Lần trước là bất ngờ, lần này theo như tính cách hạo nhiên, không thể nào. Lãnh Mặc Hàn Lý giải nói. "Ai?" Trang Hạo Nhiên dựa vào ghế, ánh mắt rất khát vọng mà lóe lên, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có một chú chim nhỏ bay qua, anh cũng khát vọng như vậy, đáng thương nói, "Khi nào thì công chúa nhỏ của tôi mới đến a? À? Bây giờ tôi mà nhìn thấy cô ấy, đã muốn ôm về nhà nuôi." Mấy đàn ông không nhịn được cười mà nhìn anh. Lúc này Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt hơi ngồi dậy, nghĩ đến người xuất hiện đầu tiên là người kia hôm nay đi vào trong đó rồi hả? Anh tức giận hỏi, Lâm Sở Nhai đâu? Hình như, vẫn chưa rời giường, Tô Lạc Hoành nói đến đây, cười đến phát run nói, có thể là tối hôm qua quá mệt mỏi, miệt mài quá độ. Ông đây cũng đã đi làm, anh ta rõ ràng còn dám ngủ nữa. Trang Hạo Nhiên tức giận học bộ dám nói chuyện của chị gái, vừa muốn cầm điện thoại gọi cho Lâm Sở Nhai, rồi lại thấy là điện thoại của bác dịch. Anh sửng sốt một chút, ấn nghe, hỏi, xảy ra chuyện gì? truy phong của tôi không có sao chứ. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trong nháy mắt nhắc mí mắt lên, nhìn về phía anh. Bãi sân ngựa khách sạn Á Châu. Bác dịch mặc ti sớt ngắn tay, quần thường màu đen, ngồi xổm trên cỏ xanh, nhìn ngựa vừa mới đưa tới, truy phong, vừa nhìn về phía bắp đùi của nó bị sưng một mảnh đen thui. Anh ta cầm lấy thủy tinh nhắm ngay vết thương kia phân tích, vừa nói tôi thật sự là thiếu nợ một nhà mấy người rồi đấy, người muốn tôi quản lý, ngựa cũng muốn tôi quản lý nhiều tiền như vậy, xài hết không hả? Nói này, Trang Hạo Nhiên nghe được giọng nói của bác dịch, nhịn không được cười rộ lên, truy phong của tôi thích cậu nhất mà. Bác dịch nghe lời này, lạnh lùng nói cậu luôn luôn nhờ người khác làm việc, không phải ngựa của cậu thích tôi, thì con chuột yêu thích tôi, nếu không, chính là tiểu cường nhà cậu. Sao có thể chứ, tiểu cường không phải là nhà tôi, Trang Hạo Nhiên cười nói. Lãnh mặc hàn nhắc mí mắt lên, nhìn về phía anh hãy chấm dứt việc đó chấm than ngoặc kép bác dịch lạnh lùng nhắm ngay miệng vết thương trên đùi ngựa phân tích mới nói cùng với nọc ong trong người khả hình là giống nhau nói cách khác gần nhà các ngươi nếu như không phải là tình cờ chính là bị ác ý thả ong trong nháy mắt trang hạo nhiên ngồi thẳng người lãnh mặc hàn chậm chạp ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía anh trước tiên cậu không nên gấp gáp để tôi lại rút máu sau khi phân tích và xác định sẽ nói cho cậu biết Bác dịch nói xong, liền ngồi xổm bên cạnh truy phong, mở một cái hộp nhỏ ra, cầm lấy một cái ống kim, sau đó mới nghênh đón ánh mặt trời mãnh liệt, nhắm ngay vị trí vết thương trên đùi ngựa, nhẹ vào đi, lại chậm rãi kéo ống kim lên. Phía trước một trận tiếng cười, hết sức quen thuộc. Bác dịch một bên rút lấy máu ngựa, một bên nghi hoặc ngẩng đầu. Trang ngả lâm đang mặc bộ trang phục kỵ sĩ màu đen, búi tóc lên cao, đeo tấm vải kỵ sĩ, cùng một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh anh Tuấn, đang cưới một con ngựa trắng, nắm chặt dây cương chạy như bay đến phía này. Bác dịch im lặng không tiếng động nắm chặt ống tiêm, chăm chú nhìn trang ngả lâm đang mặc trang phục kỵ sĩ, tư thế hiên ngang oai hung kia, bộ dáng xinh đẹp việt diễm, nhất là lúc dục ngựa lao nhanh, dáng tươi cười dưới ánh mặt trời, rực rỡ giống như đóa hoa mẫu đơn tuyết sắc, trang ngả lâm hoàn toàn di truyền đều tốt đẹp từ cha và mẹ, đẹp đến khiến người hít thở không thông như vậy, nhất là dáng người, càng chọc người bao nhiêu quý tộc thiếu gia đều quỳ gối dưới váy quả lựu của cô trang ngả lâm đang nói tiếng anh nói chuyện phiếm với người đàn ông ngoại quốc đang xuống ngựa nghỉ ngơi nghe được một tiếng rít phía trước cô liền nhịn không được lôi kéo dây cương nhìn về phía trước truy phong nhận ra trang ngả lâm hơi rít gào kêu một tiếng bác dịch đã quay sang cố ý bỏ qua người đàn ông ngoại quốc cầm lấy rút ra một ống máu như một người cầy ruộng ngồi trồm hổm trên mặt đất bỏ vào cái hòm nhỏ kia cái người đáng thương này là người có ân cứu mạng trang gia, nhưng vẫn làm công việc giống như đầy tớ, vẫn không ngại gian khổ, cũng không biết là vì cái gì nha. Trang ngả lâm lạnh lùng nhìn về phía anh. Bác dịch vô cùng cẩn thận đậy nắp hộp nhỏ lại, rồi mới mở cái khác hộp ra, chuẩn bị trị liệu sơ bộ cho truy phong trước. What is heaven Người đàn ông ngoại quốc bên cạnh, nhìn về phía trang ngả lâm, nghi ngờ hỏi. Trang ngả lâm không có lên tiếng, chẳng qua lạnh lùng nắm chặt dây cương, để cho người đàn ông bên cạnh rời đi trước, chính cô lấy cái nón kỹ sĩ xuống, tức giận mà trở mình xuống ngựa, đạp trên bãi cỏ xanh mượt, đè nén lửa giận, cất bước đi đến trước mặt bác dịch, giơ cây roi trong tay lên, nói, không phải lần trước tôi đã nói với anh rồi sao, kêu anh cách xa tôi trăm mét, nếu không, tôi thấy anh một lần, thì đánh anh một lần. Bác dịch coi như không có nghe cô nói, tiếp tục duy trì vẻ mặt thản nhiên, trị liệu miệng vết thương cho truy phong. Cái tên đầu gỗ này, thực CMN chết tiệt. Bên ngoài đường ngục giam trói đến. Trang ngả lâm nặng nề thở phì phò, trừng mắt tên đàn ông đáng ghét này. Từ khi mẹ biết mình và anh ta chia tay, liền nhà cũng không cho về, cô vung cây roi trong tay lên, vừa gõ trên người truy phong. Bác dịch chấn động một cái, có chút cố kỵ ngẩng đầu, nhìn về phía cô, lần trước bị cô đánh một trận, ngực vẫn còn đau. Trang ngả lâm trừng mắt nhìn anh, tức giận nói, anh còn dám ngẩng đầu nhìn tôi. Thấy chị đây, không cút xa chút cho tôi hả? Anh cho rằng lời nói của tôi là gió thổi bên tai à? Bác dịch không nói chuyện, chỉ tiếp tục thản nhiên cúi đầu, cầm lấy nước khử trùng, khử trùng cho truy phong, cái bộ dáng xét đánh cũng không động, là anh không có cách nào. Cuộc đời trang ngả lâm thống hận nhất loại đàn ông này, tức giận đến hàm răng đều ngứa, thật muốn lấy chân đạp lên người anh ta, nhưng trong đầu còn nhớ tới lời nói của mẹ, nếu như con dám động đến một sợi tóc của bác dịch, mẹ sẽ treo ngược con lên. Treo trên cây để phơi nắng Cô nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến lời của mẹ Hận đến hàm răng đều đau xoay người Không muốn nhìn anh một cái Tay kéo cây châm cài sau đầu xuống Để tóc dài gợi cảm xỏa vai mà đi Lúc này bác dịch Mới ngừng động tác Nhìn tư thế oai hùng bóng lưng gợi cảm của trang ngả lâm Hai con ngươi lập lè ánh sáng Không có nói gì Tiếp tục cúi đầu khử trùng cho truy phong Trang ngả lâm tiếp tục tức giận đi lên phía trước nghĩ đến thái độ lạnh lùng vừa rồi của bác dịch nhìn về phía bản thân, tức giận đến trái tim đều vặn chặt cùng một chỗ, mới chịu bước nhanh mà xuất hiện ở chuồng ngựa quay về khách sạn, nhưng trong nháy mắt nhìn về phía 10 con tuấn mã bên trong chuồng ngựa, tất cả đều là nổi tiếng nhất khách sạn Á Châu, loài ngựa tốc độ nhanh nhất, dũng mãnh nhất, trong đầu cô đột nhiên sông lên một ý nghĩ ác độc, lại quay sang, lạnh lùng nhìn bác dịch, vẫn giống như một người đầu gỗ. Ngồi xổm trước ngựa, tiếp tục trị liệu, cô nghiến răng nghiến lợi, nặng nề thở ra hơi xoay người nhìn về phía chuồng ngựa trước mặt nhìn trong chuồng một cái nhíu mày cười lạnh nói tôi sẽ cho anh không nói gì được gì luôn đã chết thì không nói được thôi cô không nói hai lời liền giơ chân lên đạp một cước lên cửa chuồng ngựa phịch một tiếng cửa chuồng bị đá văng con mắt ngựa truy phong hơi nháy nháy rất trùng hợp mà để cho bác dịch trị liệu cho mình rồi lại không hiểu sao mà nghe được phía trước chuyển đến từng đợt âm thanh to lớn nó hơi ngưỡng đầu ngựa nhìn về phía trước, trong nháy mắt tính cách giống như chủ nhân của nó, vèo một cái rút chân bỏ chạy. Trong tay bác dịch vẫn cầm băng gạt, đang muốn băng bó cho nó, nhìn thấy động vật dã man này, giống như tia chớp chạy đi, thời điểm anh đang khó hiểu, quay đầu, nhìn về phía trước. Âm, um, ầm, um, hơn 10 con tuấn mã thế như trẻ tre, trùng trùng điệp điệp giống như bay thẳng mà đến. Mí mắt bác dịch trừng lên, băng gạt trong tay rơi xuống, vẫn không kịp rút chân bỏ chạy, hơn 10 con ngựa, oanh một tiếng, nhanh chóng giơ chân lên phủ lên cơ thể của anh, anh cũng không kịp dãy ruộng, đoán chừng chết ở hiện trường rồi. chương 833, bà Tai Xin cho phép tôi, kết thúc tất cả, lặng lẽ chôn cất quá khứ, mưa gió từ trên biển theo tôi đến đây, mới ở ẩn trong sa mạc này, nên rõ ràng luôn giấu giếm mọi chuyện, tất cả lời nói chỉ có thể im lặng, yêu là sung bái trời đất, a ha thì ra anh cũng ở đây. Một ca khúc tiếng Nhật hoàn mỹ êm tai ư, từ trong bụi cỏ bên cạnh trường đua ngựa truyền đến. Ân Nguyệt Dung mặc bộ váy dài màu hồng phấn ren, cầm một cây dù màu trắng ren, búi tóc được bới cao lên, trong miệng vẫn thản nhiên hát ca khúc êm tai thì ra anh cũng ở đây, bà vừa hát tay vừa vịn hàng rào chắn, cảm giác thành lan can trường ngựa thô ráp, giống như tay rắn chắc của một người đàn ông. Bà mỉm cười, tiếp tục cười hát mưa gió trên biển theo người đến ở ẩn trong sa mạc mọi chuyện rõ ràng, tất cả lời nói. Hai người hầu trẻ tuổi, bưng lấy cả giỏ hoa bách hợp và hoa hồng vừa được hái trong hoa viên trở về, không nhịn được cười ngẩng đầu, nhìn bóng dáng xinh đẹp của phu nhân, khi tâm tình bà có chút khó chịu, sẽ muốn ra ngoài một chút, hát một ca khúc. Rất nhiều chuyện, ân Nguyệt Dung vừa che dù, tiếp tục thản nhiên và lãng mạn mà hát bài hát này, đột nhiên mi mắt trừng lớn, thấy từng con ngựa từ phía trước bay như bay mà qua, có một bóng dáng màu đen, một bên tay chống đỡ lồng ngực, một bên phun máu, tay vịn lan can, cố hết sức đau đớn mà chống đỡ cơ thể đứng lên, trên người dính đầy bụi đất, đầy vết thương, một bên mặt bị sưng đỏ, bên kia ứ màu đen, đáng thương và khó khăn muốn đi lên phía trước. Ánh mắt của bà sáng ngời, như là thấy núi vàng núi bạc vậy, kích động nhìn về phía bác ịch, rất là kích động giống như tiên nữ kêu lên, con rể. Bác dịch mới chịu đựng chống đỡ cơ thể, miệng ho khan, đầy máu, lẫn vào người có chút khó chịu, bước chân tập tĩnh mà đi lên phía trước, nghe được tiếng kêu này, sửng sốt ngẩng đầu. Ân Nguyệt Dung đã nhanh chóng lướt qua chạy nhanh đến trước mặt của anh, vốn là kích động có thể thấy anh ở chỗ này, nhưng sắc mặt khẽ biến thành buộc chặt, nhìn anh từ trên xuống dưới toàn máu và vết thương, lập tức kỳ quái mà duỗi ngón tay ra, chạm nhẹ vào cơ thể anh, hỏi, con, con đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy biến thành như vậy? Bác dịch tràn đầy lửa giận cùng tức giận, nhưng nhìn Trang Phu Nhân, vẫn là tôn kính thở dốc mà kêu Trang Phu Nhân. Anh vừa kêu xong, cả người mãnh liệt ho khan, miệng đầy máu liền nhổ ra. Ân Nguyệt Dung thấy thế, khiếp sợ đến thở hốc vì kinh ngạc, lập tức nhớ tới buổi trưa hôm nay con gái đến trường ngựa chơi, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói cái con nhỏ đáng chết. Mẹ đã nói với nó không được đụng tới một cọng lông măng của con, mà nó lại dám đối với con như vậy. Không biết sống chết, người đâu, lập tức đỡ bác dịch tiên sinh về nhà cho tôi. Không không không, tay bác dịch đè lồng ngực, hơi giơ tay không dám đi rồi không sợ, có mẹ ở đây, con rể. Mẹ biết con bị oan ổn, về nhà, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con. Chấm than ngoặc kép, ân Nguyệt Dung không nói hai lời, lập tức quay người lại, nhìn về phía hai người hầu, nháy mắt một cái. Hai người giúp việc lập tức a à a à à mà đi tới, vịn bác dịch vẻ mặt đần độn cứng rắn đỡ về nhà. Ân Nguyệt Dung phấn khởi vui vẻ mà đứng ở phía sau, nhìn về phía bác dịch, bộ dáng ỉu xìu sống dở chết dở, mi mắt đinh một tiếng, sáng lấp lánh hiện lên, hai tay trong nháy mắt đập vào nhau, cười đến thấy răng không thấy mắt nói, thật tốt. Vì vậy tôi nói duyên phận con người chính là kỳ diệu như vậy. Là của ngươi, sẽ vẫn là của ngươi, chết cũng là của ngươi. Bà nói xong, liền vui vẻ mà nhấc váy lên, hưng phấn mà đi theo sau ở nhà. Chiếc xe Rolls Royce màu bạc dừng trước hoa viên, phòng cho Tổng thống. Trang hạo nhiên nhanh chóng đi xuống xe, một bên vừa cởi áo vét màu trắng ném cho người giúp việc, một bên nhanh chân vội vàng đi vào phòng khách hỏi di lý di lý bác dịch đâu đang ở trong phòng của cô hai di lý nhanh chóng nói trang hạo nhiên không nói hai lời liền khẩn trương mà chạy vào trải qua thật dài quay về khuếch trương đi vào phòng khách bên trái phịch một tiếng đẩy cửa phòng chị gái ra trong nháy mắt thấy bác dịch mặc t-shirt và quần tây màu đen trên người trên mặt tất cả đều là vết thương cứng nở mà nằm trên giường tơ màu xanh nhạt của chị gái ngửi được một mùi hương tao nhã trong phòng nhưng nháy mắt đối diện với đôi mắt gấu trúc màu đen, thấy anh ta đang chịu đựng bác sĩ thoa thuốc cho anh. Phốc, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười rộ lên. Bác dịch nghe được tiếng cười, lập tức tức giận mà quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, cất bước đi lên phía trước, vừa rồi lúc chạy qua đây, cũng đã nghe mẹ nói anh là anh ta bị ngựa đạp, vội vàng biểu lộ quan tâm, nói: "Anh có khỏe không?" Bác dịch nghiến răng nghiến lợi mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, khó trách cha cậu nói cậu là súc sinh. Nhìn xem cậu cũng nuôi súc sinh, truy phong không có lương tâm, thấy ngựa sông lại, nó rõ ràng rút chân bỏ chạy. Cũng không biết truyền tin một cái. Ha ha ha, Trang Hạo Nhiên không nhịn được ngồi ở bên giường, cười đến cơ thể phát run. Đang thoa thuốc vào cánh tay bác sĩ và y tá, cũng cười. Còn cười, bác dịch lại tức giận mà muốn ngồi dậy, đánh anh ấy. Được rồi, được rồi, không nên tức giận. Trang hạo nhiên không nhịn được cười nhìn bộ dáng của bác dịch, trên mặt hơi thu lại, thiệt tình nói, chị của tôi có thể là rất thích cậu. Bác dịch nhắc mí mắt lên, tức giận chừng anh. Nếu như chị ấy không thích cậu, cũng không thả ngựa đạp cậu. Trang hạo nhiên cố ý nói. Có ý gì hả? Bác dịch lửa giận ngút trời kêu lên. Nếu như chị ấy thật sự chán ghét cậu, thì chị ấy sẽ tự mình động thủ. Chị ấy mà tự động thủ, cậu có chín cái mạng cũng không đủ sống. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói, người một nhà đã cười đến phát run. Bác sĩ gia đình đang cộng thuốc, cũng cười rộ lên nói, chuyện này tôi có thể làm chứng, tháng trước na thiếu ra muốn ăn đậu hũ của cô ấy, bị cô ấy đánh đến bây giờ còn chưa xuống giường được. Cô ấy là một cái thô lỗ, ác độc, phụ nữ không có giáo dục. Thả ngựa đến đạp người, loại chuyện này đều làm được. Cậu nói tôi sao có thể ở cùng một chỗ với cô ta bác dịch tức giận nghiến răng nghiến lợi nói. Trang hạo nhiên hít mắt nhìn về phía bác dịch, không nhịn được bảo vệ chị mình, cách chăn vỗ một cái lên bắp đùi của anh ta, mới cười nói cậu thực sự không thích, vậy tại sao vẫn cùng chị ấy nằm trên một cái giường còn ôm nhau nữa? Cậu cho rằng chị tôi đã quên mối tình đầu ở nhà trẻ à? Chị ấy chỉ yêu có một lần, luôn chờ người đàn ông kia, thẳng đến khi cậu xuất hiện. Không biết xấu hổ hả? Chị ấy không phải là một người tùy tiện, mặc dù thoạt nhìn, là có chút tùy tiện. Bác dịch nghe lời này, vẫn không thể hả hận, tức giận nói, mặc kệ hình dáng ra sao. Tùy tiện đánh người như vậy, tương lai ai nguyện ý ở chung với cô ta. Nói đùa, chấm than ngoặc kép, vẻ mặt trang hạo nhiên tràn đầy kiêu ngạo mà chống hai tay lên tấm đẹp nhướng mày lên nhìn về phía bác dịch cười nói, người theo đuổi chị tôi, ở khắp quốc gia cũng có thể tạo thành một nước đó. Có bao nhiêu người quỳ gối dưới váy của trang ngả lâm, bị chị tôi đánh chết cũng cam tâm tình nguyện chị em nhà cậu thật là tự luyến qua chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình tới trình độ cao nhất rồi chấm than ngoặc kép bác dịch tức giận nói ngoài phòng truyền đến giọng nói con cút vào đây cho mẹ làm gì chứ con bận rộn lắm cơm chưa còn chưa có ăn chấm than ngoặc kép trang ngả lâm mặc t-shirt màu trắng có thắt lưng váy dài màu đen bồng bềnh một đầu tóc quăn vẻ mặt tràn đầy giận ôm vai đi vào phòng của mình liếc nhìn bộ dáng sống dở chết dở của bạc dịch trên mặt đều là đen tím xanh, mi tâm cô nhảy lên, lập tức không nói gì nữa. Đôi mắt ân nguyệt rung lóe lên, cũng ôm vai nhìn con gái, giận dữ nói, mẹ đã nói với con, mà ba con cũng cảnh cáo con. Không được đụng tới một cọng lông măng của bác dịch, con dám không nghe lời của mẹ. Con không có đụng anh ta, là ngựa đạp anh ta đó, chuyện này thì có liên quan gì tới con. Trang ngả lâm cũng tức giận nhìn về phía mẹ, nói, mẹ chỉ nói là, con không được động tới anh ta, lại không có nói con không thể thả ngựa động đến anh ta mà cô bác dịch nghe lời này tức giận muốn ngồi dậy vừa muốn nói cô ai biết lồng ngực lại một trận đau đớn bác sĩ và y tá vội vàng đỡ anh hơi nằm xuống con còn dám trả treo với mẹ sắc mặt ân nguyệt dung tức giận khuôn mặt tức đến đỏ bừng quát con quỳ xuống cho mẹ trang hạo nhiên giật mình ngồi dậy có chút khẩn trương mà nhìn về phía chị gái nhìn cái gì mà nhìn móc mắt em ra bây giờ chấm than ngoặc kép trang ngả lâm vừa muốn đi qua tóm lấy em trai một bóng dáng màu tím trong nháy mắt bay tới nhẹ nhàng ngăn bên cạnh giường cô khẽ giật mình vậy mà thấy điệp y giống như u linh đứng ở một bên kiêu ngạo lập tức sập đổ quỳ xuống ân nguyệt dung tức giận kêu con gái trang ngả lâm không có cách nào hai mắt lập lòe đành phải mạnh mẽ thở dài kéo váy lên quỳ gối trên mặt thảm khuôn mặt không tình nguyện bác dịch nửa nằm ở trên giường, trầm mặc mà nhìn cô. Bác dịch người ta ưu tú như vậy, sao có thể coi trọng con? Nó và con chia tay là nên đúng. Chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung tức giận đứng ở trước mặt của con gái, nói, bình thường thật là dung túng con đã quen, dám thả ngựa đạp người như vậy. Nếu lỡ đạp chết rồi sao, làm sao hả? Thật là tức chết mẹ, điệp y, đánh nó một bà tai cho tôi, hung hăng mà đánh. Trang hạo nhiên khẽ giật mình, Cội nhìn chị gái. Bác dịch cũng có chút không tin mà nhìn về phía trang ngả lâm, không có cho rằng điệp y dám đánh cô. Nhưng điệp y không nói hai lời, rất nhanh bước tới, trong nháy mắt liền vận công, mãnh liệt nâng bàn tay lên, hướng trên mặt trang ngả lâm, bốp một tiếng, nặng nề tát lên mặt cô. Khuôn mặt trang ngả lâm lệch qua, miệng lập tức tràn máu. Trong nháy mắt bác dịch sốc chăn lên, khẩn trương mà nhìn. Điệp y lại mặt lạnh, nghe theo lời nói của phu nhân, lại giơ lên tay, hướng trên mặt cô chủ, lại ngoan lệ tát thêm một bạt tay. Này này này, đừng đánh, lần trước ông đánh chị ấy một bạt tay, nửa tháng chị ấy đã không nghe được gì. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đau lòng bước lên trước, muốn giữ chặt tay Điệp Y, sốt ruột nói. Điệp Y không đợi Trang Hạo Nhiên tới đây, người đã giơ tay lên, lấy mười thành công lực, hướng trên mặt của cô, bóp một tiếng hung hăng nặng đánh qua. Trang ngả lâm mặt lại lệch qua bên trái, khóe miệng lại tràn máu. Đừng đánh nữa, chấm than ngoặc kép, bác dịch lập tức chống đỡ cơ thể, vội vàng đau lòng mà nhảy xuống giường, bổ nhào vào trước mặt trang ngả lâm, đều muốn đưa tay nâng khuôn mặt bị đánh sưng của cô. Nhưng vẻ mặt trang ngả lâm phẫn nộ, khóe miệng cắn máu, một tay đẩy anh ta ra, nói, ai cần anh nhiều chuyện. Tôi bị người ta đánh, liên quan gì tới anh đâu. Bác dịch nhất thời ngã trên mặt đất, nóng mắt mà nhìn về phía cô chương 834, không thể cùng một chỗ. 3, 3, 3, 3, 3, chấm than ngoặc kép, phòng ngủ xa hoa, ấm áp, chuyên gia từng đợt âm thanh nhức tai. Điệp y thừa dịp thiếu ra bị phu nhân ngăn cản, không nói hai lời, liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp, nháy mắt một cái, tiếp tục tát cho trang ngải lâm mấy cái trên mặt, ba ba, 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 ba mấy cái tát này còn nặng hơn mấy cái tát trước. Hai má của trang ngải lâm tê tê, khóe miệng chảy máu, nhưng vẫn như cố cắn răng chỉ có hừ một tiếng đừng đánh chấm than ngoặc kép bác dịch thực sự không chịu được đẩy vệ sĩ ra muốn đi qua đỡ trang ngải lâm lên cút chấm than ngoặc kép trang ngải lâm ngẩng đầu lên nhìn anh ta chừng chừng không muốn anh ta thương hại người phụ nữ này mặt đã sưng thành như vậy còn không biết hối lỗi chấm than ngoặc kép bác dịch lại muốn đi qua đẩy điệp y ra muốn nâng cô đứng dậy tránh ra Chấm than ngoặc kép, Trang Ngải Lâm lại tức giận đẩy anh ta ra, gầm lên. Bản tiểu thư tuyệt đối không muốn cái loại người từ chối tình cảm của người khác qua đây giúp đỡ tôi. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa. Cô nói xong, liền lau vết máu trên miệng, không nói hai lời liền đứng lên, lê chân bước ra bên ngoài. Bác Dịch hơi ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô. Nha đầu thối, tính cách không thay đổi. Chấm than ngoặc kép, Ân Nguyệt Dung quay mặt sang cũng nhìn con gái đi ra ngoài ra, tức giận đến mức sắp nứt lồng ngực, lại nhanh chóng quay mặt sang, nhìn về phía bác dịch đồng cảm, đáng thương nói, con rể, con không nên tức giận, con nhóc chết tiệt kia chính là như vậy, bị ba nó chiều thành hư rồi. Không cần lo lắng, mẹ sẽ tiếp tục quản giáo, đến đây, nằm trên giường, đừng để ý tới nó, ở nhà của mẹ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Trang hạo nhiên vẻ mặt không nói gì nhìn mẹ. Trang phu nhân, bác dịch trong đầu vẫn còn hình ảnh trang ngải lâm mới vừa rồi bị đánh sưng mặt cố chống chịu thân thể khó chịu có chút sốt ruột nói cháu cháu thấy ở chỗ này có chút bất tiện nếu như ngải lâm trở về bác không nên đánh cô ấy chuyện này cứ như vậy cho qua đi không ân nguyệt dung nhìn về phía bác dịch đau lòng giống như mình sinh ra vậy quan tâm nói cậu bị thương thành như vậy đều là lỗi của ngải lâm nhà bác cậu có thể đi được đâu bác vừa hỏi qua thầy thuốc Nói cậu phải nghỉ ngơi ít nhất 18 ngày. Nếu như cậu đi, bảo bác làm sao mà chịu nổi? Bảo toàn gia đình bác làm sao mà chịu nổi? Cậu yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không dung túng con nhóc chết tiệt kia. Đến đây, nằm xuống đi. Phu nhân, bác dịch tay giữ chặt lồng ngực, có chút khẩn trương nhìn bác gái. Nằm xuống, Ân Nguyệt dung nhiệt tình đỡ bác dịch nằm xuống giường, kéo một cái chăn mềm của con gái cho cậu ta đắp lên, mới trấn an nói cậu yên tâm. Con nhóc chết tiệt kia tuyệt đối không dám trở về, nếu nó trở về một lần bác sẽ bảo điệp y đánh nó một lần. Cậu yên tâm ở đây mà tính dưỡng. Bác dịch nằm ở trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện Trang Ngải Lâm bị đánh sưng mặt, lại nhớ lại câu nói của cô, tôi tuyệt đối không muốn cái loại từ chối tình cảm của người khác, qua đây thương hại tôi. Ân Nguyệt Dung nhìn bộ dáng này của cậu ta, ánh mắt lập tức có chút cười, nói cháu nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay chủ tịch trở về, bác bảo ông ấy chơi cờ cùng cháu, chúng ta đi ra ngoài trước, không quấy rầy cháu nữa. Trang hạo nhiên một bộ dạng khó hiểu nhìn mẹ. Xúc sinh, còn không đi ra cho mẹ. Sau này mẹ nhìn thấy truy phong, cũng muốn đánh nó hai bà tai. Xúc sinh sinh ra xúc sinh, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung nói cho hết lời, liền kéo con trai đi ra ngoài. Bác dịch không có cách nào, đành phải dựa vào giường, nhìn ân nguyệt dung kéo trang hạo nhiên cùng đi ra ngoài, chỉ còn thầy thuốc cùng hộ sĩ tiếp tục bôi thuốc cho mình sắc mặt của anh hơi lờ mờ, kìm lòng không được quay mặt sang, nhìn thấy bàn trang điểm bên cạnh giường có bức ảnh, trang ngải lâm mặc áo lưng đen, váy dài màu trắng, tóc xóa, đứng ở dưới cành cây anh đào, nhìn về phía ống kính, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ thần thái phấn chấn. Hai mắt của anh lấp lánh, nhìn về phía cô bé này, không lên tiếng. Ngoài cửa, mẹ, có phải là muốn như vây hay không? Vì con rể mà con gái cũng không muốn. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ, đau lòng cho chị gái nói. Ta vì con dâu, con gái cũng không cần, chấm than ngoặc kép, ân nguyệt dung nói cho hết lời, vươn tay chọc vào chán anh, nói anh là người không có tiền đồ, không làm cháu của mẹ xuất hiện. Anh còn không nắm chắc thời gian đưa khả hình trở về cho mẹ, mẹ dạy bảo anh tựa như dạy bảo chị anh vậy. Một trong hai người không thể để cho mẹ an tâm một chút được sao? Bà không nói hai lời, liền ôm vai xoay người bước đi. Trang hạo nhiên nghe lời này, nhìn bóng lưng đi xa của mẹ, nhớ tới đường khả hình cả buổi trưa cũng không nghe điện thoại, tim của anh liền cảm thấy căng thẳng, lấy điện thoại di động ra, bấm số di động của cô, khẩn trương nghe. Chuông điện thoại kéo dài vang lên, đô, 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 số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô ấy rốt cuộc bị làm sao mà không nghe máy, chẳng lẽ bận thế sao? Trang hạo nhiên trong nháy mắt nắm di động, kỳ quái kêu lên, Lúc buổi trưa, trong quán ăn, vài vị khách dưới một chút thịt bò lên trên, đảo một thìa ớt, trộn đều lên ăn. Chủ quán có chút quen thuộc, kỳ quái và nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ thủy tinh đối diện với mẹ con nhà kia, nhất là người con gái, từng có thân hình gầy gộc, bây giờ đã trở nên duyên dáng yêu kiều như vậy, phong thái lôi cuốn người, bà thực sự kinh ngạc, nghĩ lại mình đã từng nói rất nhiều lời sỉ nhục mẹ con nhà họ. Đường khả hình ngồi im lặng ở trên bàn cơm, mỉm cười nhìn về phía mẹ, Lý Tú Dung mặc một chiếc áo sơ mi có cùng một cái váy rộng rãi màu đen, trên mặt lại có vẻ tiêu tụy hơn mấy phần so với lúc trước, hai chồng mắt mang vẻ u buồn, đau lòng mà nhìn con gái. Nghỉ tới đây, chủ quán bê ra bát mì thịt bò cực lớn, một bát đặt ở trước mặt Lý Tú Dung, một bát đặt ở trước mặt Đường Khả Hinh, thậm chí nhìn cô, khuôn mặt nở nụ cười tươi nói, cô chính là người con gái kia đấy a. À. Ôi, thay đổi thật nhiều đấy. Đường Khả Hinh chỉ là nhàn nhạt ngồi mỉm cười lại im lặng không lên tiếng. Lý Tú Dung cũng chỉ liếc nhìn, không nói lời nào. Chủ quán cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, liền mang khay rời đi. Ăn đi, mẹ nhớ ngày trước con đặc biệt thích ăn mì thịt bò ở đây, nhưng bởi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên luôn luôn ăn chịu. Chủ quán vốn dĩ bản tính tốt, cho nên dù cho chủ quán có thái độ với mẹ con ta như thế nào hay cười nhạo ra sao thì mẹ vẫn cảm kích bà ấy. Đường Khả Hinh mỉm cười cầm chiếc đũa lên, chọc vào bát của mẹ, nhẹ nhàng quấy, nhìn ớt hồng dầu cùng thịt bò còn có vừng, quấy đều lên, ngửi mùi thơm, cô có chút vui mừng nói, mùi vị vẫn không thay đổi. Lý Tú Dung lại nhìn cách ăn mặc của con gái, mặt toát lên vẻ lịch sự nhã nhận có chút trưởng thành, cử chỉ nho nhã, đặc biệt là cô gái đáng yêu, lòng của bà lại tràn đầy nỗi lo, không biết nên nói cái gì. Ăn đi, mẹ con ta khó có dịp được gặp nhau như thế này. Đường Khả Hinh có chút đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía mẹ, Lý tú dung nghe lời này, hai chồng mắt lấp lánh, liền cầm chiếc đũa, gắp mì lên, trầm mặc ăn. Nghe nói anh trai thỉnh thoảng cũng tới thăm mẹ, đúng không? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ, có chút quan tâm hỏi. Lý tú dung trầm mặc gật đầu. Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn mẹ. Trước đây mẹ luôn luôn rất thiên vị anh trai con, không chỉ một lần nghĩ tới muốn cùng anh trai cùng nhau sống qua ngày. Thế nhưng trải qua việc này, mẹ cũng không có ảo tưởng nó qua thăm mẹ chỉ có nước mắt nhìn. Chị dâu con có con, có thể là vì mới làm cha nên hiểu được làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì, chắc có chút giác ngộ. Lý Tú Lan vừa ăn mì, cười khổ nói, trái lại trước đây mẹ vẫn chưa từng yêu thương con gái của mình theo đúng nghĩa, mười mấy tuổi đã phải ra ngoài kiếm tiền, rồi còn gửi tiền cho mẹ, tìm cho mẹ một công việc tốt, còn nhờ người giúp đỡ mẹ. Đã nhiều năm như vậy, mẹ cũng không có làm cho con một bữa cơm nào, nhưng con vẫn biết điều, hiểu chuyện như vậy Đường Khả Hinh yếu ớt nhìn mẹ, Lý Tú Dung ngẩng đầu, nhìn về phía con gái, cười khổ nói, "Khả Hinh của mẹ đã trưởng thành rồi, nhưng mẹ không xứng làm mẹ của con." Đường Khả Hinh nghe lời này, lại cười rộ lên, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm tay của mẹ, thật tình nói, "Mẹ còn nhớ, con đã từng muốn giới thiệu một người bạn trai của con cho mẹ xem không?" Lý Tú Dung hai tròng mắt có chút di chuyển nhìn con gái, nói có. "Nhớ, nhưng mà đêm hôm đó các con không có tới." Vâng, đường khả hình nhìn về phía mẹ, cười rộ lên nói, bọn con có chút việc, cho nên không thể đến được. Mấy ngày nay con nghĩ muốn dẫn bạn trai về cho mẹ xem. Hy vọng mẹ có thể thích anh ấy. Lý Tú Dung có chút kích động nhìn về phía con gái. Lúc này, hai mắt của đường khả hình đã có chút hồng, nhìn về phía mẹ, mỉm cười nói, mẹ, có đôi khi có một số chuyện trong quá khứ cũng nên quên đi, không nên nhắc lại nữa thì sẽ không còn thương tâm khổ sở, con chỉ hy vọng mẹ có thể làm được chuyện này, mẹ mãi mãi là người mẹ mà con yêu nhất." Lý Tú Dung hai mắt rưng rưng nhìn con gái. "Hôm nay, không phải con không có khả năng mời mẹ đến chỗ sang trọng ăn cơm, nhưng mẹ con ta hiếm có dịp gặp nhau vì vậy con chọn chỗ mà mà mẹ con ta đã có nhiều hồi ức vui vẻ." Đường Khả Hinh xúc động nhìn về phía mẹ, mỉm cười nói, "Con người có thể làm lại rất nhiều chuyện, nhưng sinh mạng con người không thể làm lại, cha mẹ sống vui vẻ." khỏe mạnh chính là niềm vui lớn nhất đối với con gái. Tương lai con sẽ chăm sóc cho mẹ, mẹ yên tâm. Lý Tú Dung thở dốc, kích động nhìn về phía con gái. Đừng khóc, đường khả hình rất sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ, vội vã vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt mẹ, nói, nhanh ăn đi, mì lạnh ăn không ngon đâu. Được, được, Lý Tú Dung cũng vội vàng lau nước mắt trên mặt mình, khịt mũi, cầm chiếc đũa lên, gắp mì lên tiếp tục ăn đường khả hình trầm mặc đau lòng nhìn về phía mẹ con gái đã trưởng thành biết một số chuyện muốn nói nhưng lại thôi không muốn mẹ lại phải u sầu lo lắng thêm nữa cô thở dài một hơi ngăn cho nước mắt không rơi gắp mì ăn lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ cười nói mẹ con muốn hỏi mẹ một chút chuyện con hỏi đi lý tú dung nhìn về phía con gái cười nói đường khả hình trầm mặc một lúc mới nhìn mẹ thăm dò nói gần đây con làm việc ở hoàn cầu thỉnh thoảng nghe được một số thành tích của cha trong quá khứ, con thấy mối quan hệ giữa hoàn cầu và cha rõ ràng rất tốt, thế nhưng vì sao, về sau cha lại dính líu tới tội danh tham ô vậy? Con không tin cha đã làm như vậy, mẹ có biết một chút gì về chuyện này không? Lý Tú dung tay lập tức run lên, đột nhiên khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về con gái nói con. Con, sao con đột nhiên hiếu kỳ về chuyện của cha con như vậy? Con, con, đường khả hình nhất thời khó nói, Vốn muốn nói ra chuyện của Trang Hạo Nhiên, nhưng vẫn nhịn xuống, nhìn mẹ vội vàng nói con chỉ là, cảm thấy cha con sẽ không làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ có bí mật gì không thể cho ai biết sao ạ? À? Sắc mặt Lý Tú Dung tái nhợt nhìn con gái. "Mẹ, Đường Khả hình khẩn cấp nhìn mẹ, nói con ở hoàn cầu lâu như vậy, vẫn nghe lời cha, không nói đến tên và thân phận của cha, thế nhưng tương lai con ở hoàn cầu, cơ hội phát triển ngày càng cao, con muốn biết sự thật về chuyện này để con an tâm." Cha, cha con không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Hoàn Cầu." Chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung hai mắt run run rơi lệ, nhìn Đường Khả Hinh nói, ông ấy vì Hoàn Cầu phải trả một cái giá quá lớn. Ông ấy không có tham ô. Nguyên nhân là gì ạ? À? Chẳng lẽ cha bị người khác hãm hại? Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ Khẩn Trương hỏi, cha con ở Hoàn Cầu không có kết thù kết oán với bất kỳ người nào sao? Vụ hỏa hoạn lớn kia. Phịch. Bát thịt bò phịch một tiếng rơi xuống mặt đất nước canh vẩy lên người Lý Tú Dung. Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khẩn trương ngồi xổm trước mặt Lý Tú Dung, cầm khăn tay lên, muốn lau cho mẹ. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Tú Dung ánh mắt lóe ra, trong đầu thoáng qua nhớ lại vụ hỏa hoạn lớn kia, tiếng giống giận dữ, một thân ảnh trong quán, từ phía sau phòng bếp trốn đi, tay cô run run rẩy rẩy che chặt lồng ngực, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Mẹ, có phải mẹ biết chuyện gì hay không? Đường khả hình nhìn về phía mẹ, trong lúc nhất thời khẩn trương hỏi. Không, không, mẹ, mẹ chỉ là nhớ lại chuyện trong quá khứ có chút rối loạn. Lý Tú rung run run rẩy rẩy, nuốt nước bọt ở cổ họng có chút nặng nề, không dám nói chuyện. Đường khả hình nghi ngờ nhìn mẹ. Lý Tú dùng hai mắt run rẩy sợ hãi, nói cũng nói không nên lời. Mẹ, mẹ có chuyện gì, nói cho con đi. Con gái van cầu mẹ, chuyện này đối với con rất quan trọng, có bí mật, không nên giấu đi. con muốn biết năm đó hoàn cầu xảy ra chuyện gì. con muốn biết. đường khả hình khẩn trương nói với lý tú dung. tần gia là tần gia. chấm than ngoặc kép lý tú dung khẩn trương nhìn con gái nói là tần gia. tần gia muốn hại cha con nhưng là bọn họ không thể thực hiện được. tần gia đường khả hình không thể tưởng được nhìn về phía lý tú dung. nếu mày nói chuyện này liên quan tới tần gia sao? tần gia nắm giữ bí mật của tưởng gia cho nên nhà bọn họ vẫn có thể hống hách được nhưng tần gia vẫn bất mãn cách làm của cha con thực ra mẹ vẫn hoài nghi một việc lý tú dung hai mắt rưng rưng nhìn về phía con gái nói về sau cha con gặp chuyện không may mẹ cảm giác tưởng lão gia và tần gia có liên quan đường khả hình hai mắt lóe ra nghe thấy mẹ nói như thế liền mang theo vài phần thăm dò tính hỏi mẹ nếu như con cùng với trang thiếu gia trang hảo nhiên yêu nhau mẹ có đồng ý không Lý Tú Dung trong nháy mắt ngẩng đầu, trái tim bỗng nhiên dạn nứt, kịch liệt sợ hãi kêu lên, không được. Vì sao? Đường Khả Hinh nhất thời tuyệt vọng nhìn về phía Lý Tú Dung, hai mắt rưng rưng kêu lên, vì sao? Vì sao mẹ và cha cùng phản đối vậy? Dù sao các con không thể yêu nhau, tuyệt đối không thể yêu nhau. Chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung nhất thời kích động nhìn về phía con gái, kêu lên, con hãy đồng ý với mẹ, con không thể cùng một chỗ với nó. Tuyệt đối không được. Mẹ, chấm than ngoặc kép đường khả hình cũng kích động kêu lên hai mắt dương dương nói có thể nói cho con biết nguyên nhân được hay không ạ nói cho con biết nguyên nhân đi con thực sự bị ép đến phát điên rồi con muốn điên rồi con thích anh ấy con yêu anh ấy hai người cùng phản đối nói cho con biết nguyên nhân nói cho con biết tại sao đối với con như vậy chẳng lẽ con cùng với anh ấy có quan hệ huyết thống trừ lý do này ra con vì sao không thể cùng một chỗ với anh ấy chấm than ngoặc kép, chương 835. Bốp, một cái tát vang lên. Toàn bộ người trong tiệm mì, tất cả đều sửng sốt ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát đất bên cạnh. Mặt đường khả hình nghiêng qua một bên, nước mắt rơi xuống, thở gấp, trong nháy mắt không thể tin nổi mà nhìn về phía mẹ cô. Sắc mặt Lý Tú Dung tái nhợt giơ tay, sững sờ nhìn về phía con gái. Mẹ, 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 mẹ đánh con, đường khả hình đau lòng buồn bã nhìn về phía mẹ cô, cố nén đau đớn và khổ sở, nghẹn ngào nức nở nói, mẹ đánh con. Đôi mắt Lý Tú Dung tràn nước mắt khổ sở nhìn về phía con gái, nghẹn ngào bất đắc dĩ nói, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, con cũng không thể ở chung một chỗ với cậu ấy. Tuyệt đối không được, mẹ biết hạo nhiên, đứa bé kia rất tốt, từ nhỏ mẹ cũng thương yêu nó. Nhưng nó không thể ở chung một chỗ với con. Anh ấy là anh con sao? Là anh ruột con hả? Đường khả hình ở trước mắt nhiều người trực tiếp hỏi, đứng ở trước mặt mẹ con, tùy ý nước mắt chảy xuống, đau đến giống như bị xé nứt nói, mẹ nói cho con biết, chẳng lẽ anh ấy là anh con? Chẳng lẽ mẹ và Trang gia có quan hệ gì đó? Vì vậy cha ở tù, mẹ cũng không có đi thăm cha. Con, sao con có thể nói như vậy? Tim Lý Tú Dung đau nhói, lại giơ lên tay, nặng nề đánh lên mặt cô. Mặt đường khả hình lại lệch qua, nước mắt rơi xuống, đột nhiên cô cười lạnh, thật là sắp điên rồi, quay đầu nhìn về phía mẹ, kích động khóc lớn tiếng nói chẳng lẽ không đúng sao? Trong ấn tượng của con đến nay, trước khi cha ở tù, luôn dịu dàng yêu thương che chở mẹ. Thế nhưng mẹ nói quay người liền xoay người. Ông ấy ở trong đó đau khổ không nơi nương tựa lâu như vậy, mà mẹ chưa từng đến nhìn ông một cái, con luôn hoài nghi quan hệ của hai người. Chẳng lẽ thật sự mẹ có bí mật gì đó không thể cho ai biết? Những lời con vừa nói đều là giả dối, quan hệ tình thân mà nói đều là giả dối mẹ biết con luôn hận mẹ, khi còn bé không yêu thương con, lớn lên cũng không để ý tới con. Con nghi ngờ mẹ không phải là mẹ ruột của con, chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung rơi lệ đầy mặt nói, con luôn nghi ngờ mẹ không phải mẹ ruột của con. Con đã từng nghi ngờ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình rơi lệ mà kêu lên, con rõ ràng là sinh tháng 3 mà, nhưng trong giấy chứng minh của con N lại là tháng 7. Nói cho con biết, đây là tại sao? Lý Tú Dung giật mình mà nhìn về phía con gái, chẳng qua là nước mắt càng chảy xuống. Nói cho con biết, đây là tại sao, đường khả hình nhìn về phía mẹ cô, không để ý tới khóc kêu lên, đối mặt với cuộc sống như vậy con mệt lắm rồi. Hai người mẹ và cha, một người ở trong tù, một người ở bên ngoài, mang đến đau khổ nhất cho con, chính là tình cảm của hai người. Con không thể tin, đã từng là vợ chồng yêu sâu đậm như vây, tại sao nói bỏ liền bỏ chứ? Tại sao vô tình như vậy? bởi vì chuyện này con đã từng nghi ngờ có phải mẹ có phải mẹ ruột con không mẹ có biết một đứa nhỏ chỉ có mấy tuổi thấy cha mẹ mình chia tay có bao nhiêu tổn thương không bây giờ hai người lấy thân phận tình thân dùng để phản đối cuộc sống của con tình yêu của con đối với con nó tàn nhẫn như thế nào hai người có biết không con căn bản cũng không có cách rời khỏi anh ấy mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì xin hãy cho con biết lý do mẹ không đi gặp cha con là vì mẹ hận ông ấy chấm than ngoặc kép lý tú dung đột nhiên nói đến đây sắc mặt cứng ngắc run rẩy khóc nói đường khả hình trầm mặc rơi lệ mà nhìn về phía mẹ mẹ hận ông ta mẹ hận ông ta chấm than ngoặc kép vẻ mặt lý tú dung nghiến răng nghiến lợi nói mẹ dựa vào cái gì mà hận cha con cha con làm chuyện gì có lỗi với mẹ sao mẹ dựa vào cái gì mà hận ông ấy đường khả hình nhìn về phía mẹ kích động khóc gào to con đi hỏi ông ta đi, tại sao mẹ hận ông ta, tại sao mẹ lại hận, chấm than ngoặc kép, Lý Tú Dung nói xong, liền run rẩy kích động rời khỏi. Mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình kích động lại nhìn về phía mẹ, rơi lệ kêu lớn, không cần đối với con như vậy. Con đi tới ngày hôm nay thật không dễ dàng, con không muốn rời khỏi anh ấy vì bất cứ lý do gì. Con không muốn, trừ phi anh ấy là anh ruột của con. Lý Tú Dung quay sang, kích động nhìn về phía con gái, nghẹn ngào nước nở nói, con vì tình yêu, nghi ngờ mẹ, nghi ngờ tình cảm mẹ dành cho, đây chính là con gái tốt của mẹ. Con vẫn nghĩ con không phải con ruột của mẹ phải không? Được, mẹ cho người con, của thật con sinh tháng ba đó, con không phải là con gái của mẹ. Trái tim đường khả hình phát lạnh, nhìn về phía mẹ đau lòng mà hét to, đến cùng mẹ có không để ý tới sự đau khổ của con không? Con phát điên mà tha thứ, con phát điên mà cầu nguyện, cầu nguyện thân thể hai người luôn khỏe mạnh hạnh phúc vui vẻ lại tàn nhẫn nói đó là anh trai con con mệt mỏi cố gắng lắm mới có được như bây giờ sao mẹ có thể tàn nhẫn mà nói những lời như vậy nhiều năm như vậy con luôn soi gương tìm điểm giống nhau của con và mẹ mẹ có biết cốt nhục tình thân đối với con quan trọng như thế nào không tại sao mẹ phải đối xử với con như vậy mẹ không thể vì ngăn cản con mà nói dối làm tổn thương con chuyện này với con mà nói quá tàn nhẫn. Lý Tú Dung đau khổ rơi lệ nhìn về phía con gái nói, sai lầm lớn nhất của mẹ, chính là quen biết với cha con, nghe theo lý tưởng và tín ngưỡng của ông ta, dẫn đến mọi chuyện của con và anh trai con như vậy. Trong mắt của ông ta, căn bản cũng không có con và anh con. Ông ta vốn không coi con ra gì. Không được nói cha con như vậy, mẹ không có tư cách mắng cha như vậy. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình run rẩy kích động nói lý tú dung đau lòng mà nhìn về phía con gái nói con hãy nhìn kỹ người cha tốt của con một cái ông ta ở tù nhiều năm như vậy con hỏi ông ta một chút tại sao ông ta ông dám nói tới mẹ ông ta căn bản cũng không có tư cách nói đến mẹ ông ta là người ích kỷ từ đầu đến cuối đều ích kỷ như vậy con hận mẹ đường khả hinh nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mẹ con cứ hận đi chấm than ngoặc kép Lý Tú rung lòng như đau cắt nhìn về phía con gái nói, mẹ cũng không trông chờ vào tình mẹ con giữa chúng ta nữa, còn có tình cảm gì nữa chứ. Nhưng mà mẹ vẫn cảnh cáo con, con tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với Hạo Nhiên, nếu không, mẹ sẽ nói cái bí mật này cho người khác biết, mẹ sẽ khiến nó suốt đời cũng không trở mình được, sống không bằng chết. Con hận mẹ, chấm than ngoặc kép, đường khả Hinh lại nhìn mẹ cô, kích động hét to, là người đàn ông này, không để ý tính mệnh cứu con trở về từ quỷ môn quan, Mẹ dựa vào cái gì mà tổn thương anh ấy? Dựa vào gì hả? Lý Tú Dung cười lạnh nói, nếu như con dám tiếp cận nó, mẹ sẽ bất chấp tất cả mà nói ra bí mật này. Con cứ thử xem. Trong tai cứ ong ong, bà nói xong, lập tức quay người. Đường khả hình nhìn bóng lưng rứt khoát kia của mẹ, tâm chợt phát lạnh, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Lý Tú Dung không nói hai lời, bước nhanh vượt qua đèn xanh đèn đỏ trước đường cái, vừa lau nước mắt bên cạnh vừa giận dữ mà đi về phía trước mẹ, đường khả hình đột nhiên lao ra đường cái, mặc kệ chiếc xe trong nháy mắt thắng gấp trước người cô. đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc lớn hơn nữa gọi mẹ. lý tú dung sướng sở đứng ở bên cạnh đường cái, nhìn con gái quỳ gối giữa lộ, đau khổ nhìn về phía mình. bà cũng từng đợt run rẩy rơi lệ, buồn bã càng đau lòng hơn nhìn về phía con gái. mẹ, đường khả hình thỏa hiệp quỳ gối trên đường, khóc cầu xin mẹ. con mặc kệ mẹ có phải mẹ ruột của con không? thế nhưng trong thế giới của con người vẫn là mẹ của con, bởi vì trong trí nhớ của con, mẹ đã từng ôm con, dụ dỗ con, hát nhạc thiếu nhi dỗ dành con chìm vào giấc ngủ, tay mẹ dịu dàng đặt trên trán của con, môi hôn lên tóc của con, con vẫn còn nhớ rõ, đó là thời gian hạnh phúc nhất trong đời con, những lời nói vừa rồi của con, khiến mẹ tức giận đau lòng, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Lý Tú Dung cắn chặt răng, đau lòng kích động đến khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nhìn về phía con gái đang quỳ gối thẳng tắp như cây ngô đồng, bộ dáng khóc lóc đau lòng, đáy lòng của bà nhẹ kêu, khả hình của mẹ. Mẹ, đường khả hình lại khóc nhìn về phía mẹ, khuôn mặt đầy nước mắt nói, con gái có thể đi cho tới ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng, mẹ nhìn con gái nhiều năm qua, chưa từng quên mẹ, lại hiếu thuận với mẹ, giúp đỡ con gái, đi qua chỗ này, giống như khi còn bé, mẹ nắm tay của con, giống như đi qua cầu gỗ, con muốn cùng ở một chỗ với anh ấy, chăm sóc cho mẹ và cha. Con cầu xin mẹ, mẹ, con xin mẹ mà, thành toàn cho chúng con đi, giúp con một chút. Của thật đường khả hình không còn cách nào khác, hướng lấy mặt trời gay gắt, quỳ giống như cây ngô đồng trên đường, từng bước một mà di chuyển về phía mẹ, đường đá lõm trõm trên đường, cắt lên làn da của cô, dần dần tràn ra máu. Lý Tú Dung buồn bã nhìn về phía con gái. Mẹ, con thật sự rất yêu rất thương anh ấy. Xin mẹ vì con là con gái mẹ sinh mà cho con một hạnh phúc cuối cùng đi, thành toàn chúng con đi giúp đỡ con gái đường khả hình từng bước một mà quỳ đến trước mặt mẹ khóc nói lý tú dung nhìn về phía con gái yêu của bà như vậy lập tức đau lòng đến không nói ra lời mẹ mẹ con cầu xin mẹ đường khả hình nắm chặt vạt áo của mẹ lại ngửa đầu khóc kêu lý tú dung nghe cô cầu xin như vậy nhưng trong nháy mắt nặng nề gạt bỏ tay con gái sau đó rơi lệ quay người rời đi mẹ đường khả hình nhìn bóng lưng của mẹ lại tuyệt vọng khóc to con cầu xin mẹ con xin mẹ mà mặc kệ xảy ra chuyện gì dù mẹ muốn con chết con cũng cam tâm tình nguyện không được tổn thương anh ấy không được con cầu xin mẹ mà giống như người mẹ vô tình bóng lưng dần biến mất trong đám người đường khả hình quỳ ngã xuống đất lại nghẹn ngào khóc sống lên cao ốc hoàn cầu trang hạo nhiên dựa vào xe của mình trong lòng lo lắng để lên cổ tay nhìn thời gian đã gần một giờ rồi anh nặng thở gấp một hơi, lại sốt ruột mà nhìn về đường cái xe tới xe đi phía trước, lại có chút bực bội mà nói, hay là đi vào trong đó rồi hả? Một chiếc xe ben màu đen, rốt cuộc chậm rãi lái tới, dừng ở trước cao ốc. Trang hạo nhiên thấy chiếc màu đen xe ben, trong nháy mắt anh thở dài một hơi, lập tức liền tức giận mà nhanh chóng đi qua, nặng nề mở cửa xe, nói, bộ có chuyện quan trọng gì hay sao? Gọi điện thoại cả chục lần cũng không nghe, sau lại dứt khoát tắt máy, anh đã bỏ đi mấy cuộc họp vài tỷ, ở chỗ này chờ em đã lâu rồi đó, biết không? Đường khả hình mệt mỏi vô lực mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nước mắt nhạt nhòa nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên biến sắc, đôi mắt nhanh chóng đảo vòng, nhìn bộ dáng tiểu tụy hốc hác của cô, lập tức lo lắng hỏi em xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì sao? Đường khả hình nặng nề thở gấp vài hơi, đôi mắt nhạt nhòa, chấn động chảy nước mắt, tay run lẩy bẩy mà chịu đựng đau đớn đầu gối muốn đi ra ngoài trang hạo nhiên lập tức đi lên trước đỡ cánh tay của cô đường khả hình nhẹ nhàng mệt mỏi tránh khỏi tay của anh trái tim mãnh liệt vỡ vụn nước mắt chảy xuống sắc mặt trang hạo nhiên thay đổi đôi mắt có chút khẩn trương và hoảng hốt hỏi em làm sao vậy lại xảy ra chuyện gì hà đường khả hình nhớ tới lời của mẹ vô lực mà lắc đầu muốn đi về phía trước trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên đứng ở trước mặt của cô, khẩn trương mà nắm bờ vai của cô, nói, đừng như vậy. Có chuyện gì thì chúng ta cùng giải quyết, anh tin em luôn yêu anh, mặc dù anh chưa từng nghe em nói em yêu anh, nhưng anh không cần cái này. Em hiểu chưa, bởi vì cho tới nay, anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội yêu em là đủ rồi. Cho anh một cơ hội, xảy ra chuyện gì vậy, nói cho anh biết đi. Đường khả hình ngẩng đầu, nước mắt chảy xuống. Đôi mắt trang hạo nhiên đỏ lên, đau lòng mà bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nghẹn ngào nói, vừa rồi anh thấy em đau buồn, anh liền dường như bị đâm, anh hận không thể đau buồn thay em, nhưng mà... Nói cho anh biết nguyên nhân. Đường khả hình cắn chặt răng, thâm tình nhìn về phía người đàn ông này, nhớ tới câu nói của mẹ, mẹ muốn cảnh cáo con, tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với hạo nhiên, nếu không, mẹ sẽ nói bí mật của các con ra, mẹ khiến nó không có cơ hội trở mình, sống không bằng chết. Lòng của cô, mãnh liệt tê dần, nước mắt từng dòng chảy xuống. Trang hạo nhiên thấy cô khóc thành như vậy, càng khẩn trương đau đớn nhìn cô nói, khả hinh, có chuyện gì? Đường khả hinh không muốn nói chuyện, đành phải cố nén nước mắt, nhẹ dẫy ruộng khỏi tay của anh, đi về phía trước. Anh không chịu được em quay người rồi, trang hạo nhiên chậm chạp xoay người, nhìn về phía bóng lưng đường khả hinh, đau lòng nghẹn ngào nói, anh thật sự không chịu được em quay người rồi, anh phát hiện ở cùng một chỗ với em, anh thường xuyên lo được lo mất, đau lòng buồn bã. Anh nghĩ có phải anh quá yếu ớt hay không, hay là... Bởi vì yêu em, trái tim anh chịu đựng một kích. Đánh chúng là linh hồn của anh. Đó là mùi thơm chung trong thế giới của chúng ta, chấm ANS yêu em, khả hinh. Anh yêu em, không cần tàn nhẫn với anh như vậy. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đều giao tất cả cho anh. Hai mắt đường khả hinh càng trào nước mắt, lần nữa nhớ lại lời của mẹ, cắn răng nghẹn ngào nói cho em một chút thời gian anh không cho em thời gian chúng ta yêu nhau đều vui vẻ và đau khổ đều là thời gian của chúng ta chúng ta cùng gánh vác đi anh cầu xin em buổi sáng hôm nay anh còn tưởng tượng hạnh phúc tương lai của chúng ta đoạn thời gian vui vẻ này có thể kéo dài thêm chút nữa trong cuộc đời của anh không trang hạo nhiên đau lòng nói đường khả hinh lại cắn chặt răng đôi mắt tràn nước mắt rất lâu rất lâu lại buồn bã mà nghẹn ngào nói cho em một chút thời gian cho em một buổi tối thời gian tin tưởng em cô nói xong liền mệt mỏi bước lên phía trước trang hạo nhiên đau lòng cảm giác có chút lạnh mà nhìn cô đường khả hình tiếp tục trầm mặc mà đi lên phía trước đôi mắt dần hiện lên một chút quyết định trang hạo nhiên chậm chạp xoay người đôi mắt đầy nước mắt đau lòng mất mát cúi đầu điện thoại trong nháy mắt vang lên trang hạo nhiên đứng tại chỗ rất lâu rất lâu sau mới mệt mỏi mà cầm lấy điện thoại khàn khàn mà yếu ớt nói alo lãnh mặc hàn đứng ở trước phòng khách bên cạnh thái hiền bị mấy người tô lạc hoành cưỡng chế kêu đến khàn cả giọng vừa nặng nề và hối hận nói chúng ta hình như không để ý đến một chuyện chuyện gì trang hạo nhiên khó hiểu cầm di động hỏi lãnh mặc hàn cầm di động đau lòng nói cậu nhớ lại cậu đã từng nói cha của đường khả hinh là một người cuối cùng mà cậu tôn trọng vì vậy vì chút lòng tự trọng của cô ấy không nên đụng chạm với cha cô ấy phải không ừ Trang Hạo Nhiên không có sức trả lời. Lãnh Mặc Hàn thở một cái, lại nhíu mày nói, đáng tiếc mặc dù tôi làm việc nhiều năm cho cậu, nhưng chuyện quá khứ và người trong hoàn cầu cũng không hiểu, thật không nghĩ tới Khả Hinh và hoàn cầu có quan hệ gì. Tinh thần Trang Hạo Nhiên run lên, đôi mắt nhanh chóng nháy động, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lãnh Mặc Hàn lóe lên, nhanh chóng nói, vừa rồi chúng tôi từ trong miệng Thái Hiền đe dọa mới biết được, thì ra cha của Đường Khả Hinh đúng là chủ tịch thứ ba tập đoàn Hoàn Cầu hơn 10 năm trước. Cha đỡ đầu của cậu, Đường Trí Long. Trái tim phanh mà nhảy dựng. Đôi mắt trang hạo nhiên trừng lớn, trong nháy mắt tay mềm nhún, điện thoại rơi vỡ ngã xuống đất, phịch một tiếng, trở thành hai mảnh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 835.